Triệu Quốc Đống biết bây giờ giải thích cũng vô dụng, hơn nữa còn bị nghi là che giấu, không bằng thuận theo tự nhiên đi. Dù sao cũng chỉ là đi ăn cùng hai ngày mà thôi, sau đó sẽ không xuất hiện trong mắt bọn họ. Năm trước khi ăn cơm với Lão Mao đã nói là biểu hiện của chú ở khu khai phát rất tốt, y dự định năm nay sẽ đề cử chú giữ chức chủ nhiệm kiêm phó bí thư đảng ủy khu khai phát. Năm nay chú phải cố gắng nhiều, làm ra thành tích thì Lão Mao có thể thành công. Có được không anh? Triệu Quốc Đống nhíu mày. Năm trước đề nghị của Mao Đạo Lâm không được thông qua. Vương Đức Hòa cùng Quách Chiêm Xuân phản đối thì ai cũng biết, đương nhiên thái độ của Lô Vệ Hồng là quan trọng nhất. Bí thư Lô nếu không gật đầu sợ không được. Ừ, Lô Vệ Hồng không thể bỏ qua. Y trước đó không có ấn tượng mấy về chú, nhưng bài viết trên nhật báo An Đô đã giúp chú nhiều. Ngay cả bí thư Ninh cũng quan tâm, anh tin y là bí thư huyện ủy cũng sẽ để ý. Thái Chánh Dương nhìn Triệu Quốc Đống rồi nói. Phải nắm chắc cơ hội này. Triệu Quốc Đống gật đầu. Mao Đạo Lâm có ấn tượng tốt đối với chú, có lẽ một phần do anh, nhưng hầu hết là do chú, cả thái độ và năng lực của chú. Chú hiểu lời anh nói chứ? Thái Chánh Dương nói. Em hiểu, nhưng bên phía Lô Vệ Hồng thì sao? Bí thư huyện ủy và chủ tịch thường khó hòa hợp tuyệt đối, nhất là ở vấn đề nhân sự. Triệu Quốc Đống hiểu rõ điểm này, Thái Chánh Dương cũng rõ, vậy Thái Chánh Dương có ý gì? Thấy Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu, Thái Chánh Dương thản nhiên nói. Lô Vệ Hồng năm 91 đã đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy Giang Khẩu, 3 năm không ngắn. Chú hiểu chứ? Anh nghe Lão Mao nói khu khai phát Giang Khẩu nếu có thể qua cửa tháng 5 thì chỉ sợ cũng muốn để Lương Kiến Hoàng thôi chức bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát, chủ nhiệm kia có thể sẽ thay thế. Chú nếu có thể nhận chức chủ nhiệm, phó bí thư đảng ủy sẽ rất có lợi cho sự phát triển của chú sau này. Cho nên chú phải cố gắng. Ban quản lý khu khai phát bình thường chỉ có một phó bí thư, đó là do chủ nhiệm kiêm chức, cũng không giống xã, thị trấn đều có phó bí thư chuyên trách. Mặc dù chức phó bí thư tương đương phó chủ nhiệm, nhưng lại do chủ nhiệm kiêm nhiệm lại khác. Mình có thể lên làm phó bí thư tức là sẽ bước một bước dài. Triệu Quốc Đống lúc này mới hiểu ý của Thái Chánh Dương. Chỉ những người trong chính trị nhiều năm mới đi một bước tính ba bước, mà hắn thậm chí còn không hiểu được ý nghĩa của việc lên làm phó bí thư. Thấy Triệu Quốc Đống ra vẻ đã hiểu, Thái Chánh Dương không nói nữa. Tiến lên trong chính trị hầu hết dựa vào chính mình tìm hiểu. Y có thể giúp một chút trong lúc quan trọng sẽ khiến Triệu Quốc Đống bớt đi đường vòng. Không khí bàn ăn khá hòa hợp. Triệu Quốc Đống không ngờ Lam Đại vốn lạnh nhạt lại nhanh chóng hòa hợp với mấy người phụ nữ kia như vậy. Lam Đại đẹp và lạnh nhạt khiến người ta vốn chỉ nên nhìn, nhưng má lúm đồng tiền của cô lại làm cô có thể tiến vào đoàn thể kia. Điều này Triệu Quốc Đống không khỏi phục tâm trí của cô. Mặc dù hắn về sau không cho cô cơ hội, nhưng chỉ sợ Lam Đại sẽ lợi dụng mà tạo quan hệ tốt với mấy người phụ nữ này. Cô gái này tất nhiên thấy được thân phận của mấy người bạn của hắn không đơn giản. Ngay khi Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ về Lam Đại cũng đang cười cười và cân nhắc mấy người bạn phải hơn Triệu Quốc Đống tầm 20 tuổi. Từ khí thế của bọn họ, cô thấy không bình thường, hơn nữa từ đề tài nói chuyện làm cô đoán ra được một chút. Người chủ nhà trong hệ thống công an, nói cách khác là lãnh đạo cấp trên của Triệu Quốc Đống. Nhưng là nhân vật như thế nào thì cô không rõ. Ba người còn lại có lẽ là quan chức chính quyền. Chẳng qua xem ra không chắc đã là quan chức thành phố An Đô, đề tài thoáng cái chạy đến Tân Châu, Thông Thành, nhưng cấp bậc nhất định không thấp. Triệu Quốc Đống cẩn thận ăn một miếng và hơi nhíu mày vì khá chua. Chẳng qua thấy Lưu Triệu Quốc và Lam Đại ăn rất ngon, hắn chỉ có thể cố gắng nuốt vào bụng. Triệu Quốc, Lão Tạ sắp tới điểm, ông tính thế nào? Ăn xong, mấy người phụ nữ vào bếp. Mấy người đàn ông ngồi lại nói chuyện về công việc, tương lai. Có chút khó khăn, thành phố chưa có thái độ rõ ràng. Lưu Triệu Quốc đã nhẫn nhịn một năm, Tạ Kỳ Tường cũng khá phối hợp với y. Mấy người ở đây đều biết tiến lên một bước là không dễ, dù sao đó cũng là vào thường vụ thị ủy. Thái Chánh Dương vào thị ủy được là do có quan hệ sâu rộng ở An Đô, lại có Ninh Pháp và Tô Giác Hoa ủng hộ mạnh mẽ. Lưu Triệu Quốc mới về An Đô chưa lâu. Dù có Dương Tử Minh giúp cũng không dễ dàng gì. Liễu Đạo Nguyên nhìn Thái Chánh Dương rồi nói. Chánh Dương, thái độ bí thư Ninh Pháp là như thế nào? Thái Chánh Dương dựa vào Ninh Pháp đã không có gì là bí mật. Quan hệ giữa Thái Chánh Dương và Hoàng Nguyên Thịnh rất bình thường, Thái Chánh Dương có thể vào thị ủy là do Ninh Pháp ủng hộ. Liễu Đạo Nguyên có chút hâm mộ Thái Chánh Dương, tên này nhanh như vậy đã được Ninh Pháp tin tưởng, Lưu Triệu Quốc có thể lên làm bí thư đảng ủy.
cục trưởng cục công an thành phố hay không thì Ninh Quốc có tiếng nói rất lớn. Quyển 3, chương 58, muốn dùng phải chế phục. Khó nói được, tôi đã nói bóng gió với bí thư Ninh về Triệu Quốc, nhưng lĩnh vực tôi phụ trách không liên quan mấy với Triệu Quốc, không dám nói quá nhiều nếu không sẽ phản tác dụng. Thái Chánh Dương trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Chẳng qua tôi thấy bây giờ bí thư Ninh chưa có quyết định, có lẽ còn đang suy nghĩ. Thái Chánh Dương nói như vậy làm mọi người phải suy nghĩ. Bí thư thị ủy nếu không nghĩ đến anh, vậy anh dù được đưa lên cũng bị phủ quyết. Như vậy sở công an muốn đề bạt anh cũng khó khăn. Điều này có thể, thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy cục công an thoạt nhìn thì oai phong, nhưng vào hội nghị thường vụ thị ủy thường không giơ tay biểu quyết, từ vị trí xếp hạng cũng có thể thấy. Nếu như không phải do phó bí thư kiêm nhiệm chức bí thư đảng ủy cục công an thì sẽ xếp thứ hai, thứ ba từ dưới lên. Hùng Chính Lâm nói một câu, ở Thông Thành hơn nửa năm nên Hùng Chính Lâm cũng biết nhiều ngôn từ chính trị. Ha ha, mấy người đừng an ủi tôi. Đúng như lão Hùng nói đó, ngồi trên vị trí đó đâu có nhàn hạ mà như ngồi trên lò lửa vậy. Lưu Triệu Quốc xua tay nói, y biết vấn đề trong này, Ninh Pháp có cái nhìn với y là bình thường, không nói tốt xấu. Nhưng Hoàng Nguyên Thịnh lại có quan hệ với y, nằm giữa đúng là có chút khó khăn. Huống chi không phải chỉ riêng chức cục trưởng mà còn là bí thư nữa, thuận theo tự nhiên thôi. Ừ, vừa đi vừa xem. Liễu Đạo Nguyên gật đầu đồng ý. Cố gắng có khi lại không đẹp, Chánh Dương cũng đừng nói quá nhiều, Ninh Pháp không phải người có thể ảnh hưởng. Ừ, tôi biết, chẳng qua Triệu Quốc cũng không nên bỏ cơ hội, dù một tia hy vọng cũng phải cố hết sức. Thái Chánh Dương đương nhiên biết việc này. Lúc trước y vào thị ủy thì Hoàng Nguyên Thịnh kịch liệt phản đối. Trong các thường vụ thị ủy cũng có tranh luận, thậm chí có người đề nghị tạm thời để đó. Nhưng Ninh Pháp kiên trì ủng hộ y, cuối cùng y đã được vào thị ủy. Trong 6 vị phó thị trưởng thì lập tức nhảy lên thứ 2, chỉ kém mỗi phó thị trưởng thường trực Kiều 3. Hai ngày mồng 6, 7 đến nhà mấy người, Lam Đại biểu hiện rất ngoan ngoãn, điều này làm Triệu Quốc Đống thấy rất không ổn. Nhưng hắn muốn giãy giụa cũng không có ý nghĩa. Triệu Quốc Đống đành để mặc cô, sau mồng 7 là mọi người phải đi làm, xem cô tìm lý do gì mà quấn lấy. Kỳ nghỉ Tết coi như đã kết thúc, mọi người thường thấy mình lại rất mệt mỏi. Tầm 15 âm thì mọi người mới đi vào được trong công việc, lúc này vẫn còn không khí lễ Tết. Ngày đầu đi làm, Cù Vận Bạch triệu tập toàn bộ nhân viên ban quản lý khu khai phát, nhưng đây chỉ là chúc Tết mọi người mà thôi. Trước ngày 15 thì vẫn là thời gian nhậu nhẹt, tụ tập với bạn bè, đồng nghiệp. Mới 11 giờ trưa mà văn phòng đã không có ai, hiện tượng này không ai có thể thay đổi. Dù là Cù Vận Bạch và Triệu Quốc Đống biết rõ tình hình cũng đành chịu. Sau hội nghị toàn ban quản lý, Cù Vận Bạch lại tổ chức hội nghị với cán bộ trung tầng của ban quản lý. Mặc dù năm trước đã chỉ rõ Triệu Quốc Đống phụ trách công tác thu hút đầu tư, nhưng lần này Cù Vận Bạch đã phân công rõ ràng. Triệu Quốc Đống phụ trách công tác thu hút đầu tư và các công tác phục vụ, phụ trách công tác đồn công an. Bạc Viễn phụ trách thu hồi, giải tỏa đất, xây dựng. Sau khi phân công công việc, các phòng về làm việc. Văn bản Triệu Quốc Đống phụ trách thu hút đầu tư đã được gửi đến mấy phòng. Vừa tan họp, trưởng phòng, phó trưởng phòng ba phòng kia đều tự giác theo Triệu Quốc Đống đến văn phòng của hắn. Triệu Quốc Đống vừa bỏ cặp ngồi xuống thì phó trưởng phòng giám sát an toàn, Khang Nhâm đã rót trà cho hắn. Triệu Quốc Đống lần đầu tiên được đãi ngộ như vậy, trước đó hắn chỉ là kiêm nhiệm mà thôi. Cán bộ ban quản lý mặc dù tôn trọng nhưng không coi Triệu Quốc Đống là lãnh đạo ban quản lý, cũng lắm chỉ coi hắn là trưởng đồn công an có năng lực giỏi. Nhưng sau Tết cán bộ ban quản lý đã ngửi thấy hướng gió. Bành Hiểu Phương trên danh nghĩa vào viện chữa bệnh, mà Triệu Quốc Đống lại phụ trách mấy phòng ban, thậm chí công tác an ninh trật tự chỉ là giám sát mà thôi. Điều này có nghĩa Triệu Quốc Đống là lãnh đạo chính thức của ban quản lý. Trưởng, phó ba phòng đều rõ vị phó chủ nhiệm Triệu này đã sang bên hành chính. Mọi người đều quen biết từ trước nên không cần khách sáo. Vừa nãy chủ nhiệm Cù đã nói rõ ràng, có qua được tháng 5 hay không, nếu không qua thì mọi người đều giải tán. Khu khai phát xóa sổ, ban quản lý không còn, cùng lắm chỉ một hai người ở lại. Không chừng chúng ta phải xuống xã. Triệu Quốc Đống mời mọi người ngồi xuống rồi nói. Tôi cũng không nói nhiều. Vừa nãy chủ nhiệm Cù đã nói một số chuyện làm mọi người vui mừng. Ví dụ như hai công ty Phượng Hoàng. Thiên Sơn tiến vào, nhưng đây mới là ký hiệp định, hạng mục còn chưa được chứng thực. Mọi người cảm thấy chỉ dựa vào mấy công ty này là khu khai phát Giang Khẩu chúng ta có thể an toàn thoát ra sao? Tôi thấy không thể.
khu khai phát huyện Hoa Dương riêng năm trước có hơn 60 triệu tiền đầu tư, khu khai phát Vọng Đường chỉ trong hội chợ thương mại đã ký kết 30 triệu tiền đầu tư. Khu khai phát Lộc Sơn thì cũng có mấy hạng mục với tổng số tiền trên 40 triệu. Ngay cả Nghiễm Ninh tương đương chúng ta thì cũng đã đi trước. Theo tôi biết chỉ riêng trước Tết bọn họ đã ký 3 hợp đồng đầu tư trên 8 triệu. Mà huyện Trường Tân nghe nói cũng có một hạng mục trên 12 triệu đầu tư vào khu khai phát bọn họ. Mọi người phải tỉnh lại, chúng ta bây giờ có thể ngồi chơi hay không? Một loạt con số triệu quốc đống đưa ra làm mọi người thấy rất áp lực. Trên thực tế tình hình mấy khu khai phát kia đều rất rõ ràng. Hoa Dương và Vọng Đường không cần phải suy nghĩ, hai huyện này có kinh tế đứng đầu của thành phố, khu khai phát có điều kiện rất tốt, hàng năm đều có số vốn đầu tư trên 50 n triệu. Mà Lộc Sơn thuộc lớp thứ hai, nhưng chênh lệch với mấy quận, huyện khác khá rõ. Giang Khẩu, Nghiễm Ninh, Trường Tân, huyện Mai thuộc hàng thứ ba. Hơn nữa Giang Khẩu còn xếp sau trong hàng thứ ba. Muốn mấy tháng thay đổi tình hình thì rất khó khăn. Việc lên Nhật báo Ando và hai công ty kia đầu tư làm người ta có hy vọng. Nhưng bây giờ Triệu Quốc Đống nói như chậu nước lạnh dội vào đầu mọi người. Triệu Quốc Đống thấy mọi người tối mặt lại, không khí nặng nề thì biết mình đã tạo được hiệu quả. Nếu muốn làm mọi người phục thì chỉ dựa vào việc lôi kéo là không đủ, phải lập uy. Thời gian không đợi người, hắn vừa nhận chức nên cần bọn họ ủng hộ, chỉ làm mọi người đoàn kết về lợi ích thì mới đồng tâm hiệp lực được. Có lẽ mọi người muốn nói nếu không có hy vọng thì không bằng giải tán tìm đường ra cho sớm phải không? Triệu Quốc Đống đổi giọng. Hy vọng không phải không có nhưng phải do chúng ta cố gắng. Trong thành phố có 11 khu khai phát chỉ giữ lại 6. Ngoài khu khai phát thành phố và Bích Trì xác định giữ lại, như vậy chỉ còn 4 chỗ. Chúng ta làm như thế nào để khu khai phát Giang Khẩu chiếm một chỗ? Mọi người có đề nghị nào không? Văn phòng trở nên yên tĩnh, mọi người ngồi đều nghĩ biện pháp. Kéo một hai công ty đến khu khai phát Giang Khẩu là không khó, vấn đề làm thế nào có thể rút ngắn khoảng cách tài chính lớn như vậy chỉ trong 2-3 tháng ngắn ngủi. Khu khai phát Giang Khẩu có chênh lệch không nhỏ với các quận, huyện khác, mình cố gắng, người khác ngồi chờ sao. Người phòng giám sát an toàn đỡ hơn chút vì thu hút đầu tư không phải do bọn họ phụ trách công tác giám sát, chính xác là công tác hỗ trợ. Mà Hoàng Trung Kiệt là trưởng phòng thu hút đầu tư, trưởng phòng hạng mục. Lâu Phương nên có chút áp lực. Triệu Quốc Đống nhìn hai người bọn họ rất không thoải mái. Bọn họ đang chờ Triệu Quốc Đống mở miệng nói. Nhưng mở miệng nói thì dễ, có thể làm mọi người cảm thấy có tác dụng lại là khác. Quyển 3, chương 59, đẩy mạnh. Tôi nói một chút, nếu nghe không được thì mời chủ nhiệm Triệu và mấy vị góp ý. Hoàng Trung Kiệt nhìn mọi người rồi nói. Tôi thấy chúng ta nên làm như trong hội chợ thương mại. Ban quản lý phải xác định nên thu hút công ty như thế nào, đây là trọng điểm. Nhưng sau khi xác định vẫn chưa đủ, chúng ta không có nhiều thời gian, chúng ta phải tìm kiếm mục tiêu, chủ động thực hiện, nhất là các nhà đầu tư trước đó đã liên lạc nhưng không tỏ thái độ rõ ràng. Chủ nhiệm Cù vừa nãy cũng nói khu khai phát Giang Khẩu chúng ta phải lộ rõ trọng điểm, toàn lực đẩy mạnh nhằm vào các công ty sản xuất thiết bị ô tô. Từ hội chợ thương mại đến trước Tết chúng ta đã tiếp đón hơn 10 công ty thiết bị ô tô duyên hải. Có lớn có nhỏ, bọn họ yêu cầu hoàn cảnh đầu tư cao, hơn nữa ý không rõ ràng. Có người mặc dù tỏ thái độ nhưng quy mô lại không như ý. Hoặc là có người muốn nhưng không tỏ rõ đầu tư vào khu khai phát nào. Các công ty này là mục tiêu chủ yếu của chúng ta có thể chọn một chút. Ví dụ như người muốn đầu tư phải lập tức xác minh, xúc tiến thành công. Có quy mô đầu tư lớn thì phải phái người theo sát, phân tích nguyên nhân bọn họ do dự, lo lắng. Đây là công tác chủ yếu của phòng hạng mục. Phòng thu hút đầu tư thì nên làm như thế nào? Chính là tiếp tục mở rộng tìm kiếm mục tiêu, nhất là các công ty có quan hệ làm ăn với mấy công ty thiết bị ô tô vốn có ở khu khai phát. Bởi vì ngành này một công ty thường khó tự mình thành lập ở một khu khai phát, cần có một loạt các công ty trong ngành khác cùng dồn vào một nơi. Cho nên chúng ta có thể thông qua quan hệ của bọn họ, mời các công ty làm ăn với bọn họ tới khảo sát. Cũng thông qua bọn họ hỗ trợ việc chúng ta xúc tiến các công ty đến đầu tư vào khu khai phát Giang Khẩu. Mà tình hình này các công ty kia cũng muốn thấy. Một khi hình thành được nhiều công ty cùng ở khu khai phát Giang Khẩu thì việc vận chuyển sản phẩm cũng giảm đi nhiều chi phí, thuận lợi cho việc chuyên môn hóa. Hơn nữa chúng ta cũng có thể đưa ra chính sách thích hợp. Chỉ cần công ty đưa tới nhiều công ty khác sẽ được ưu đãi hơn nữa. Hoàng Trung Kiệt nói mặc dù hơi phù phiếm nhưng cũng có mấy điểm chính xác. Đó là dựa vào mấy công ty đã có ở khu khai phát mà mở rộng phạm vi thu hút đầu tư,
hơn nữa xác định từng hạng mục đều có người theo, dùng tốc độ nhanh nhất chứng thực và khởi công. Rất tốt, trưởng phòng Hoàng nói đúng. Công ty Phượng Hoàng và Thiên Sơn đều là công ty sản xuất thiết bị ô tô nổi tiếng ở Chiết Giang, bọn họ phải chỉ có 1-2 nhà máy, tại sao không thể dồn công sức vào mấy nhà máy này? Lão Hoàng, chuyện này anh phải chọn ra 2 người phụ trách liên lạc, tôi có thể làm đầu mối giới thiệu. Trưởng phòng Lâu, anh nói suy nghĩ của mình xem. Triệu Quốc Đống nhìn Lâu Phương mà nói. Tôi cũng chỉ nói như thế nào. Vừa nãy trưởng phòng Hoàng nói đúng. Phòng hạng mục chúng tôi có chúng ta chủ yếu là giúp các công ty đến khu khai phát nhanh chóng được phê duyệt văn bản, nhanh chóng khởi công, sau đó tiến hành kinh doanh. Bây giờ ở khu khai phát chỉ có 2 công ty đầu tư lớn là Phượng Hoàng và Thiên Sơn. Năm trước đã liên lạc với mấy phòng như đất đai, xây dựng, công thương, thuế, điện lực. Có huyện ủy, ủy ban chỉ đạo thì động tác của các phòng cũng nhanh, về cơ bản đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ đợi nhà đầu tư tới. Ngoài ra tôi đã chọn một vài công ty xây dựng trong huyện, chuẩn bị khiến nhà đầu tư có thể khởi công xây dựng trong thời gian ngắn nhất. Theo tôi nghĩ mỗi hạng mục được xác thực thì cần có một thời gian rõ ràng, có hạn hoàn thành thủ tục, cố gắng tăng cao hiệu quả giúp các hạng mục được phê duyệt. Để nhà đầu tư cảm thấy việc phê duyệt hành chính của chúng ta nhanh chóng, đồng thời cũng để bọn họ thấy sự nhiệt tình của chúng ta. Chỉ như vậy thì mới có thể thông qua các nhà đầu tư truyền bá ưu thế khu khai phát Giang Khẩu ra ngoài. Triệu Quốc Đống gật đầu, Lâu Phương này cũng biết theo chiều gió, nghe ra ý đồ của mình liền lập tức biết nói theo. Ừ, hai trưởng phòng đã nói, tôi chỉ nói một câu. Có thể vừa nãy lời tôi nói làm mọi người thấy áp lực, nhưng đây là sự thật. Chẳng qua điều này không có nghĩa chúng ta không thể làm được gì. Chúng ta có ưu thế của mình. Hai công ty Phượng Hoàng, Thiên Sơn đầu tư trên 15 triệu, hai công ty trước đó cũng là 4 triệu. Bốn công ty nhất định phải được động thổ trong vòng 3 tháng đầu năm. Trưởng phòng Lâu, đây là lệnh, tôi không biết anh làm biện pháp gì nhưng nếu thủ tục không xong là trách nhiệm của anh. Tôi và chủ nhiệm Cù, thậm chí chủ tịch Lương có thể ra mặt giải quyết khó khăn, cần phải động thổ trong thời gian quy định. Về phần phòng thu hút đầu tư, trước Tết tôi đã gọi điện với mấy nhà đầu tư Quảng Đông. Nhà đầu tư Duyên Hải rất chú trọng thời gian, bây giờ bọn họ đã có 3 người bay tới Ando, có lẽ chiều nay là tới. Vì thế chiều nay trưởng phòng Hoàng mang theo 2 người cùng tôi tới sân bay, anh phải xác định người theo bọn họ, cần phải có tinh thần không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, đảm bảo bọn họ phải đầu tư vào khu khai phát Giang Khẩu. Về phần 2 công ty Phượng Hoàng, Thiên Sơn thì mai 2 vị giám đốc tới, công tác hậu kỳ giao cho trưởng phòng Lâu. Nếu như làm không tốt thì anh trình bày với huyện. Lúc trước tôi đã nói về công việc, bây giờ tôi tỏ thái độ. Tôi có một thói quen đã làm phải làm tốt, không làm thì thôi. 3 công ty Quảng Đông nhất định phải bắt được, quy mô đầu tư của bọn họ tương đương 2 công ty Chiết Giang. Nếu mấy công ty này vào óp thì tôi tin rằng sẽ tạo hiệu quả rất lớn, thậm chí khiến không ít công ty tự tìm tới khu khai phát chúng ta, cho nên nhóm đầu tiên này không thể mất. Về phần sau khi thành công tôi sẽ cùng chủ nhiệm Cù xin lãnh đạo huyện khen thưởng các vị. Theo chính sách thu hút đầu tư của huyện mà thưởng cho mọi người. Câu cuối cùng của Triệu Quốc Đống làm mọi người vui vẻ, sau đó đều nghi ngờ nhìn hắn. Ha ha, chủ nhiệm Triệu, chính sách tiền thưởng của khu khai phát chưa bao giờ thực hiện, chỉ là có thêm vài bữa ăn mà thôi. Bên phòng thống kê tìm mọi cách gây khó dễ nên không hy vọng. Đó là trước đây, bây giờ tôi phụ trách công tác này thì xin nói nếu không thực hiện được thì mọi người cứ tìm tôi. Chẳng qua tôi nói trước theo chính sách thì không cao. Tôi và chủ nhiệm Cù đã bàn với nhau là tỷ lệ trước đó quá cao nên huyện ủy, ủy ban không thông qua. Cho nên chúng tôi dự định thực hiện bằng 1/3 trước đó. Nhưng tuyệt đối có thể làm được. Triệu Quốc Đống nói làm mọi người thấy hy vọng, trước tính quá cao nhưng không thực hiện được, bây giờ mặc dù giảm nhiều nhưng nếu có thể hoàn thành 2 hạng mục thì tính ra cũng là lớn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Triệu Quốc Đống đã nói 2 vị lãnh đạo đã xác nhận chính sách thực hiện được. Chủ nhiệm Triệu, anh nói có tính không? Lão Đồ, trưởng phòng giám sát có chút mà hỏi Triệu Quốc Đống. Y đã hơn 50 nên không hy vọng tiến lên. Chỉ cần có chút tiền thưởng là điều y quan tâm nhất. Có tính hay không thì không phải 1-2 tháng nữa là thấy sao. Nói với mọi người như vậy mà không thực hiện được, tôi nghĩ sau này tôi cần gì làm việc, đúng không? Triệu Quốc Đống cười cười nói tiếp. Trưởng phòng Đỗ, phòng giám sát các anh chỉ sợ phải đi theo các nhà máy từ khi khởi công mới được. Nếu xảy ra chuyện gì trong xây dựng sẽ ảnh hưởng lớn tới danh dự khu khai phát chúng ta. Chủ nhiệm Triệu yên tâm, anh có tương lai lớn. Tôi dù như thế nào cũng không làm hỏng chuyện tốt của anh.
phòng giám sát tôi cũng không có thói quen trộm cắp, chỉ cần chủ nhiệm Triệu đáp ứng việc tiền thưởng là đủ rồi. Hoàng Trung Kiệt và Lâu Phương đều thầm mắng lão đồ này quá gian xảo, mấy câu này mà cũng nói ra được. Yên tâm, Triệu Quốc Đống đáp ứng ngay. Lâu Phương vừa ra ngoài liền chui vào văn phòng Hoàng Trung Kiệt. Lão Hoàng, Triệu Quốc Đống này nói chuyện có tin được không? Chuyện tiền thưởng lớn như vậy, chủ nhiệm Cù chưa tỏ thái độ mà hắn dám thừa nhận sao? Hừ, tên này rất giảo hoạt, chính sách tiền thưởng trước đó mọi người đều biết không thực tế. Hắn bây giờ giảm xuống chính là muốn mọi người nghĩ có thể làm được, khiến chúng ta hết lòng trong công việc, anh không thấy ngay cả lão đồ cũng động tâm sao? Hoàng Trung Kiệt ném cho đối phương điếu thuốc, tự châm và hít sâu một hơi. Nói thì dễ, nhưng nếu tháng năm này không qua cửa thì khu khai phát sẽ bị xóa sổ, ai đi đâu cũng không biết thì tiền thưởng gì chứ. Lâu Phương ngẩn ra rồi nói. Chẳng lẽ thằng danh này viết phiếu khống cho chúng ta? Vậy cũng không chắc, nếu khu khai phát giang khẩu qua cửa, như vậy y phải có câu trả lời với mọi người. Thu hút đầu tư vài chục triệu dù là giảm còn 1/3 cũng là con số lớn. Tôi muốn xem y có biện pháp không? Hoàng Trung Kiệt cười lạnh một tiếng. Quyển 3, chương 60, Phổ Độc Bất Trượng Phu. Triệu Quốc Đống biết ba phòng kia không nhanh như vậy nhận mình. Có những lúc tuổi và kinh nghiệm là thứ không thể thay thế, ai bảo hắn mới có hơn 20 đã làm đến vị trí này. Nếu muốn làm bọn họ phục cũng đơn giản, đó là muốn đối phương thấy được lợi ích thực tế, hơn nữa còn phải dùng quyền lực xử phạt. Nhà đầu tư Quảng Đông đến làm Hoàng Trung Kiệt thấy tài ăn nói của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống dẫn mấy người Quảng Đông đến quán ăn ở nông thôn ăn vài món đặc sản nổi tiếng, không tốn bao tiền mà làm khách rất thích. Chẳng qua khi nói chuyện đến thủ tục xây dựng nhà máy, người Quảng Đông rất khôn khéo, không nói đầu tư vào khu khai phát giang khẩu, chỉ hỏi giang khẩu đưa ra điều kiện gì, mỗi điều khoản đều hỏi rất kỹ lưỡng. Sau một hồi không phải đàm phán chính thức đã khiến Hoàng Trung Kiệt bực bội. Chủ nhiệm Triệu, tôi thấy mấy tên này không phải thực sự muốn tới đầu tư. Phó trưởng phòng thu hút đầu tư, Tiểu Bồ mặt đầy tức giận nói. Có nhà đầu tư nào như vậy không? Ngay cả mấy thứ như làm đường, xây tường đều đòi ban quản lý làm cho họ. Tôi nghi ngờ thành ý và năng lực của bọn họ, có thể là đám lừa không? Lão Hoàng thấy sao? Hoàng Trung Kiệt nói. Cái này khó nói, theo lý điều kiện của chúng ta khá tốt, nhưng đám người Quảng Đông này vẫn không có quyết định. Mấy chi tiết kia sợ chúng ta có đáp ứng bọn họ cũng chưa chắc đã ký hợp đồng. Ừ, anh có chú ý thấy trong 6 người xuống máy bay, có 3 người không cùng bọn họ. Tôi hỏi bọn họ thì đều nói là bạn đến đây du lịch. Anh nói vừa hết Tết thì có cần tới An Đô du lịch không? Muốn du lịch thì bên Quảng Đông còn được. Triệu Quốc Đống nói. Chủ nhiệm Triệu, ý của anh là. Hoàng Trung Kiệt có vẻ hiểu một chút. Tôi cho rằng bọn họ thật lòng muốn đầu tư ở An Đô, nếu không sẽ không bàn chi tiết như vậy. Ngoài ra bọn họ còn mang người đi đàm phán với vài khu khai phát khác, bọn họ muốn so sánh ưu, khuyết điểm của các nơi, hoặc đang do dự. Mẹ nó chứ, đám Quảng Đông này giảo hoạt vậy, lúc này còn giở trò với chúng ta. Chúng ta nhiệt tình tiếp đón, bọn họ lại chơi chúng ta. Chủ nhiệm Triệu, chúng ta việc gì phải nói chuyện với bọn họ? Tiểu Bồ tức giận nói. Tiểu Bồ, bọn họ là nhà đầu tư, có lo lắng cũng là bình thường. Huống chi chúng ta về cơ bản cũng biết về tình hình của bọn họ, có thực lực. Tôi đã khảo sát qua, 3 công ty này nếu thực sự đầu tư ở đây thì ít nhất sẽ là trên 20 triệu. Cho nên dù bọn họ có hơi quá, chúng ta cũng phải chịu. Không đến cuối cùng thì chúng ta không được bỏ qua. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Nhà đầu tư chính là thượng đế với chúng ta. Bây giờ khu khai phát giang khẩu gặp nguy hiểm rất lớn, nếu chúng ta không nhanh chóng đột phá thì rất có thể bị xóa sổ. Vì thế khó khăn đến đâu chúng ta cũng phải cố gắng. Ôi, đám người Quảng Đông lợi dụng chúng ta bây giờ đang cần đầu tư nên cứ làm khó, khiến chúng ta nhân nhượng. Nhưng chúng ta bây giờ không còn cách nào để làm, nhưng nữa chỉ có thể giảm giá đất mà thôi. Hoàng Trung Kiệt cũng bực mình nói. Giá đất phải nói là đã khá rẻ, nếu còn nhường nữa thì đúng là không tiếc bán máu. Có thể điều tra đám người này đàm phán với khu khai phát nào không, như vậy mai chúng ta cũng có đối sách. Triệu Quốc Đống biết đám người Quảng Đông quyết định trong vài ngày mà thôi, nếu không cũng không cần tranh cãi mấy chi tiết cụ thể, nhưng đầu tư vào đâu thì không rõ. Thành phố có nhiều khu khai phát như vậy, ai biết bọn họ nói chuyện với ai. Hơn nữa chuyện này dù là có cũng không lộ cho chúng ta, phải biết chỉ khi nào ký kết mới biết. Hoàng Trung Kiệt lắc đầu nói. Cái này không khó,
đây đều là công ty lớn, bọn họ muốn xây dựng nhà máy ngoài ở Bích Trì, chỉ có Giang Khẩu, Lộc Sơn chúng ta. Bích Trì giá đất đắt hơn chúng ta nhiều, bọn họ nhất định không chọn, vậy chỉ có thể là Lộc Sơn. Tiểu Bồ nói. Tiểu Bồ nói đúng, rất cơ thể là Lộc Sơn, nhưng cũng không thể bỏ qua huyện khác, nếu như có thể xác định là Lộc Sơn thì tốt. Triệu Quốc Đống nói. Tôi có thể hỏi một câu, trưởng phòng thu hút đầu tư khu khai phát Lộc Sơn có quan hệ khá tốt với tôi, trước Tết hai bên còn hẹn uống rượu, có lẽ nghe ngóng được. Hoàng Trung Kiệt đảo đảo mắt rồi nói. 20 phút sau Hoàng Trung Kiệt nửa mừng nửa lo vào nói. Chủ nhiệm Triệu, hơn phân nửa là Lộc Sơn. Tôi mời tên kia uống rượu, tên kia nói Triệu có việc. Tôi hỏi là việc công hay riêng, việc công thì bỏ, việc riêng thì thôi. Tên kia nói không thể bỏ được, bây giờ mới là mồng 9, người này lại không bỏ được công việc thì ngoài nhà đầu tư Quảng Đông ra thì tôi không nghĩ còn việc nào khác. Thật sự là Lộc Sơn ư, vậy có chút phiền phức. Triệu Quốc Đống vỗ vỗ bàn rồi nói. Lộc Sơn có vị trí tương đương chúng ta, cách Bích Trì không xa, hơn nữa bọn họ cũng có trạm điện, về trụ cột thì còn hơn chúng ta. Ưu thế của chúng ta là đất ư, tôi thấy dù nhường một chút cũng không đánh động được nhà đầu tư Quảng Đông. Chính sách ưu đãi cũng giống nhau. Mẹ kiếp, đám Lộc Sơn tranh với chúng ta, bọn họ không phải ký được không ít ở hội chợ thương mại sao? Ăn no rồi còn cướp, còn muốn người ta sống không? Tiểu Bồ nói. Lão Hoàng. Tôi nhớ trên nhật báo Ando hôm qua nói về việc Lộc Sơn xảy ra vụ án bắt cóc phải không? Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng. Ừ, hình như có tin này, nói một nhà kinh doanh Phúc Kiến bị bắt cóc ở đây, cảnh sát đang phá án. Hoàng Trung Kiệt trong lúc nhất thời không hiểu, nhưng thấy Triệu Quốc Đống cười quỷ dị liền ngửi được âm mưu. Chủ nhiệm Triệu, anh là nói, như vậy sợ không tốt. Vô độc bất trượng phu, vì khu khai phát Giang Khẩu thì chỉ có thể hy sinh danh dự của huyện ủy. Ủy ban và công an huyện Lộc Sơn mà thôi. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Quảng Đông bị đám xã hội đen Hong Kong xâm nhập không ít, nhà kinh doanh đều sợ dính vào việc này. Nhà đầu tư Quảng Đông cũng như vậy, chúng ta cần phải diễn kịch với bọn họ. Lão Hoàng, Tiểu Bồ, chúng ta phải đóng thật tốt. Trong bữa ăn trưa ngày hôm sau, ba người Quảng Đông vẫn không chịu quyết định, chỉ yêu cầu Triệu Quốc Đống chấp nhận giảm giá đất, nhưng Triệu Quốc Đống khéo léo từ chối. Mẹ nó chứ. Lộc Sơn lại xảy ra chuyện. Hoàng Trung Kiệt ăn xong sang bên ngồi đọc báo rồi nói. Lộc Sơn này đến Tết mà cũng không yên. Sao thế trưởng phòng, Lộc Sơn có vấn đề gì sao, tôi là người Lộc Sơn. Tiểu Bồ có chút khó chịu mà nói. Một bên hỏi còn không quên cạn chén với mấy vị khách Quảng Đông. Có gì ư, không phải lại có vụ bắt cóc sao? Đây này, báo vừa đăng đó. Huyện thành Lộc Sơn có vụ bắt cóc. Một nhà đầu tư Phúc Kiến vừa về Lộc Sơn thì bị bắt cóc. Bây giờ công an huyện đang tích cực phá án. Lại bắt cóc. Tiểu Bồ ra vẻ tức giận. Mẹ nó chứ, cảnh sát Lộc Sơn làm gì vậy? Năm trước cũng như vậy, tôi nhớ Tết năm trước cũng có vụ đó, cũng nhằm vào nhà đầu tư bên ngoài tới. Án được phá nhưng bị đánh gãy ba xương sườn. Anh Bồ, anh là người Lộc Sơn sao? Tình hình an ninh trật tự Lộc Sơn rất không ổn sao? Một nhà đầu tư Quảng Đông cẩn thận hỏi. Quê tôi ở Lộc Sơn, an ninh trật tự Lộc Sơn trước đây cũng được. Nhưng hai năm nay người ngoài vào nhiều nên không tốt, mỏ đá ở Lộc Sơn có không ít nhà đầu tư bên ngoài tới, lãi nhiều tiền làm nhiều người đỏ mắt. Tiểu Bồ thở dài nói. Tiểu Bồ, cậu đừng nói bậy, tình hình an ninh trật tự An Đô chúng ta luôn tốt, đâu đến mức như cậu nói. Triệu Quốc Đống nói. Chủ nhiệm Triệu, tôi là người Lộc Sơn lại không biết sao. Rất nhiều chuyện chẳng qua chỉ là không lộ ra mà thôi, lén dùng tiền giải quyết là không lộ mà. Ủy ban, huyện ủy Lộc Sơn tốn nhiều công sức mới khống chế không cho mấy tin này truyền ra. Tiểu Bồ có chút khinh thường nói. Chủ nhiệm Triệu, tôi biết anh bất bình cho cơ quan công an, nhưng cảnh sát Lộc Sơn không thể so sánh với Giang Khẩu chúng ta. Cơ quan công an bên kia không quản nghiêm như anh nghĩ đâu. Thấy mấy tên Quảng Đông quan tâm, Triệu Quốc Đống ra vẻ muốn lấy lại hình ảnh. Các anh đừng nghe Tiểu Bồ nói, tình hình an ninh trật tự An Đô chúng tôi rất tốt, hơn nữa ở Giang Khẩu chúng tôi càng không cần nói. Các anh khảo sát chỗ chúng tôi cũng thấy đó, Lộc Sơn và Nghiễm Ninh chỉ hơi phức tạp một chút mà thôi, không đến mức như Tiểu Bồ nói đâu. Triệu Quốc Đống chưa nói hết thì một nhà đầu tư Quảng Đông đã đoạt lấy tờ nhật báo An Đô trong tay Hoàng Trung Kiệt, mở ra xem, sau đó đưa cho hai người kia. Ba ngày sau,
Ba công ty sản xuất thiết bị ô tô Quảng Đông phân biệt ký hợp đồng đầu tư xây dựng nhà máy ở khu khai phát Giang Khẩu, với tổng diện tích là 480 mẫu đất, vốn đầu tư 26 triệu tệ. Nhà máy xây dựng xong trước tháng 10 là đi vào sản xuất. Mà nghe nói lãnh đạo huyện Lộc Sơn vì thế mà rất tức giận, đồng thời cũng không hiểu. Bởi vì trước đó ba nhà đầu tư Quảng Đông đã thỏa thuận miệng với bọn họ, cuối cùng người Quảng Đông lại ký hợp đồng đầu tư vào khu khai phát Giang Khẩu. Quyển 3, chương 61, trò hay. Hoàng Trung Kiệt không thể không phục chiêu độc của Triệu Quốc Đống. Mà đầu óc linh hoạt của Triệu Quốc Đống càng làm y không bằng. Đây là lần thứ hai mấy trò của Triệu Quốc Đống thành công. Lần đầu là mấy quyển truyện đổi lấy nhà đầu tư Chiết Giang, lần hai là mấy lời đồn khiến nhà đầu tư Quảng Đông tiến vào Giang Khẩu. Nếu lần đầu Hoàng Trung Kiệt còn khinh thường đây là mèo mù vớ được cá rán, vậy lần thứ hai mà còn nói là may mắn đúng là nực cười. Hoàng Trung Kiệt cẩn thận cân nhắc thủ đoạn của Triệu Quốc Đống. Phải nói Triệu Quốc Đống luôn dành nhiều công sức tìm hiểu về đối phương, hơn nữa không chỉ là ở mặt ngoài, thậm chí còn tìm hiểu nhà đầu tư thích gì. Việc này tưởng là thừa nhưng thường có tác dụng rất quan trọng. Nếu không phải Quảng Đông lo về tình hình an ninh trật tự, nếu bọn họ không biết tình hình ở khu khai phát Giang Khẩu rất tốt, chỉ sợ bọn họ không thể đầu tư vào Giang Khẩu. Chỉ vài ngày Triệu Quốc Đống khiến Hoàng Trung Kiệt khá phục và lại buồn bực. Khoản đầu tư 26 triệu khiến khu khai phát Giang Khẩu kéo lại khoảng cách với các quận, huyện. Mặc dù không thể so sánh với Hoa Dương, Vọng Đường, nhưng ít nhất thấy lưng của Lộc Sơn, Long Đàm. Trong lễ ký kết, Bí thư huyện ủy Lô Vệ Hồng, Chủ tịch huyện Mao Đạo Lâm, Phó Chủ tịch huyện Lương Kiến Hoàng đều tham gia. Các nhà đầu tư Quảng Đông sau khi ký kết thì bắt tay vào công việc rất nhanh, yêu cầu trong vòng một tuần phải bắt đầu san nền đất, trong hai tuần bắt đầu xây dựng. Lô Vệ Hồng liền tỏ thái độ huyện sẽ toàn lực đảm bảo sẽ giúp các công ty xây dựng nhanh nhất, hoàn thành thủ tục nhanh nhất. Chỉ khổ cho cán bộ phòng hạng mục, Cù Vận Bạch và Triệu Quốc Đống ra lệnh cho bọn họ trong vòng nửa tháng phải hoàn thành trình tự, tiến vào giai đoạn xây dựng. Thêm cả hai công ty Chiết Giang, mỗi nhân viên của phòng hạng mục phải theo một công ty, có trách nhiệm đến khi xây dựng xong. Tạo khu khai phát hàng trăm triệu, đây là khẩu hiệu được đưa ra sau khi Cù Vận Bạch và Triệu Quốc Đống bàn bạc. Bây giờ vốn đầu tư vào khu khai phát đã hơn 60 triệu, nếu giữ được xu thế này thì năm nay đạt 100 triệu cũng không khó. Trong bữa tiệc chúc mừng, Lô Vệ Hồng khá tò mò vì cách đánh bại Lộc Sơn. Cù Vận Bạch liền nhỏ giọng giải thích. Điều này làm ba người Lô Vệ Hồng, Mao Đạo Lâm và Lương Kiến Hoàng cười phá lên. Nếu như không phải tình hình an ninh trật tự của khu khai phát Giang Khẩu tốt, nếu không phải Triệu Quốc Đống lợi dụng tâm lý của nhà đầu tư Quảng Đông rồi diễn kịch, nếu không phải Lộc Sơn trùng hợp xảy ra chuyện thì không biết sẽ như thế nào. Dù sao nếu bàn về chất lượng khu khai phát thì Lộc Sơn hơn Giang Khẩu một bậc. Quốc Đống, cách này của cậu mặc dù không được lộ ra nhưng thịt nào cũng ăn được mà. Nhà đầu tư Quảng Đông dù sao cũng ở lại An Đô, nếu để bọn họ đi nơi khác, chúng ta sẽ có tội. Lô Vệ Hồng mượn rượu mà nói. Ha ha, Bí thư Lô, tôi cũng định chờ việc này xong liền tìm cơ hội nói chuyện với người Quảng Đông. Chẳng qua tình hình an ninh trật tự Giang Khẩu chúng ta đúng là hơn Lộc Sơn, Nghiễm Ninh, điều này không giả. Ít nhất 1-2 năm qua tôi chưa nghe thấy huyện ta có vụ bắt cóc. Sếp Chu, điểm này sếp rõ nhất phải không? Lần này ban quản lý khu khai phát mời cả Chu Tinh Văn tới, việc này Chu Tinh Văn đương nhiên là đi. Chu Tinh Văn đã vỗ ngực đảm bảo với nhà đầu tư Quảng Đông, đảm bảo tăng cường lực lượng đồn công an khu khai phát. Đúng thế, các vị lãnh đạo cũng chưa từng nghe nói Giang Khẩu chúng ta xảy ra chuyện như vậy phải không? Mặc dù trộm cắp thì không thể cấm tuyệt, nhưng cân nhắc tình hình an ninh trật tự một nơi tốt hay xấu thì phải xem có vụ án ác liệt không, hoặc là nói cơ quan công an có thể kịp thời phá án không. Bí thư Lô, Chủ tịch Mao, Giang Khẩu chúng ta 3 năm liền phá hết các vụ án giết người, công an huyện chúng tôi đã dành rất nhiều công sức. Chu Tinh Văn đương nhiên không bỏ qua cơ hội tuyên dương công an huyện. Ừ. Công tác của công an huyện 2 năm qua đã khởi sắc rất nhiều. Lô Vệ Hồng gật đầu. Nhưng mà Bí thư Lô, Chủ tịch Mao, trang bị của phòng bây giờ rất lạc hậu. Nhà đầu tư Quảng Đông đến thăm đồn công an khu khai phát được trang bị tốt nhất mà không ngừng lắc đầu, cho rằng thiết bị quá lạc hậu. Dù là phương tiện giao thông hay là thông tin đều không thể so sánh với đồn công an các khu khai phát khác. Chu Tinh Văn thấy tâm trạng Lô Vệ Hồng khá tốt nên không bỏ lỡ thời cơ. Mấy vị lãnh đạo có nên dành khoan kinh phí chuyên môn cho cơ quan công an chúng tôi không? Dù sao muốn tạo hình ảnh của cơ quan công an Giang Khẩu cũng không phải con số nhỏ. Thưa các vị lãnh đạo,
đồn công an khu khai phát chúng tôi ngoài chiếc xe cảnh sát mới do khu khai phát mua cho, còn đâu chúng tôi phải vay tiền các công ty, mục đích là tạo ra ấn tượng tốt đối với các công ty, nhà đầu tư, đồng thời khiến công việc của đồn công an khu khai phát thực hiện tốt nhất. Triệu Quốc Đống nói, ồ, có việc này sao? Lô Vệ Hồng nhìn Mao Đạo Lâm và Lương Kiến Hoàng rồi nói. Vấn đề này chúng ta đúng là phải suy xét. Lần này nhà đầu tư Quảng Đông đến đầu tư ở chỗ chúng ta, nói rõ hoàn cảnh đầu tư là rất quan trọng. Lão Mao, tôi thấy nên tổ chức hội nghị thường ủy thảo luận vấn đề này. Lão Chu, anh về nghĩ một kế hoạch cải thiện thiết bị của công an huyện, báo cáo lên với Bao Thái Bình cùng Phùng Đông Hoa, sau đó đưa ra hội nghị thường ủy nghiên cứu. Ngoài ra chuyện đồn công an khu khai phát vay tiền mua xe thì tôi thấy huyện phải lập tức giải quyết. Khu khai phát là động lực kinh tế của Giang Khẩu, nhất là sắp tới có các công ty lớn tiến vào, nếu việc đồn công an vay tiền mua xe truyền ra sẽ ảnh hưởng tới danh dự công an huyện và khu khai phát, còn ảnh hưởng tới danh dự của huyện Giang Khẩu. Lô Vệ Hồng nói như vậy coi như đã quyết định, Chu Tinh Văn và Triệu Quốc Đống đều vui mừng, công an huyện có thêm một xe không nói. Bây giờ huyện ủy cũng ý thức tình hình an ninh trật tự quan trọng đối với phát triển kinh tế như thế nào. Trên bàn, Triệu Quốc Đống không ngừng thể hiện sức uống của mình, mời lãnh đạo huyện và Chu Tinh Văn mỗi người ba chén. Điều này làm Lô Vệ Hồng và Mao Đạo Lâm than không chịu được. Sau khi ăn xong, ba người ban quản lý khu khai phát mời lãnh đạo đi hát ở khách sạn Đông Ninh. Năm 94 thì phòng karaoke mới bắt đầu lưu hành, chỉ cần loa tốt, âm thanh tốt, thêm vào đó là màn hình lớn. Khách sạn Đông Ninh là khu ăn uống, nghỉ ngơi tốt nhất khu khai phát, bọn họ muốn cạnh tranh với khách sạn Giang Thành và Ninh Giang nên dồn không ít tiền. Thiết bị hát đều nhập khẩu từ châu Âu, giá hát không rẻ, chẳng qua người vào hát lại không tiếc chút tiền đó. Cù Vận Bạch và Bạc Viễn ngồi một bàn, Triệu Quốc Đống ngồi cùng bàn với Chu Tinh Văn, ba lãnh đạo huyện ngồi một bàn. Bạc Viễn sớm dựa theo ý của Cù Vận Bạch mà gọi mấy cô gái trẻ của ban quản lý đến hát, nhảy với ba lãnh đạo huyện. Ba lãnh đạo huyện khá vui vẻ, hát, múa với mấy cô bé. Quốc Đống, lần này cậu lập công lớn. Tâm trạng mấy hôm nay của bí thư Lô rất tốt, bình thường căn bản không tham gia mấy cuộc này. Chu Tinh Văn nhấp ngụm trà rồi nhíu mày nói. Trà gì mà có mùi này nhỉ? Trà Phổ Nhị Vân Nam, nghe nói là trà ngon, giảm huyết áp. Triệu Quốc Đống nhấp một ngụm rồi nói. Sếp Chu uống nhiều thứ này cũng tốt. Tôi thích hoa trà hơn. Chu Tinh Văn lắc đầu nói. Lần này đảng ủy phòng muốn thêm người, tôi dự định để cậu về nhưng vừa nãy có nói với bí thư Lô không tỏ thái độ. Có lẽ do cậu phải tiếp tục ở ban quản lý. Ha ha, cảm ơn sếp Chu đề bạt, chẳng qua tôi thấy trưởng phòng Lỗ cũng được. Đầu cậu nhanh nhạy quá đó, tôi biết bí thư Lô không thông qua nên lại nói ra Lỗ Mạn. Bí thư Lô mặc dù không nói gì nhưng xem ra đồng ý. Quan hệ của Chu Tinh Văn và Triệu Quốc Đống càng lúc càng tốt. Hơn nữa Triệu Quốc Đống có vẻ không muốn phát triển trong công an huyện, điều này càng làm Chu Tinh Văn yên tâm. Vương Quý Nhân thì sao xếp? Có lẽ sau 15 thì ban tổ chức cán bộ sẽ khảo sát. Xem ra Vương Đức Hòa đã thuyết phục được bí thư Lô. Chu Tinh Văn gật đầu nói. Phó trưởng phòng sao? Triệu Quốc Đống nói. Quyển 3, chương 62, Vi Diệu. Không. Phó chính ủy, Mã Bằng làm phó trưởng phòng. Chu Tinh Văn lắc đầu nói. Vương Đức Hòa có lẽ lo chủ tịch Mao ngăn cản, phó chính ủy chỉ cần qua hội nghị thường ủy. Còn phó trưởng phòng còn phải qua cửa hội nghị thường trực ủy ban mới được. Chẳng lẽ nói chủ tịch Mao có thể không chấp hành quyết định của hội nghị thường ủy? Triệu Quốc Đống ra vẻ không tin. Ha ha, Quốc Đống, cậu còn trẻ nên không biết chủ tịch Mao đương nhiên là không thể không chấp hành, nhưng kéo dài vài tháng vẫn được mà. Hơn nữa Phùng Đông Hoa vốn muốn đẩy Trương Đức Tài lên, bây giờ bị Vương Quý Nhân đoạt thì có hài lòng không? Không chừng sẽ hợp sức với Chủ tịch Mao, mà đây là quyền của bên ủy ban, Bí Thư Lô cũng không vì vậy mà gây khó dễ cho Chủ tịch Mao. Dù sao Bí Thư Lô có quan hệ bình thường với Vương Đức Hòa mà thôi. Chu Tinh Văn nói xong liền cười phá lên. Năng lực của Vương Quý Nhân có hạn, nếu thật sự làm phó trưởng phòng thì chưa chắc đã có thể phục chúng. Là phó chính ủy phụ trách bên giám sát còn được. Chu Tinh Văn hơi chỉ điểm Vương Đức Hòa một chút, Vương Đức Hòa cũng hiểu việc này khá khó khăn. Nếu Mao Đạo Lâm muốn lôi kéo không thảo luận, như vậy chẳng lẽ y vì việc này mà nhờ Lô Vệ Hồng ý kiến với Mao Đạo Lâm sao? Ha ha, sau này tôi gặp Vương Quý Nhân chắc phải giơ tay chào rồi. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Cậu đó, còn chưa đủ trêu người sao?
tôi thấy dù vương quý nhân lên cũng chưa chắc đã muốn tới đây cho tức. Chu Tinh Văn cười nói. Sếp đừng nói như vậy, tôi rất tôn trọng lãnh đạo phòng mà. Triệu Quốc Đống móc một bao trung hoa đưa tới. Lão Liêu Giang Miếu hôm qua đến chỗ tôi, con của lão Liêu đang làm ở nhà máy đổ hộp huyệt, tiền lương không được phát. Tôi muốn tìm chủ tịch Lương và chủ nhiệm Cù nói một câu, xem có thể điều con lớn của lão Liễu đến khu khai phát lái xe không, chỉ cần có công việc là được. Chu Tinh Văn ngẩn ra rồi hài lòng vỗ vỗ vai Triệu Quốc Đống. Quốc Đống làm rất tốt, lão Liêu là người ở phòng lâu năm, phải giúp một phen. Tôi thấy lão hai năm nay già rất nhanh, phần lớn là lo cho con cả. Lát tôi nói với chủ tịch Lương. Sếp, sợ rằng còn cần phòng nhân sự nói một chút mới được. Trưởng phòng nhân sự huyện, Điền nghe nói hơi kiêu căng, người bình thường là không nể mặt, nhưng nghe nói là chiến hữu của sếp Chu, sếp nói một câu thì chắc là được. Triệu Quốc Đống cười nói. Ừ, lão Điền có tính cách hơi xấu, lúc trong quân đội mọi người đều gọi là Điền Nghiêu. Chẳng qua y mà không nể mặt tôi, dù là châu tôi cũng dúi đầu xuống nước cho uống. Lão Lưu giải quyết được việc này coi như yên lòng. Triệu Quốc Đống nghe Chu Tinh Văn nói như vậy thì cũng yên tâm, biết khả năng đã thành là rất cao. Ừ, lão Lưu tuổi cũng cao, sức lực có hạn. Tôi định để Diệp Thừa Long, phòng trị an đến Giang Miếu. Chu Tinh Văn nói. Vâng, phó trưởng phòng Diệp đã từng làm ở đội cảnh sát hình sự, cũng ở đồn công an và phòng trị an đã lâu, nhất định không vấn đề gì. Lão Uông Điều đến Kiều Quan được chứ? Chu Tinh Văn nói. Bây giờ quốc lộ An Lam cũng gần xong, Kiều Quan khá yên bình, lão Uông có lẽ không vấn đề gì. Triệu Quốc Đống yên tâm hơn. Uông Dũng Tuyền đi, khu khai phát thiếu chỉ đạo viên, Khúc Quân và Viên Trấn Dũng có cơ hội. Chu Tinh Văn cười nói. Cậu đúng là bao biện cho người của mình. Khúc Quân và Viên Trấn Dũng mới theo cậu bao lâu mà đã ra sức giúp đỡ thế? Ha ha, sếp Chu, tôi không phải là do muốn nhàn hạ sao? Ban quản lý nhiều việc như vậy, tôi đúng là không thể lo cho bên đồn công an. Khúc Quân và Viên Trấn Dũng nếu có thể gánh vác thì tôi có thể buông tay. Sếp Chu cũng có thể yên tâm mà. Hừ, buông tay, chỉ cần cậu còn một ngày kiêm nhiệm trưởng đồn công an khu khai phát thì đừng mong buông tay. Chu Tinh Văn hừ một tiếng. Khúc Quân phải phá án làm tôi tin thì mới qua được. Lúc này Lô Vệ Hồng và Mao Đạo Lâm đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Tâm trạng hai người lúc này rất tốt. Lão Mao, ban quản lý lần này có thành tích không nhỏ. Cù Vận Bạch, Triệu Quốc Đống và Bạc Viễn phối hợp rất ăn ý. Chẳng những thành quả thu hút đầu tư lớn, hơn nữa việc xây dựng trụ cột ở khu khai phát cũng nhanh. Tôi vốn lo ba công ty Quảng Đông vào thì các khu đất ở khu khai phát vẫn chưa có gì. Nếu như có công ty nào tới xem nữa thì chúng ta không thể lấy ra gì hết. Kết quả hôm qua tôi đi xem thì thấy đường ở bên thôn Đại Thánh làm rất tốt, đã kéo đường ống nước và điện. Bạc Viễn này chúng ta chọn không sai. Đúng thế, Triệu Quốc Đống và Bạc Viễn mặc dù còn trẻ nhưng huyện ủy đã chọn đúng. Luôn có người ở sau lưng nói trẻ tuổi, không kinh nghiệm, sẽ xảy ra vấn đề. Có thể có vấn đề gì chứ? Chỉ cần không phải ở đây có vấn đề, chúng ta sẽ cho phép người khác có sai lầm. Mao Đạo Lâm chỉ vào đầu rồi nói. Tôi thấy những người đó có vấn đề ở chỗ này, thành kiến, thậm chí có ý đồ riêng. Thành tích ban quản lý khu khai phát làm ra đủ để đám người đó ngậm miệng. Tôi nghĩ Triệu Quốc Đống giữ chức phó chủ nhiệm không cần ban tổ chức cán bộ khảo sát, đủ tư cách. Lô Vệ Hồng cũng gật đầu đồng ý lời Mao Đạo Lâm nói. Y đúng là có cái nhìn với Vương Đức Hòa. Đợt Tết còn dẫn theo Quách Chiêm Xuân đến hỏi mình về vấn đề điều chỉnh nhân sự. Vương Đức Hòa làm phó bí thư phụ trách thì hỏi cũng là bình thường. Chẳng qua bộ máy công an huyện vừa điều chỉnh, bây giờ lại cần điều chỉnh để cháu y lên chức, điều này làm Lô Vệ Hồng rất bực tức. Nhưng nghĩ Vương Đức Hòa còn có năm nữa là lui, y lại không tiện từ chối nên đành đồng ý. Bí thư Lô, tôi vẫn có ý kiến như năm trước. Đồng chí Triệu Quốc Đống mặc dù trẻ nhưng tư tưởng chính trị và công tác làm rất tốt. Từ thành công của việc thu hút đầu tư là có thể thấy, nên giao thêm trọng trách. Mao Đạo Lâm nghiêm túc nói. Năm sau huyện ta còn có một chuyện rất quan trọng, đó là việc Bí thư Ninh tiến hành cải cách một số công ty, công tác này khá phức tạp, liên quan rộng lớn. Giang Khẩu được xác định là huyện thí điểm, sợ rằng phải đạt thành tích mới được, nếu không khó báo cáo với thị ủy, ủy ban thành phố. Tôi nghĩ Lão Lương nên dồn trọng tâm vào công việc này. Bên khu khai phát thi thoảng đến kiểm tra là được. Lão Mao, anh nói là muốn Triệu Quốc Đống làm phó bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát.
Lô Vệ Hồng liền nghe ra ý trong lời của Mao Đạo Lâm. Mao Đạo Lâm nói có lý, việc cải cách công ty nhà nước liên quan tới lợi ích rất nhiều người, hơi không cẩn thận là có phong ba. Nhưng Bí thư Ninh lại rất coi trọng, mấy hội nghị năm trước cũng nhắc tới vấn đề này, yêu cầu huyện thí điểm phải có sự dũng cảm và đầu óc, thí điểm cho tốt. Lương Kiến Hoàng bây giờ phụ trách nhiều công việc, nếu dồn vào việc này thì không còn sức đâu mà lo cho khu khai phát. Tôi có ý này, Cù Vận Bạch phụ trách toàn diện, Triệu Quốc Đống và Bạc Viễn hỗ trợ. Nhưng Triệu Quốc Đống dù sao còn trẻ, thêm trọng trách sẽ khiến đồng chí này nhanh chóng trưởng thành. Mao Đạo Lâm gật đầu nói. Lô Vệ Hồng cũng có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống, dù là không có Lôi Chiêu gọi, Lô Vệ Hồng cũng hiểu Triệu Quốc Đống là nhân tài đáng dùng. Chỉ là lần trước khi Mao Đạo Lâm nói ra, thái độ của Vương Đức Hòa và Quách Chiêm Xuân rất kiên quyết. Dù y có ủng hộ Mao Đạo Lâm và mạnh mẽ thông qua cũng có tác dụng phụ. Thấy Lô Vệ Hồng trầm ngâm không nói gì, Mao Đạo Lâm biết đối phương lo gì. Mao Đạo Lâm không nói gì thêm mà bổ sung một câu. Sau đợt lễ sẽ nghiên cứu vấn đề nhân sự, tôi nghĩ gồm cả việc này vào thảo luận, với biểu hiện của Triệu Quốc Đống thì có lẽ không ai có thể nói gì. Gộp mấy việc này vào thảo luận, mắt Lô Vệ Hồng sáng lên, lão Mao này đúng là giỏi tính, xem ra Vương Đức Hòa nhảy lên nhảy xuống cũng không giấu được Mao Đạo Lâm. Ừ, cùng đưa vào hội nghị thường ủy nghiên cứu, cùng thông qua. Lão Mao coi như nắm chắc chỗ hiểm của Vương Đức Hòa. Lô Vệ Hồng cũng thấy rõ Mao Đạo Lâm muốn đẩy Triệu Quốc Đống lên thì không phải do năng lực và thành tích đặc biệt. Người có thể được Lôi Chiêu nói giúp với mình, như vậy đương nhiên có thể tìm người nói với Mao Đạo Lâm. Điều này Lô Vệ Hồng cũng có thể hiểu, dù sao ở vị trí này là không thể tránh, cũng không phải vi phạm nguyên tắc mà. Ừ, tôi thấy có thể lo lắng, Cù Vận Bạch là nữ đồng chí nên cần một phó chủ nhiệm cứng rắn phối hợp triển khai công việc. Khu khai phát đang trong thời kỳ rất quan trọng, tất cả phải xuất phát từ công việc thực tế. Chỉ cần có lợi cho công việc thì huyện ủy, ủy ban phải kiên quyết ủng hộ. Quyển 3, chương 63, yên tâm không sao động. Hai công ty Phượng Hoàng và Thiên Sơn đã chính thức khởi công. Mặc dù Triệu Quốc Đống rất muốn đề cử công ty xây dựng số 2 của Dương Thiên Bồi, nhưng dù sao đây không phải công việc hắn phụ trách, vì thế công ty xây dựng số 1 và 3 nhận xây dựng hai nhà máy này. Công tác tiền kỳ của ba công ty Quảng Đông cũng tiến hành nhanh chóng, cố gắng giữa tháng 3 bắt đầu khởi công xây dựng. Theo thực tế tình hình Giang Khẩu, ba công ty Quảng Đông đã nhờ ban quản lý khu khai phát giúp bọn họ chọn công ty phụ trách xây dựng. Cùng lúc đó do Chu Quốc Bình và Hoa Hành Vân giới thiệu khiến lại có 4, 5 công ty đến ký kết đầu tư, hiệu ứng dây chuyền bắt đầu xuất hiện. Theo đề nghị của Triệu Quốc Đống, ban quản lý khu khai phát một lần nữa treo lên tấm biển ban quản lý khu khai phát sản xuất thiết bị ô tô Ando. Chẳng qua tấm biển này không có cơ quan nào phe EDUA, hơn nữa lại được bên huyện ủy, ủy ban coi đó là một chiêu hay. Được Trịnh Kiện giới thiệu, Triệu Quốc Đống nhanh chóng tiến hành cuộc nói chuyện với Ngân hàng Xây dựng huyện. Trong hội nghị ngoài ban quản lý khu khai phát, Ngân hàng Xây dựng huyện, Hợp tác xã Tín dụng huyện cũng thêm vào, ngoài ra còn có hơn 10 nhà đầu tư đã tiến vào khu khai phát hoặc sắp vào. Phải nói cuộc hội đàm này có thành quả nhất định, nhất là nhằm vào vấn đề các công ty thiếu tài chính xây dựng, Ngân hàng Xây dựng và Hợp tác xã Tín dụng huyện đều tỏ thành ý, nói sẽ cho các công ty khoa nợ tiền với lãi suất phải chăng. Bọn họ cũng tỏ vẻ tăng cường và đảm bảo sự phát triển bình thường của các công ty. Đây coi như một mở đầu rất tốt. Lúc trước bên ngân hàng vẫn có thái độ xa cách với các công ty, cho rằng các công ty này chưa chính thức đầu tư thì chưa thấy được tương lai phát triển. Ở tình hình này thì không phải đối tượng mà bên hệ thống ngân hàng cần giúp đỡ. Hơn nữa các công ty này hầu hết ở ngoài đến đầu tư, cho vay sẽ mang nhiều nguy hiểm. Nhưng do ban quản lý khu khai phát tích cực xúc tiến, mấy công ty có quy mô lớn hợp tác với hai đơn vị này không có vấn đề gì. Đương nhiên điều này cũng có một phần tác dụng do lãnh đạo huyện không ngừng tỏ thái độ. Nếu có thể tạo dựng hoàn cảnh tài chính tốt sẽ mang tới động lực lớn cho sự phát triển của khu khai phát Giang Khẩu. Giám đốc Lý, anh còn lo gì nữa? Lo đột phá chính sách hay quá mạo hiểm? Đây là lần thứ ba Triệu Quốc Đống gặp vị giám đốc Ngân hàng Xây dựng Giang Khẩu, người này trơn như lươn. Trước mặt lãnh đạo huyện thì vỗ ngực nói nhất định cung cấp con đường tài chính tốt nhất cho các công ty khu khai phát Giang Khẩu phát triển, nhưng khi nhắc đến chi tiết cụ thể thì bắt đầu lấp lửng. Ha ha, tôi không giấu cậu, nói mạo hiểm thì khoản vay nào chẳng mạo hiểm. Với ánh mắt của tôi thì quy mô mấy công ty này cũng lớn, hơn nữa lại còn có công ty liên doanh kia, tôi tin hoàn lại khoản vay là không vấn đề gì. Giám đốc Ngân hàng Xây dựng huyện,
Lý An Dân làm trong hệ thống ngân hàng nhiều năm, thấy Triệu Quốc Đống thành tâm như vậy nên cũng không giấu giếm. Vậy do chính sách sao? Đúng thế, quốc gia chúng ta có ngân hàng chuyên môn cho các công ty xã, thị trấn và công ty tư nhân vay tiền, nhưng bây giờ đã là thời kỳ cải cách. Cải cách mở ra để làm gì, còn không phải yêu cầu chính là tạo đột phá và thử các cách mới sao? Vậy giám đốc Lý còn lo gì nữa? Các công ty Chiết Giang, Quảng Đông đều có quy mô rất lớn. Hơn nữa công ty liên doanh với tập đoàn DU đã vào giai đoạn xây dựng, quy mô rất lớn. Các công ty sản xuất thiết bị này có tương lai tốt, năng lực trả khoản vay không có gì phải nghi ngờ. Như anh nói, việc cho công ty xã, thị trấn và tư nhân vay còn có thể lấy lý do thử mà làm. Vậy ngân hàng xây dựng các anh vì sao lại không muốn tiếp xúc với các công ty có năng lực như vậy? Triệu Quốc Đống không hiểu vấn đề này. Lý An Dân nói rất thẳng, không có gì e ngại thì còn lo gì chứ? Chẳng lẽ không có phần trăm quay lại ư? Mình được Trịnh Kiện giới thiệu với Lý An Dân, dù là được phần trăm thì cũng không nên nói với mình, phải trao đổi với công ty mới phải chứ? Chú em, chúng tôi lo lắng khác cậu, cậu chỉ thấy được thứ cụ thể, chúng tôi còn phải xem yếu tố khác nữa. Lý An Dân đang suy nghĩ có nên nói cụ thể với đối phương không? Giám đốc của Ngân hàng Xây dựng thành phố An Đô sắp về hưu, có tin phó giám đốc bây giờ sẽ nhận chức, nhưng phó giám đốc Quách mới nhận chức không lâu, kinh nghiệm ít. Cũng nghe nói có người khác tới làm giám đốc, đương nhiên cũng có lời đồn người từ chi nhánh trên tỉnh tới làm, mà người có khả năng nhất chính là Trịnh Kiệt, người có quan hệ mật thiết với phó giám đốc Quách. Ừ, giám đốc Lý, anh cũng hiểu rõ tôi không phải người chỉ biết nói. Tiếp xúc nhiều là anh biết tính cách của tôi. Nếu thật sự không thể vượt qua khó khăn thì tôi cũng không ép anh. Chỉ là bây giờ chỉ còn 2 tháng nữa là tới tháng 5, nếu không tạo được thành tích thì khu khai phát Giang Khẩu chỉ có thể xóa sổ, tôi đúng là rất lo lắng. Triệu Quốc Đống giơ chén lên uống rồi rót cho Lý An Dân. Tôi biết chỗ khó của cậu, chỉ có một thời gian mà người ở chỗ tôi đều quen cậu. Ngay cả bệnh viện cũng biết cậu là chủ nhiệm Triệu của khu khai phát. Lý An Dân cười khổ nói. Chú em, nếu phó giám đốc Quách giới thiệu cậu tới, như vậy cậu rất quen với phó giám đốc Quách, có một số việc tôi không giấu cậu. Giám đốc ngân hàng xây dựng An Đô sắp thay đổi, tôi cũng không thể không cẩn thận. Việc vay tiền vốn nằm trong phạm vi quyền hạn cậu chúng tôi, lãnh đạo huyện cũng chú trọng như vậy, tôi và cậu khá có duyên thì vay cũng được. Nhưng bây giờ lại khác, nếu lãnh đạo thay người khác, khó tránh có một đám người mới đi lên. Nếu lúc này có sai lầm thì không chừng sẽ là cái cớ để lãnh đạo đổi người. Thì ra là vậy. Điều này cũng khó trách, ngân hàng quốc doanh cho các công ty ở xã, thị trấn và công ty tư nhân vay đã có nhiều hạn chế. Lãnh đạo bên trên thay đổi sẽ liên quan việc điều chỉnh nhân sự bên dưới. Hệ thống ngân hàng theo ngành dọc, không bị chính quyền địa phương ảnh hưởng. Nếu lãnh đạo có cái nhìn thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị điều chỉnh. Ồ, thì ra là như vậy. Vậy giám đốc Lý, lúc nào ngân hàng thành phố có thể xác định giám đốc? Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Nếu như vậy thì đúng là có chút phiền phức, nếu như 1-2 tháng giám đốc ngân hàng thành phố chưa xác định, vậy qua tháng 5 tìm tới ngân hàng xây dựng đã không còn bao nhiêu tác dụng. Chú em đừng gấp, tôi còn gấp hơn cậu. Lý An Dân cười nói. Đừng thấy chúng tôi ngồi trên vị trí này rất sướng, nếu lãnh đạo mà không hài lòng thì chỉ có thể bị cuốn xéo. Chúng tôi làm việc không thể không cẩn thận. Vậy ngân hàng thành phố có xác định ai chưa? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Người lựa chọn có vài người, nhưng ai có thể lên thì chưa rõ. Thoạt nhìn mỗi người đều có năng lực, chỗ dựa, ai lên ai xuống cũng không rõ. Lý An Dân lắc đầu nói. Vậy giám đốc Lý xác định bao giờ có thể rõ ràng? Triệu Quốc Đống cần thời gian chính xác. Cái này khó nói, chẳng qua tôi đoán trong tháng 3, tháng 4. Dù sao giám đốc không xác định sẽ ảnh hưởng không tốt đối với công việc mà. Bữa ăn này làm Triệu Quốc Đống biết vì sao ngân hàng xây dựng vẫn e dè như vậy. Trịnh ca, ngân hàng thành phố các anh còn chưa xác định ai làm giám đốc sao? Triệu Quốc Đống mặc dù từ chỗ Kiều Huy mơ hồ biết Trịnh Kiện rất có thể đến làm giám đốc ngân hàng xây dựng An Đô, nhưng dù sao đây cũng là khả năng mà thôi. Ít nhất Trịnh Kiện chưa bao giờ tỏ vẻ. Ồ, cậu hỏi làm gì vậy? Trịnh Kiện có chút kinh ngạc mà nói. Mẹ kiếp, thằng em gặp phiền phức. Triệu Quốc Đống nói rõ chi tiết rồi thở dài một tiếng. Lúc quan trọng mà còn gặp chuyện này, anh nói thằng em có bực hay không, em tích cực như vậy, người khác còn nghĩ em đi vay vốn riêng chứ. Ha ha, Lý An Dân ngồi ở vị trí đó cẩn thận một chút cũng là rất bình thường.
nếu như đợi giám đốc ngân hàng thành phố đến tháng 4, tháng 5, đồ ăn bên em cũng nguội rồi. Triệu Quốc Đống ép một câu. Ha ha, Quốc Đống, cậu đừng coi thường mấy công ty duyên hải, con đường tài chính của bọn họ nhiều hơn chúng ta nhiều, vay vốn tư nhân là rất bình thường. Cho nên cậu đừng lo vấn đề tài chính của bọn họ. Điều này tôi thấy rõ hơn cậu, còn một điều là rất nhanh xác định giám đốc ngân hàng thành phố, yên tâm không sao động. Quyển 3, chương 614, tuyên chiến. Một tuần sau, ngân hàng xây dựng tỉnh tuyên bố bổ nhiệm giám đốc ngân hàng thành phố, bổ nhiệm phó trưởng phòng tín dụng, ngân hàng xây dựng tỉnh, Trịnh Kiện làm giám đốc ngân hàng xây dựng An Đô. Hôm sau Trịnh Kiện tổ chức hội nghị toàn bộ ngân hàng xây dựng thành phố, nhấn mạnh hệ thống ngân hàng phải tiến vào thời kỳ cải cách, tăng cường công tác lãnh đạo, tích cực thăm dò, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, cống hiến cho địa phương. Trịnh Kiện dẫn theo phó giám đốc Quách Động từ quận đến các huyện tiến hành khảo sát. Điểm đầu tiên ở huyện chính là ngân hàng xây dựng Giang Khẩu và khu khai phát Giang Khẩu. Điều này được bộ máy huyện ủy Giang Khẩu nhiệt liệt chào đón. Trịnh Kiện cùng phó chủ tịch huyện Lương Kiến Hoàng, giám đốc ngân hàng xây dựng Giang Khẩu, Lý An Dân ngồi hội đàm với mấy công ty lớn ở khu khai phát, tìm hiểu mong muốn và tiến độ xây dựng của các công ty. Sau đó nói chuyện với các lãnh đạo huyện phụ trách kinh tế của Giang Khẩu, sơ bộ đạt thành hiệp định tiến hành thí điểm ở khu khai phát Giang Khẩu. Lãnh đạo ngân hàng xây dựng An Đô tỏ thái độ như vậy khiến lãnh đạo huyện Giang Khẩu đều vui mừng. Ở vấn đề làm như thế nào khiến hệ thống ngân hàng hợp tác với các công ty trong khu khai phát là vấn đề mà lãnh đạo huyện tốn nhiều công sức. Hợp tác xã tín dụng huyện cũng coi như phối hợp, mấy ngân hàng quốc doanh lớn khác có chỗ tỏ thái độ lạnh nhạt, có chỗ nói cấp trên chưa có văn bản, nếu không lại đưa ra yêu cầu quá cao. Điều này làm các công ty trong khu khai phát rất bực bội, cho rằng hứa hẹn của huyện với bọn họ không thực hiện được. Lần này lãnh đạo ngân hàng xây dựng thành phố tỏ thái độ mặc dù cũng cẩn thận nhưng cũng đã mở miệng nói, nhất là nói rằng sẽ có thái độ linh hoạt khi cho vay. Điều này làm các công ty tin vào khu khai phát hơn nhiều. Điều này cũng mang tới một chút ảnh hưởng. Các nhà đầu tư đến khu khai phát Giang Khẩu khảo sát, bọn họ cũng tới các huyện khác khảo sát. Điều kiện các khu khai phát thường thường ngang nhau, nhưng sự ủng hộ của hệ thống ngân hàng lại khác hẳn. Chỉ có khu khai phát Giang Khẩu là được ngân hàng xây dựng muốn thực hiện thí điểm. Năm nay khu khai phát chúng ta đã thu hút được 18 công ty, hợp đồng tài chính ban đầu đã vượt qua 60 triệu, trong đó đã chứng thực trên 47 triệu, 4 công ty đã sắp tiến vào giai đoạn xây dựng. Ngoài ra còn đang có 6 công ty tiến hành đàm phán với khu khai phát chúng ta, trong đó có 4 công ty rất có thể đầu tư vào. Một khi thành công cũng sẽ là khoản đầu tư trên 24 triệu. Hiện nay ngân hàng xây dựng huyện, hợp tác xã tín dụng huyện đã liên minh thành lập trụ sở kinh doanh trong khu khai phát. Ngân hàng công thương, ngân hàng nông nghiệp huyện đều có ý thành lập chi nhánh ở khu khai phát. Thực tế theo số công ty tiến vào khu khai phát tăng lên, khu vực mở rộng. Khu khai phát đang trọng điểm thu hồi đất ở thôn Đại Thánh mà đưa vào quy hoạch. Quy hoạch đạt đến 1.200 mẫu đất, đường, hệ thống nước, đường điện, thông tin dự kiến cuối tháng sẽ hoàn thiện. Nhưng chúng tôi đoán như vậy vẫn không thỏa mãn được số đất mà công ty cần dùng trong nửa năm tới. Cho nên ban quản lý chúng tôi đề nghị lấy thêm đất ở thôn Đại Thánh ở các khu vực 1, 2, 6, 10, 11, 12 cùng với các khu vực 1, 2, 4, 5 thôn Đồng Hoa vào kế hoạch thu hồi đất. Tiến hành công tác tiền kỳ, đảm bảo đất mà sang năm khu khai phát cần dùng. Ngoài ra bộ máy ban quản lý chúng tôi đã nghiên cứu, cho rằng khu khai phát Giang Khẩu đã tiến vào một quá trình tuần hoàn, chúng tôi đề nghị chính quyền tăng cường việc xây dựng cơ sở, đồng thời thích hợp tăng cao giá đất, ngăn chặn việc thuê đất và chuyển sang tay. Tổ công tác khảo sát các khu khai phát của tỉnh chỉ nửa tháng nữa sẽ tiến hành kiểm tra các khu khai phát ở thành phố An Đô. Khu khai phát Giang Khẩu có vượt qua khảo sát hay không thì phải xem tổ công tác. Lão Lương, anh phụ trách khu khai phát, nói suy nghĩ của mình xem, sau đây chúng ta nên làm như thế nào? Mao Đạo Lâm nói. Tôi xin nói một chút. Lương Kiến Hoàng mở tập tài liệu trong tay rồi nói. Phải nói trong thời gian này khu khai phát đã làm được công tác rất xuất sắc. Chỉ gần một năm mà đã đạt được số vốn đầu tư gần 100 triệu. Các đồng chí, con số này có lẽ so sánh với khu khai phát thành phố, huyện Hoa Dương, Vọng Đường thì không đáng gì, nhưng xem con số đầu tư năm trước của khu khai phát Giang Khẩu xem. Hừ, không đến 10 triệu, tôi là phó chủ tịch huyện phụ trách khu khai phát cũng đỏ mặt. Lần trước tôi, Bí Thư Lô và Chủ tịch Mao tham gia hội nghị tổng kết thu hút đầu tư các khu khai phát toàn thành phố, ba người chúng ta gần như lấy tay che mặt mà về, quá mất mặt. Thành phố đưa ra các chỉ tiêu,
từng số liệu đều thực tế, lúc ấy chúng tôi về cảm thấy nếu khu khai phát không thay đổi thì xóa sổ là sớm hay muộn. Trên thực tế chứng minh quyết định cải tổ khu khai phát của huyện ủy là chính xác. Bắt đầu từ tháng 10, tình hình an ninh trật tự của khu khai phát thay đổi mạnh, đến hội chợ thương mại lại nắm bắt được cơ hội. Khu khai phát Giang Khẩu chúng ta đã gặp cơ hội phát triển. Chỉ trong vòng hơn 3 tháng đã thu hút đầu tư gấp vài lần cả năm trước. Các đồng chí, thành công này có sự lãnh đạo của huyện ủy, ủy ban, nhưng quan trọng hơn là các đồng chí ban quản lý khu khai phát đã rất cố gắng. Tôi xin nói một chút về tồn tại của chúng ta và các công tác cần làm. Tôi xin nói về mấy khu khai phát có sức cạnh tranh với chúng ta. Ngoài khu khai phát thành phố và quận Bích chỉ ra, bây giờ công tác thu hút đầu tư trên chúng ta là huyện Hoa Dương và Vọng Đường. Do nguyên nhân lịch sử nên chúng ta còn có khoảng cách nhất định với bọn họ, muốn vượt qua là không dễ. Nói cách khác nhiều nhất chỉ còn 2 chỗ cho 8 khu khai phát. Bây giờ xem ra chỉ có 3 quận, huyện Lộc Sơn, Long Đàm, Trường Tân có sức cạnh tranh với chúng ta. Nhất là Lộc Sơn cùng Long Đàm. Nói về trụ cột thì Lộc Sơn hơn chúng ta một bậc. Mà quận Long Đàm càng hơn chúng ta. Hơn nữa năm trước bọn họ cũng làm tốt hơn chúng ta nhiều. Nhưng năm nay do chúng ta tạo hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp nên ưu thế cũng hiện ra, nhất là có mấy nhà đầu tư Quảng Đông vốn lựa chọn Lộc Sơn lại chuyển sang Giang Khẩu, điều này làm Lộc Sơn gặp áp lực lớn. Tuần trước Lão Tiêu, Phó Chủ tịch huyện phụ trách khu khai phát Lộc Sơn muốn tới khu khai phát chúng ta học tập, theo lý chúng ta phải nhiệt liệt chào mừng. Nhưng bây giờ là lúc cạnh tranh sống còn nên tôi đành mặt dày từ chối. Tôi muốn giữ ưu thế cho khu khai phát Giang Khẩu chúng ta, nhưng lại muốn tiến thêm mà tăng khoảng cách với bọn họ. Ví dụ như hoàn cảnh an ninh trật tự phải làm tốt, điều này tôi hy vọng công an huyện sẽ tăng cường ủng hộ. Đồn công an khu khai phát chỉ có 12 đồng chí cảnh sát, tôi đề nghị công an huyện tăng thêm 6 đến 8 đồng chí, tăng cường trực đêm. Theo số công ty càng lúc càng nhiều, việc xây dựng sẽ tăng lên. Mặc dù bây giờ không có hiện tượng gì nhưng chúng ta phải đề phòng trước. Nhất là tháng 5 là rất quan trọng, quyết không được sơ sót. Ở việc tạo hoàn cảnh đầu tư, tôi đề nghị huyện ủy, ủy ban phải tăng cường độ. Ngân hàng xây dựng đã hợp tác với khu khai phát, hợp tác xã tín dụng cũng cần tăng cường độ. Về phần ngân hàng công thương, nông nghiệp, đầu tư thì tôi đề nghị huyện ủy, ủy ban phải thông qua thành phố mà tạo quan hệ với cơ quan cấp trên của bọn họ, yêu cầu bọn họ học tập ngân hàng xây dựng, cố gắng được 3 ngân hàng này hợp tác. Trong công tác tuyên truyền thì trước đó làm cũng được, nhưng gần đây hơi buông lỏng. Ban tuyên giáo và phòng thông tin phải phối hợp với các cơ quan trên thành phố, tăng cường tuyên truyền khu khai phát Giang Khẩu. Ngoài ra bên thuế, công thương cũng phải có ý thức phục vụ, chủ động liên lạc các công ty, giúp bọn họ giải quyết vấn đề. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 3, chương 65, đói ăn gì chẳng được. Nói rất đúng. Lô Vệ Hồng nhìn quanh một vòng rồi trầm giọng nói. Lão Lương phân tích rất đúng. Bây giờ không phải lúc khen thưởng, chỉ còn 45 ngày mà thôi. Các vị nghĩ tới trách nhiệm trên vai, nghĩ tới nhiệm vụ trước mắt chúng ta, phải phấn đấu trong 45 ngày. Tôi không định nói nhiều về cách thực hiện. Lãnh đạo phụ trách các đơn vị đều ở đây, mọi người đều hiểu tầm quan trọng của khu khai phát đối với kinh tế Giang Khẩu chúng ta. Tôi nhấn mạnh một điều, nếu cơ quan nào làm việc không tốt mà xảy ra chuyện, cuối cùng ảnh hưởng tới việc phát triển của khu khai phát, khiến khu khai phát đóng cửa, lãnh đạo chủ yếu lập tức từ chức. Nếu không từ chức thì huyện ủy sẽ cách chức. Lời này của Lô Vệ Hồng là cách tỏ thái độ cứng rắn nhất của Giang Khẩu từ trước đến giờ. Lãnh đạo các phòng ban ngồi đây đều chấn động vì thái độ của Lô Vệ Hồng. Điều này có nghĩa nếu khu khai phát bị xóa sổ thì không chừng sẽ làm huyện ủy tức quá hóa giận tìm một hai phòng ban mà xử lý. Gần như ngay sau khi hội nghị báo cáo công việc của ban quản lý khu khai phát, huyện ủy liền tổ chức hội nghị thường vụ. Trong hội nghị rất nhanh thông qua Triệu Quốc Đống làm phó bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát, Vương Quý Nhân làm phó chính ủy công an huyện. Trong hội nghị dù là Mao Đạo Lâm, Bao Thái Bình hay là Vương Đức Hòa, Quách Chiêm Xuân cũng không tranh cãi nhiều. Ai cũng biết bây giờ huyện gặp áp lực rất lớn về việc tháng 5 tổ công tác của tỉnh sẽ đi khảo sát các khu khai phát. Triệu Quốc Đống nhận được thông báo bổ nhiệm cũng không vui vẻ mấy. Nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ là lúc tranh đoạt các nhà đầu tư. Ký thêm với các nhà đầu tư sẽ thêm điểm với tổ công tác, xây dựng thêm một con đường, dựng thêm cột điện sẽ tạo thêm ấn tượng cho khu khai phát Giang Khẩu. Cán bộ khu khai phát đều được lên dây cót, mọi người đều cảm thấy không khí khẩn trương bao phủ. Ai cũng biết nếu khu khai phát bị xóa sổ sẽ có kết cục như thế nào.
Nếu như nói khu khai phát Giang Khẩu không có hy vọng thì cán bộ đã không có sức phấn đấu. Vấn đề là hy vọng lớn nhưng lúc nào cũng có thể gặp vấn đề, như vậy ai không phải liều mạng. Trong thời gian này Triệu Quốc Đống thậm chí không có thời gian về Giang Miếu. Hắn dẫn người của phòng thu hút đầu tư đi xung quanh, chỉ cần có một chút khả năng là tìm mọi cách gặp các nhà đầu tư, tạo quan hệ. Phòng hạng mục cũng triệt để ném cho Lâu Phương, Triệu Quốc Đống chỉ nói một câu, tất cả các hạng mục đã ký kết nhất định phải khởi công xây dựng trong thời gian quy định, nếu không sẽ hỏi trưởng phòng hạng mục. Trời tháng 5 bắt đầu nóng lên, Triệu Quốc Đống mới phát hiện bây giờ đã là 8 giờ tối. Phòng thu hút đầu tư và hạng mục vẫn sáng đèn, Triệu Quốc Đống ưỡn lưng. Triệu Quốc Đống đứng nhìn ra ngoài, mấy cán bộ văn phòng đang chuẩn bị tài liệu. Hoàng Trung Kiệt đang nói gì đó với Tôn Cầm, Lâu Phương kiểm tra tài liệu, xem ra mọi người đều đang làm việc của mình. Hoàng Trung Kiệt và Lâu Phương trước đó không phối hợp nhiều, nhưng rất nhanh đã vùi đầu vào kế hoạch mà Triệu Quốc Đống đặt ra. Người của hai văn phòng này cũng tự nhiên mà theo. Hai tháng nay có hiệu quả cao như vậy cũng là do bọn họ nỗ lực. Triệu Quốc Đống không muốn khiêm tốn, nếu như không có hắn đưa ra một số con đường và tin tức, khu khai phát Giang Khẩu không thể được như hôm nay. Mà Cù Vận Bạch cũng thả quyền rất nhiều, trong công việc đều không điều kiện ủng hộ Triệu Quốc Đống. Muốn cô ra mặt thì nhất định không từ chối, trước mặt lãnh đạo cũng không ngừng thừa nhận Triệu Quốc Đống. Điều này làm Triệu Quốc Đống có chút cảm động. Dù đối phương có thái độ gì thì ít nhất đối phương có thể một lòng cho hắn làm việc là đủ. Lão Hoàng, Lão Lâu đã xong việc chưa? Xong rồi thì gọi mọi người đi ăn thôi. Triệu Quốc Đống đứng ở san mà gọi. Hôm nay chủ nhiệm Triệu mời khách à? Lâu Phương ướn ướn lưng rồi nói. Triệu Quốc Đống cười mắng. Qua cửa lần này thì hai anh nhất định phải mời khách đó. Ha ha, chỉ cần có thể qua cửa thì ăn đâu chủ nhiệm Triệu cứ nói. Hoàng Trung Kiệt cũng thò đầu ra nói. Lão Hoàng, đây là anh nói đó nhé. Triệu Quốc Đống nói. Không vấn đề gì. Hoàng Trung Kiệt vỗ ngực nói. Cùng lắm tôi và Lão Lâu cùng nhau chiêu đãi. Ừ, cũng được, vậy khách sạn Quân Duyệt đi. Triệu Quốc Đống cười cười đầy quỷ quyệt. Mọi người nghe rồi đó, trưởng phòng Hoàng và trưởng phòng Lâu bảo chúng ta cứ chọn. Tôi chọn khách sạn Quân Duyệt, mọi người có ý kiến gì không? Không. Tốt quá. Sớm nghe đến khách sạn này nhưng chưa được đến đó mở rộng tầm mắt. Trưởng phòng Hoàng và trưởng phòng Lâu sao lại hào phóng như vậy à? Khách sạn Quân Duyệt, khách sạn 5 sao, ăn ở đó một bữa chắc vài ngàn. Hơn ngàn, chúng ta từng này người phải 3, 4 ngàn đó. Hoàng Trung Kiệt mặt cứng lại, Lâu Phương cười khổ một tiếng. Chủ nhiệm Triệu, tôi nói là trong phạm vi Giang Khẩu, không phải là An Đô. Vậy không được. Anh vừa nãy không nói trong phạm vi Giang Khẩu mà. Hơn nữa An Đô cũng không xa, nói chuyện phải giữ lời. Mọi người nói đúng không? Đúng. Mấy tên nhân viên liền ồn ào, trong trụ sở toàn tiếng cười nói. Có người đi xe, có người đi xe đạp, đám người chạy đến quán ăn mà nhân viên ban quản lý hay ăn. Ở đây đồ ăn khá ngon, ai làm ca đều đến đây ăn. Đồ ăn rất nhanh được mang lên, mọi người vất vả hơn nửa ngày nên không hề khách khí. Bắt đầu vùi đầu ăn. Triệu Quốc Đống gọi bia, mấy đồng chí nam cùng uống. Chủ nhiệm Triệu, còn hơn 10 ngày là tổ công tác tới, anh đoán khu khai phát chúng ta có qua cửa không? Bây giờ cán bộ khu khai phát đều biết Triệu Quốc Đống không đơn giản, có năng lực, hơn nữa quan hệ rất rộng làm cả Lương Kiến Hoàng và Cam Vi Hồng đều rất kinh ngạc. Về phần Hoàng Trung Kiệt đã sớm biết quan hệ của Triệu Quốc Đống không đơn giản. Giám đốc ngân hàng xây dựng An Đô tự mình tới khu khai phát Giang Khẩu khảo sát. Khi ăn còn uống riêng với Triệu Quốc Đống, người thông minh đều biết quan hệ của hai người không kém. Sau đó các công ty trong khu khai phát vay tiền ở ngân hàng xây dựng thuận lợi hơn, Hoàng Trung Kiệt và Lâu Phương chỉ có thể than thở trong lòng. Chúng ta có hai đỗ tử hoa là Lộc Sơn và Long Đàm. Nói cách khác trong ba chỉ có hai nhà sống, tôi thấy không bất ngờ gì thì nên là Giang Khẩu và Lộc Sơn. Nhưng tôi nghĩ hai nơi kia cũng không ngồi im. Mặc dù thoạt nhìn bây giờ chúng ta chiêm siêu thế nhưng chưa đến cuối cùng là chưa rõ. Nghe nói Long Đàm nửa tháng nay có vài công ty lớn tiến vào, nghe nói là do thị trưởng Kiều giúp đỡ. Bí thư huyện ủy Nguyên Đăng là bạn học thời đại học của thị trưởng Kiều. Lâu Phương nói. Ừ, tôi cũng nghe nói tới. Hình như là mấy công ty gia công, bọn họ đúng là đói quá nên gì cũng ăn. Long Đàm là quận, lại nằm ở hướng gió về thành phố. Theo lý thuyết không nên thu hút các công ty ô nhiễm như vậy, về sau sẽ ảnh hưởng lớn tới không khí nội thành, không biết Cục Bảo vệ Môi trường có nghĩ tới không?
Hoàng Trung Kiệt gật đầu nói. Thời này làm quan đâu lo đó, chỉ cần có thành tích, chỉ cần lừa được lãnh đạo là được, ai còn để ý mấy cái đó. Tiểu Bồ lắc đầu nói. Hơn nữa mấy công ty này cũng có danh tiếng, ai còn có thể nói gì. Đợi đến khi nguy hại thì người bây giờ không biết điều đi tận đâu rồi. Nhà máy gia công ô nhiễm là tất nhiên, mặc dù có biện pháp bảo vệ tốt cũng không nên xây dựng ở gần thành phố, đây là cấm kỵ. Điều kiện Long Đàm khá tốt, theo lý bọn họ nên có định vị các công ty được thu hút, không nên dùng mấy công ty ô nhiễm này chứ. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Về tình về lý đều phải ngăn hành vi này lại. Vấn đề là bây giờ ai cũng ra sức thu hút đầu tư cho khu khai phát của mình, bên bảo vệ môi trường cũng không được chú trọng. Nếu như úp cái mũ làm hỏng việc thu hút đầu tư thì ai chịu được. Chỉ cần có lãnh đạo nói thì mọi việc sẽ đơn giản hơn. Hoàng Trung Kiệt cười nói. Chúng ta đây là lo cho người khác, vấn đề của mình còn chưa giải quyết được cơ mà. Không, đây là vấn đề trách nhiệm. Xuất phát từ trách nhiệm với thành phố Ando, chúng ta nên có phản ứng với vấn đề này, nếu không các công ty này mà đầu tư rồi di chuyển thì khó khăn rất nhiều. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Quyển 3, chương 66, tính toán. Chủ nhiệm Triệu, chúng ta nếu phản ánh vấn đề này có thể bị cho rằng là ghen ghét thành quả thu hút đầu tư của Long Đàm, cố ý ảnh hưởng tới công việc của bọn họ không? Ngô Hán, phó trưởng phòng hạng mục nói. Chúng ta đương nhiên là không thể trực tiếp phản ánh rồi, chẳng qua có thể dùng cách khác mà. Triệu Quốc Đống cười nói. Đây vốn là chức trách của bên bảo vệ môi trường. Thành phố Ando không chỉ là của dân chúng Ando, Ando là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của tỉnh An Nguyên. Đúng thế, vì lợi ích nhân dân cùng lương tâm, đạo đức, chúng ta nên phản ánh vấn đề này. Hoàng Trung Kiệt và Lâu Phương nhìn nhau và cười cười đầy quỷ dị. Việc phản ánh tình hình đúng là rất đơn giản, nếu muốn tránh bị nghi ngờ lại không dễ. Nếu lấy danh nghĩa dân chúng Long Đàm, hoặc dân chúng Ando gửi thư lên cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, cục bảo vệ môi trường quốc gia, người đó cũng không thể nào tra ra được. Còn điều tra như thế nào là việc của cấp trên? Dù kết quả là như thế nào thì chỉ cần kéo qua tháng 5 là thành công. Long Đàm đổ xuống, cũng có nghĩa Giang Khẩu bớt một đối thủ. Triệu Quốc Đống này nói đầy chính nghĩa, nhưng từ ánh mắt kia là biết bụng đầy mưu kế. Ừ, tôi tin dân chúng sẽ phát hiện ra hành vi tổn hại lợi ích nhân dân của Long Đàm, ngăn chặn hành vi tội ác này nhất định được tất cả dân chúng ủng hộ. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Hoàng Trung Kiệt và Lâu Phương đều thông minh, kiểu gì cũng nghe ra vấn đề. Bữa ăn này coi như có thu hoạch nho nhỏ. Triệu Quốc Đống tin Hoàng Trung Kiệt và Lâu Phương về công về tư đều nhảy ra làm việc này. Đức Sơn và Trường Xuyên đã có hai lần về Giang Khẩu gặp Triệu Quốc Đống bàn về hạng mục kinh doanh nước suối. Tốc độ xây dựng nhà máy tiến hành khá thuận lợi, trên thực tế không có nhiều thứ phải xây dựng. Mấy ngôi nhà yêu cầu không cao, đường từ nhà máy ra ngoài cũng không tốn mấy công sức. Chính quyền Thương Lãng rất có thành ý, một lần nữa sửa đường ở huyện. Điều này khiến từ Tân Châu có thể chạy ô tô thẳng đến công ty kinh doanh nước suối Thương Lãng. Công tác chủ yếu gần đây của Đức Sơn là liên lạc với mấy công ty vận chuyển của Tân Châu, làm tốt thì khi công ty đi vào sản xuất sẽ không gặp áp lực về vận chuyển. Mà nhà ga Thương Lãng là đối tượng trọng tâm của Đức Sơn, cũng may tính cách của Đức Sơn rất rộng rãi, ra tay cũng được nên đã quan hệ tốt với đám người đường sắt Thương Lãng. Công việc của Trường Xuyên nặng hơn nhiều, quảng cáo do Trường Xuyên phụ trách, các ý tưởng của Triệu Quốc Đống phải được đưa vào quảng cáo. Trong thời gian ngắn nước suối Thương Lãng còn chưa bỏ ra được nhiều tiền thuê người nổi tiếng, vì thế chỉ có thể dành nhiều ý tưởng mới lạ. Quảng cáo làm xong, Trường Xuyên liền đưa tới cho Triệu Quốc Đống duyệt. Triệu Quốc Đống cũng khá hài lòng. Mấy hoạt động tuyên truyền khác cũng đang được tiến hành, cố gắng tranh thủ nước suối Thương Lãng vừa xuất hiện là được đưa lên đài truyền hình tỉnh An Nguyên và thành phố Ando, phải tạo ra khí thế không đâu không biết. Ở thời kỳ độ tin cậy của dân chúng đối với quảng cáo còn khá cao thì đây là biện pháp rẻ tiền và có hiệu quả tốt nhất. Triệu Quốc Đống cũng giúp Trường Xuyên liên lạc vài cơ quan nhà nước, ví dụ như dân chính, giáo dục, vệ sinh. Nhưng Triệu Quốc Đống chỉ giới thiệu một chút, làm việc cụ thể do Trường Xuyên tự mình phụ trách. Chiếc xe thuê lại từ một công ty nhà nước Tân Châu sắp đóng cửa cũng có tác dụng của nó. Ít nhất ở Ando cũng khiến nhiều kẻ phải tin tưởng vào tương lai của công ty nước suối Thương Lãng. Lái xe đều tôn trọng gọi giám đốc Triệu, điều này làm không ít người phải đánh giá khác về Trường Xuyên. Thời này không phải ai cũng có thể đi xe hoàng quan này. Anh, tất cả đã bố trí theo thứ tự, thiết bị cũng đã được đưa tới, bọn em đã chạy thử 2 ngày, tất cả đều bình thường.
các thiết bị xét nghiệm và diệt khuẩn cũng phát huy tác dụng. Bọn em còn mời phòng kiểm dịch, Cục Y tế Tân Châu đến kiểm tra, tất cả rất tốt. Huyện cũng khá mong chờ, hy vọng công ty chúng ta có thể thành công, tạo danh tiếng cho Thương Lãng, đưa tới càng nhiều nhà đầu tư. Trường Xuyên đen hơn nhiều, cũng gầy đi nhưng lại rất tươi tỉnh, mắt rất sáng, đúng là có vẻ một giám đốc công ty. Đức Sơn tình nguyện làm người giúp Trường Xuyên, chỉ khi nào liên quan đến công việc mà y phụ trách mới bổ sung. Hai anh em phối hợp khá tốt làm Triệu Quốc Đống hài lòng. Lưu Thành thì sao? Nhà máy dệt Ando như mặt trời về tay. Lưu Thành nghe lời của Triệu Quốc Đống mà từ chức đến Tân Châu giúp Trường Xuyên xây dựng nhà máy. Trường Xuyên thật không ngờ ông anh mình không hỏi việc gì mà lại hỏi về Lưu Thành. Y ngẩn ra một chút rồi nói. Lưu Thành bây giờ ở lại nhà máy, chủ yếu phụ trách việc xây dựng và chạy thử, cũng được. Cái gì mà cũng được. Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn hai thằng em. Đó là anh rể của hai thằng phải tôn trọng. Anh không phải muốn hai thằng trao hết quyền lực cho anh ta, nhưng ít nhất anh ta đáng tin, điểm này phải nhớ. Hơn nữa khi hai thằng ra ngoài thì Lưu Thành ở lại nhà máy càng thêm quan trọng. Trường Xuyên, chú phải mạnh dạn giao một chút công việc cho Lưu Thành làm. Không ai vừa sinh ra đã giỏi, chú và Đức Sơn nếu không phải làm ở Bộ Công an nửa năm, chú dám nói bây giờ có thể quen với công việc sao? Triệu Quốc Đống nhìn làm Đức Sơn chột dạ nhìn sang chỗ khác, nhưng Trường Xuyên lại nói. Anh, em không bài xích Lưu Thành, nhưng Lưu Thành vừa tới muốn phụ trách thì cần một thời gian, phải quen với người trong nhà máy. Nếu không cứ giao việc cho Lưu Thành là không được. Ừ, hai thằng tự liệu mà làm. Triệu Quốc Đống có chút bực mình nhìn Đức Sơn. Đức Sơn, Lưu Thành là anh rể của mày. Anh không cần biết mày nghĩ gì, anh nói với mày nếu muốn thành công ở việc nào đó thì phải đoàn kết, nếu không nhất định sẽ thất bại. Mày hiểu không? Em hiểu. Đức Sơn nói với giọng khá uể oải. Trường Xuyên, nếu đã có thể chạy thử, anh đề nghị có thể thử ở Tân Châu. Nước sản xuất ra có thể tặng một phần cho các cơ quan nhà nước, ngân hàng, trường học, nhà máy ở Tân Châu. Thứ nhất là tạo ảnh hưởng, thứ hai là nhân cơ hội tạo quan hệ với chính quyền địa phương. Cách làm này sẽ có hiệu quả khá tốt, nhưng số lượng không cần nhiều. Hai thằng phải đóng gói thật đẹp mắt, anh đã nhìn qua thì thấy cũng được. Nhất là các chai nước nhỏ càng quan trọng về bao bì, như vậy nó mới có tác dụng đánh vào tâm lý người tiêu dùng. Nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy, Trường Xuyên liền ghi ngay vào sổ. Bên ngân hàng không được bỏ qua, nhất định phải duy trì quan hệ, cần đả thông thì phải đả thông. Việc này anh đề nghị chú giao cho Đức Sơn. Đức Sơn giỏi về quan hệ, thỏ khôn có ba hang, không nên đặt hết hy vọng vào một nhà. Quan hệ với ngân hàng nông nghiệp Thương Lãng nhất định phải xác thực, tránh cho vào lúc cuối cùng rút củi đáy nồi. Ngoài ra bên hợp tác xã tín dụng quản lý khá thoáng nên giao cho Đức Sơn liên lạc. Anh tin chỉ cần chúng ta quảng cáo được. Các cơ quan này cũng sẽ đến muốn chúng ta vay tiền của bọn họ. Trường Xuyên không ngừng gật đầu. So sánh với ngân hàng quốc doanh thì hợp tác xã tín dụng đúng là có cơ chế linh hoạt hơn nhiều, trong các vụ đầu tư mạo hiểm cũng thoáng hơn. Đây là đối tượng tốt nhất của công ty nước suối Thương Lãng. Điểm này Trường Xuyên cũng nghĩ tới nhưng không dành nhiều tâm trí đi làm. Trường Xuyên, sau khi quảng cáo làm xong thì chú phải dồn sang việc con đường tiêu thụ. Đường nhất định phải thông. Nhưng quan trọng hơn là phải có kế hoạch rõ ràng về việc thu hồi tài chính. Trọng điểm đặt ở Ando, sau đó từ từ đẩy mạnh ra các thành phố trong tỉnh, nhất định phải lựa chọn các nhà kinh doanh có năng lực. Dù là giá hoặc thời gian ưu đãi một chút nhưng cần yêu cầu bọn họ tuân thủ hợp đồng. Trường Xuyên hiểu rõ rất nhiều sản phẩm vì việc thu hồi tài chính chậm trễ mà thất bại, có lẽ có nguyên nhân khác nhưng cuối cùng quan trọng nhất vẫn là thu hồi tài chính. Ngoài ra nếu tất cả thuận lợi thì sau tháng 10 anh đề nghị Trường Xuyên có thể hòn cơ hội tham gia mấy hội chợ thương mại và khai thác thị trường ở mấy thành phố lớn ở các tỉnh lân cận như Vũ Hán, Nam Ninh, Liễu Châu, Trùng Khánh, Thành Đô. Anh có một suy nghĩ nếu được thì anh hy vọng có thể đến hè năm sau nước suối Thương Lãng sẽ là thương hiệu có tiếng ở địa phương. Quyển 3, chương 67, nước suối Thương Lãng. Nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy, Trường Xuyên và Đức Sơn đều vui mừng nhưng sau đó rất khó hiểu. Nếu như lời Triệu Quốc Đống nói thì nước suối Thương Lãng sẽ có tiếng không chỉ ở Tân Châu, tỉnh An Nguyên mà là một thương hiệu nổi tiếng ở cả khu vực Trung Tây. Theo Trường Xuyên điều tra thì nước suối mặc dù chưa có đơn vị nào nắm giữ được độc quyền, nhưng trong khu vực cục bộ cũng có không ít thương hiệu có thực lực. Gần như mỗi tỉnh đều có một hai sản phẩm, chẳng qua so sánh với các thương hiệu nước quốc tế thì kém hơn nhiều. Nhưng nước suối Thương Lãng mới thành lập, có thể trong thời gian ngắn đạt ở trình độ này.
vượt qua các sản phẩm khác mà thành thương hiệu khu vực sao? Dù là Trường Xuyên và Đức Sơn rất tin vào tương lai của nước suối Thương Lãng cũng không dám nói như vậy. Anh biết hai thằng đang rất khó hiểu, nhưng nửa năm sau sẽ thấy hiệu quả. Anh nói 3-4 tháng bắt đầu từ tháng 6 là cơ sở, nếu thành tích kém thì điều này có nghĩa không cần nhắc tới gì khác. Nhưng nếu thành tích hài lòng vậy chúng ta sẽ mở ra một không gian rất lớn. Triệu Quốc Đống nói làm hai thằng em vừa vui vừa lo lắng. Bọn họ gần như sùng bái Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống nói luôn nắm chắc, nhưng lại có thứ gì đó rất mới mẻ làm người ta khó nắm bắt. Nhưng lúc này ông anh lại ra vẻ đắn đo. Được rồi, hai thằng đừng nghĩ nhiều nữa, làm tốt công việc bây giờ là quan trọng nhất, cố gắng bố trí xong mọi việc là có thể khởi động. Bao giờ thì bắt đầu quảng cáo trên đài truyền hình tỉnh, thành phố? Quảng cáo báo chí thế nào? Triệu Quốc Đống nói sang việc khác. Bắt đầu từ tuần sau sẽ tiến hành, em đánh giá mật độ cũng đủ lớn, bây giờ cần xem sự tiếp nhận của người tiêu dùng. Trường Xuyên hít sâu một hơi rồi nói. Ừ, quảng cáo bắt đầu từ tuần sau, các hoạt động tuyên truyền cũng phải đi theo. Một tuần sau đó sẽ bắt đầu tiến hành trên quy mô lớn, không cần lo lắng. Bây giờ dân chúng vẫn chưa còn phản cảm với việc quảng cáo quá nhiều, rất nhanh bọn họ sẽ bị nước suối Thương Lãng hấp dẫn. Triệu Quốc Đống nói. Lịch sử đã chứng minh tất cả. Hai sản phẩm Thái Dương Thần, Phi Lung đã bắt đầu lộ uy phong ở Trung Quốc. Uy lực quảng cáo đủ để mọi người né tránh. Sau đó công ty Tam Chu lấy khí thế quét khắp Trung Quốc, đương nhiên Thịnh Suy chỉ là một suy nghĩ. Khi quảng cáo mở rộng đến mức nhất định thì tất nhiên cũng khiến cho suy nghĩ của người quản lý các công ty mở rộng ra vô hạn. Cho nên tập đoàn bọn họ thành lập cũng có thể xóa sổ trong nháy mắt. Trong này điều quan trọng nhất chính là xem người lãnh đạo công ty có thể nhanh chóng nhận ra hay không. Đức Sơn và Trường Xuyên sau khi nghe Triệu Quốc Đống nói liền bắt đầu tự chia nhau ra. Trường Xuyên lên Ando, mở ra thị trường ở Ando, cũng mở thị trường tỉnh An Nguyên. Các thị trường khác do sản lượng tiêu thụ còn thấp, mà hầu hết đều đi theo tỉnh thành. Đức Sơn về Tân Châu, Triệu Quốc Đống giao cho y một nhiệm vụ rất quan trọng đó chính là tạo được mạng lưới với hệ thống tài chính Tân Châu. Khi nước suối Thương Lãng cần tài chính thì phải khiến các ngân hàng chấp nhận bỏ tiền ra. Triệu Quốc Đống rất nhanh bỏ qua suy nghĩ về việc của nước suối Thương Lãng, hắn một lần nữa vùi đầu vào công việc của khu khai phát Giang Khẩu. Trên TV không ngừng chiếu quảng cáo về nước suối Thương Lãng, có thể nói đây là công ty duy nhất quảng cáo với tần suất rất lớn ở đài truyền hình tỉnh và thành phố, mang tới làn gió tươi mát khiến cho người xem TV đang buồn ngủ phải tỉnh lại. Ngay cả Triệu Quốc Đống lần đầu tiên thấy quảng cáo chỉnh sửa chiếu trên TV cũng thấy bị hấp dẫn. Sau khi xem quảng cáo trên TV, Triệu Quốc Đống lập tức hiểu đoạn quảng cáo này sẽ mang tới phản ứng dây chuyền rất lớn, thậm chí còn vượt qua tưởng tượng của hắn. Triệu Quốc Đống lập tức gọi cho Trường Xuyên mật thiết chú ý phản ứng của các nhà kinh doanh đã liên lạc trước đây, đồng thời phải bắt đầu toàn diện sản xuất, chuẩn bị đưa tới con sóng tiêu thụ lớn. Quả nhiên 3 hôm sau khi quảng cáo được công chiếu, Trường Xuyên bắt đầu cảm thấy áp lực. Liên lạc đầu tiên là mấy nhà kinh doanh có quy mô không quá lớn, bọn họ yêu cầu mau chóng cung cấp sản phẩm. Một ít nhà kinh doanh ở Ando cũng bắt đầu liên lạc với Trường Xuyên yêu cầu thành lập việc kinh doanh lâu dài. Điều này làm Trường Xuyên vừa vui mừng vừa thấy áp lực. Không nên nóng lòng đáp ứng các nhà kinh doanh này. Lúc trước chú tìm bọn họ xa cách, bây giờ cần đến mình phải giữ khoảng cách thích hợp. Đầu tiên chú ký hợp đồng trước, sau đó đưa ra yêu cầu để chọn nhà kinh doanh có thực lực. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Anh đề nghị chú cần phải nhanh chóng liên lạc với điểm sản xuất thứ hai, thậm chí thứ ba. Nếu lượng nước không vấn đề gì thì sản xuất là trở ngại, điều này phải suy nghĩ trước. Bây giờ mặc dù còn chưa thấy nhưng một khi cả quảng cáo và tuyên truyền cùng thực hiện, chúng ta không thể nào đoán được nhu cầu tăng lên đến mức nào. Tài chính thiếu hụt thì bây giờ chú bảo Đức Sơn liên lạc với hệ thống ngân hàng Tân Châu, cầm cả hợp đồng và fax của các nhà kinh doanh tới, để bọn họ thấy được sự chào đón của sản phẩm chúng ta. Cũng cho bọn họ xem quảng cáo của chúng ta trên đài truyền hình tỉnh và Ando. Anh nghĩ bây giờ Tân Châu đang tiến hành cải cách, hệ thống ngân hàng cũng có xúc động, hợp tác xã tín dụng chắc là sẽ chấp nhận. Việc mua dây chuyền, thiết bị do Lưu Thành làm đi, không cần lo nghĩ nhiều. Chú có thể cho Lưu Thành đi đàm phán, khảo sát. Dù sao cũng không phải sản phẩm kỹ thuật cao gì mà, Lưu Thành cũng học về cơ khí mà. Anh nghĩ vấn đề bình thường không làm khó được Lưu Thành. Chỉ cần chất lượng không vấn đề, giá cả thích hợp là được. Máy mới, máy cũ cũng được, chỉ cần có thể dùng tốc độ nhanh nhất đưa về lắp đặt là được. Không gấp như vậy chứ ư, anh sợ chú đến lúc đó gấp phải nhảy lên đó.
Triệu Quốc Đống hừ lạnh một tiếng. Sức ảnh hưởng của quảng cáo này vượt quá tưởng tượng của chúng ta, có lẽ cả tỉnh An Nguyên sẽ tạo cơn sóng, nếu không sớm chuẩn bị có lẽ chúng ta mất cơ hội tốt đẹp. Thái độ kiên quyết của Triệu Quốc Đống làm Trường Xuyên hiểu nhu cầu của thị trường có lẽ vượt quá tưởng tượng. Lúc này mua dây chuyền thứ hai, thứ ba có lẽ cần nhiều tài chính, nhưng như vậy sẽ khiến sản lượng tăng nhiều lần. Ít nhất trong vòng một năm sẽ không lo việc mở rộng sản xuất. Khi Lưu Thành biết mình được cử đi mua thiết bị sản xuất, y vừa kinh ngạc nhưng cũng biết đây là quyết định của Triệu Quốc Đống. Mặc dù Trường Xuyên cũng không có phản cảm với y, nhưng chuyện quan trọng như vậy cũng giao cho y xử lý, điều này làm y vừa vui vừa thấy áp lực rất lớn. Cũng may đã liên lạc sớm với công ty cung cấp thiết bị, y đi chỉ là kiểm tra hàng và đàm phán về giá cả, đảm bảo có thể thuận lợi đưa về nhà máy lắp đặt và chạy thử. Không ai ngờ nước suối Thương Lãng lại tạo thành cơn sóng lớn như vậy ở thành phố Ando. Nhất là khi mấy vị giáo sư Đại học Y tế Ando lên truyền hình, hội nghị phát biểu về việc lo lắng nước ô nhiễm ảnh hưởng tới sức khỏe cơ thể, uống nước suối sẽ có tác dụng lớn, điều này càng làm cơn sóng mạnh hơn nhiều. Một loạt các hoạt động miễn phí dùng thử nước suối Thương Lãng, các cuộc tọa đàm về kiến thức ngành nước được đưa ra. Tặng miễn phí ở trường học, các viện phúc lợi, từng cơn sóng khiến cho Ando xôn xao. Thời tiết năm nay ở Ando rất nóng, đầu tháng 5 đã khô nóng, điều này làm cho nước suối Thương Lãng đã tạo cơn gió mát cho Ando. Mặc dù Triệu Quốc Đống biết có thể gặp được thời kỳ tiêu thụ rất mạnh, nhưng việc tiêu thụ lớn như vậy khiến cả Trường Xuyên và Đức Sơn mừng như điên. Xe ô tô của mấy công ty vận chuyển được bọn họ thuê hết, xe chở cả ngày cả đêm ở nhà máy. Triệu Quốc Đống đã ra lệnh Trường Xuyên có thể mặc kệ thành phố khác, thậm chí là Tân Châu, nhưng phải đảm bảo được nhu cầu của Ando. Phải để dân chúng Ando cảm nhận sự tươi mát của nước suối Thương Lãng. Nhà máy nước suối Thương Lãng gần như hoạt động cả ngày cả đêm, sản phẩm làm ra được xe tải lớn nhỏ đưa đi. Đức Sơn cũng may là chuẩn bị trước, nếu không chỉ riêng vấn đề vận chuyển cũng làm người ta đau đầu. Quyển 3, chương 68, hướng gió. Triệu Quốc Đống có chút lo lắng ngồi nhìn tổ công tác. Trên bàn đặt các chai nước suối Thương Lãng tinh xảo, bao bì có màu xanh, bên trên là vân nước uốn lượn. Một giọt nước từ trên nhỏ uống, bên dưới là mặt nước vô hạn, sau lưng cũng có hình một giọt nước, ở giữa có hình con cá trắng đen giao nhau. Nước suối Thương Lãng chỉ hơn 10 ngày đã chinh phục được cả Ando. Một loạt hoạt động quảng cáo trên đài truyền hình tỉnh, thành phố, cùng với các hoạt động tuyên truyền, các giáo sư dinh dưỡng lên tiếng, giáo sư y tế thừa nhận, công nhân bình thường khen ngợi, một loạt tuyên truyền này tạo thành một cơn gió uống nước suối Thương Lãng, hướng cuộc sống khỏe mạnh. Giá tiêu thụ cao 1,8 tệ một bình cũng không ngăn cản khát vọng theo đuổi cuộc sống của dân chúng. Các cơ quan bên tài chính, bưu điện, điện lực cùng cơ quan nhà nước trở thành đơn vị tiêu thụ lớn nhất. Các công ty nhà nước khổng lồ cũng là đối tượng tiêu thụ trọng điểm, đồng thời nước suối Thương Lãng cũng dần dần tiến vào người tiêu dùng bình thường. Triệu Quốc Đống không thể tưởng tượng nổi tình hình hoạt động kinh doanh của công ty nước suối Thương Lãng bây giờ. Hắn chỉ biết hàng ngày sản xuất được 200.000 chai nhân sự 600 megalit. Mà bây giờ 200.000 chai thậm chí không thể thỏa mãn Ando và mấy đơn vị xung quanh. Suối Thương Lãng có sản lượng trên 2.000 mét khối thì 200.000 chai hiển nhiên không đủ. Nhưng đó đã là gánh nặng trong vấn đề vận chuyển. Hơn 20 ngày qua, nước được chuyển ra, tiền không ngừng được đưa về. Đương nhiên đây là ẩn dụ, không có nhà kinh doanh nào lập tức trả lại tiền ngay trong vòng 10 ngày. Theo thông lệ của tỉnh An Nguyên thì 1-2 tháng may ra mới có tiền. Nước suối Thương Lãng đạt thành công lớn như vậy làm cho Đức Sơn và Trường Xuyên rất hưng phấn. Làm như thế nào mở rộng sản xuất và thị trường là điều Trường Xuyên quan trọng nhất. Với tính toán một ngày 200 chai thì một ngày nhà máy có thể lãi đến 100.000, điều này làm người lạc quan nhất cũng không thể tưởng tượng ra từ trước. Triệu Quốc Đống cũng nhắc Trường Xuyên phải giữ tỉnh táo, còn phải cẩn thận. Theo hắn nếu quá nóng lòng mở rộng thì sẽ tổn hại hình ảnh của nước suối Thương Lãng. Phải làm thị trường thấy thiếu thì mới cho thấy nước suối Thương Lãng không bình thường. 200.000 chai nước thì có hơn 80% được vận chuyển tới thành phố Ando, các nơi khác ở tỉnh không được nhiều. Nước suối Thương Lãng thoáng cái chiếm 60% thị trường nước suối của tỉnh An Nguyên. Mà hai nhà máy nước suối Miên Châu và Nhã Châu thoáng cái bị ép xuống còn không đầy 30%, còn lại là nước suối của các tỉnh khác tới. Triệu Quốc Đống lắc đầu nghĩ và bỏ mấy suy nghĩ này ra khỏi đầu. Nước suối Thương Lãng đã đi được bước đầu thành công, nếu như không có bất ngờ xảy ra thì chiếm cứ thị trường nước suối tỉnh An Nguyên là không vấn đề gì. Bây giờ phải mở rộng thị trường ra các thành phố lớn ở các tỉnh lân cận. Đây mới là chiến dịch quan trọng nhất,
đánh thắng thì có thể xác định địa vị của nước suối Thương Lãng ở khu vực Trung Nam và Tây Nam. Làm không tốt có thể ảnh hưởng tới địa vị của nước suối Thương Lãng ở ngay tại tỉnh An Nguyên. Một ít sản phẩm nước suối các tỉnh khác sẽ đánh vào tỉnh An Nguyên. Việc tiếp đón tổ công tác có Lô Vệ Hồng dẫn đầu, Chủ tịch huyện Mao Đạo Lâm, Thường vụ huyện ủy, Chánh văn phòng huyện ủy, Tào Tự Cầu, Phó Chủ tịch huyện Lương Kiến Hoàng, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm của khu khai phát tiếp đón. Trên thực tế Triệu Quốc Đống từ việc tổ công tác đến Giang Khẩu trước, sau đó tới Long Đàm và Lộc Sơn trước, thì đã có thể thấy một tia khác lạ. Điều này như luật bất thành văn, nó giống như thi thể thao vậy, càng là nhóm sau thì càng có hy vọng. Tổ công tác đầu tiên đến huyện Mai, Nghiễm Ninh, trên thực tế khu khai phát ở hai huyện này đã được tuyên án. Sau đó là mấy quận, huyện có công nghiệp không chiếm ưu thế. Hoa Dương, Vọng Đường và Bích Trì nằm ở nhóm sau cùng. Tranh đoạt chính chỉ có Lộc Sơn, Long Đàm và Giang Khẩu mà thôi. Lô Vệ Hồng và Mao Đạo Lâm tự mình đi theo một vị trưởng phòng, Ủy ban Kinh tế tỉnh đến các công ty trong khu khai phát và các công trường đang thi công mà khảo sát. Nhân viên tổ công tác đến từ các cơ quan trong tỉnh, bọn họ tiến hành khảo sát về hoàn cảnh xung quanh, chính quyền cơ sở, xây dựng trụ cột, xây dựng nhà máy. Nhìn như công bằng nhưng Triệu Quốc Đống lại có cảm giác không tốt mấy. Hắn cảm thấy như là tổ công tác có ý đồ mà tới. Tài liệu mà Mao Đạo Lâm báo cáo khá thực tế, hơn nữa các số liệu đều đáng tin cậy. Trước khi tổ công tác tới, tỉnh đã gửi công văn yêu cầu đơn vị phải báo cáo theo số liệu thực tế. Nếu phát hiện số liệu sai sẽ trực tiếp hủy tư cách khảo sát. Bí thư Lô, Chủ tịch Mao, các vị lãnh đạo, vừa nãy chúng tôi đã dựa vào số liệu và vấn đề mà xác minh. Chúng tôi đi cả buổi sáng, chiều sẽ tiến hành xác minh tài liệu. Tôi đã bàn với các đồng chí trong đoàn, bây giờ chúng tôi cũng đưa ra một số ý kiến theo chúng tôi thấy. Lãnh đạo huyện Giang Khẩu đều lấy bút ra ghi chép, chỉ có Triệu Quốc Đống là có chút lo lắng. Huyện Giang Khẩu chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã đạt thành tích làm người ta vui mừng. Chúng tôi đã đến xem các công ty đang xây dựng trong khu khai phát, đây đúng là công trường lớn. Chúng tôi rất vui mừng việc khu khai phát Giang Khẩu có thể nắm bắt chính xác cơ hội tập đoàn DU liên doanh với nhà máy sản xuất ô tô để mà phát triển ngành công nghiệp phụ trợ. Nhất là việc Giang Khẩu toàn lực tạo hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp, khiến nhiều công ty duyên hải đến đầu tư vào Giang Khẩu, thành tích này là rất rõ ràng. Nhưng chúng tôi cũng điều tra ra vài vấn đề. Thứ nhất có không ít công ty đã xây dựng xong, quy mô thấp, giá trị thấp, hàm lượng khoa học kỹ thuật thấp. Thứ hai, khu khai phát mở rộng quá lớn. Mặc dù chủ nhiệm Cù cũng đưa cho chúng tôi xem quy hoạch, nhưng đây chỉ là quy hoạch trên giấy, không xác thực trong thực tế, dân chúng địa phương chưa ký vào biên bản thu hồi, hai điểm này ảnh hưởng lớn tới việc định vị khu khai phát Giang Khẩu. Vị trưởng đoàn này ăn nói rất sắc bén, chỉ vài câu đã nói ra hai nhược điểm chết người của khu khai phát Giang Khẩu. Đều là mấy công ty có quy mô nhỏ, thực lực nhỏ. Một khu khai phát thành lập gần 3 năm đúng là không còn gì để nói. Thấy Lô Vệ Hồng định giải thích. Trưởng đoàn cười cười giơ tay ngăn lại. Bí thư Lô, đây chỉ là đề nghị và cái nhìn của tổ công tác, không có nghĩa việc loại bỏ đều do tổ công tác quyết định. Trên thực tế theo mấy khu khai phát chúng tôi đã xem ở thành phố An Đô, khu khai phát Giang Khẩu là nơi làm chúng tôi hài lòng nhất, tiềm lực phát triển mạnh nhất. Nhưng phía sau còn mấy khu khai phát, chúng tôi không thể phát biểu ý kiến. Mời các vị lãnh đạo huyện thứ lỗi. Nhìn chiếc xe Toyota của tổ công tác rời đi. Mặt Lô Vệ Hồng và Mao Đạo Lâm sa sầm lại. Trên thực tế việc xác định Giang Khẩu khi khảo sát của tổ công tác đã làm hai người cảm nhận tính nghiêm trọng của vấn đề. Về lý thuyết mấy tháng nay khu khai phát Giang Khẩu phát triển nhanh hơn Lộc Sơn cùng Long Đàm, nhưng thứ nhất trước đây Giang Khẩu quá kém, mà Lộc Sơn cùng Long Đàm cũng đang cố gắng. Từ thái độ của tổ công tác là có thể thấy rõ vấn đề. Lão Lương, anh thấy sao? Lô Vệ Hồng lạnh lùng nói. Không dễ. Bên phía quận Long Đàm không cần nói thì nhất định là do Nguyên Đằng đụng tay đụng chân, thị trưởng Kiều và chủ tịch tỉnh Tần là đồng hương của y. Mà tổ công tác này do chủ tịch tỉnh Tần làm tổ trưởng. Hừ, đây không phải muốn Giang Khẩu chúng ta làm dê thế tội sao? Chuyện đến nước này làm Lương Kiến Hoàng không giữ được vẻ trầm ổn như bình thường. Khu khai phát mà bị xóa sổ, y sẽ có trách nhiệm, đồng thời ảnh hưởng tới sự phát triển của y. Lô Vệ Hồng lắc đầu không nói gì. Mao Đạo Lâm cũng sa sầm mặt lại nhìn mặt đất như nghĩ gì đó. Triệu Quốc Đống đứng ở xa xa nhìn ba vị lãnh đạo, xem ra ba vị lãnh đạo đã thấy vấn đề không đúng. Chủ nhiệm Cù, hướng gió không đúng rồi. Triệu Quốc Đống đảo mắt rồi nói. Xem ra trên tỉnh muốn hy sinh chúng ta. Cù Vận Bạch sao lại không biết,
nhưng mọi người đã cố hết sức, làm đến nước này đã không thẹn với lương tâm. Nhưng cứ như vậy mà mất thì đúng là rất đau. Chỉ mong được yên tâm mà thôi. Cụ Vận Bạch có chút buồn bực mà nói. Tôi thấy không vậy đâu, đám người kia không yên tâm sao? Tôi nghe nói mấy công ty gia công gây ô nhiễm mà Giang Khẩu chúng ta từ chối đã đến đầu tư vào khu khai phát Long Đàm, không biết là có chuyện gì. Hình như Long Đàm ở trên hướng gió nên không thích hợp mấy nhà máy ô nhiễm này mới đúng. Triệu Quốc Đống từ tốn nói. Cụ Vận Bạch đảo mắt rồi nói. Sao cậu lại biết? Một người bạn tôi làm ở văn phòng Ủy ban Nhân dân, nghe nói thu được mấy bức thư phản ánh về việc lo lắng xây dựng nhà máy ô nhiễm ở nội thành, hình như còn gửi lên cả tỉnh ủy, Cục Bảo vệ Môi trường Quốc gia thì phải. Triệu Quốc Đống nhìn ra xa xa rồi nói. Xem ra dân chúng An Đô đúng là chú ý đến việc bảo vệ môi trường. Quyển 3, chương 69, ra tay. Cụ Vận Bạch đang suy nghĩ lời Triệu Quốc Đống nói. Triệu Quốc Đống mặc dù tuổi không cao nhưng nhiều lúc có cái nhìn xa hơn cô, làm cô vô thức phải suy nghĩ lời của Triệu Quốc Đống nói. Lúc này đột nhiên nói quận Long Đàm nhận nhà máy ô nhiễm. Mặc dù Triệu Quốc Đống nói rất bình thường, nhưng đối phương nói cho cô thì có phải hy vọng cô thấy vấn đề gì khác? Báo cáo với Bí Thư Lô và Chủ tịch Mao, Cụ Vận Bạch không rõ ràng. Nói thật ở chuyện này cô không xác định được thái độ của lãnh đạo. Khu khai phát Giang Khẩu bây giờ đang rất nguy hiểm. Đứa ngốc cũng nhìn ra Giang Khẩu phải nhường đường cho Lộc Sơn cùng Long Đàm. Nếu kéo ngã Long Đàm thì đó sẽ là cơ hội, nhưng làm như thế nào để nắm chắc? Quốc Đống, cậu cảm thấy chúng ta có thể thông qua bên bảo vệ môi trường mà phản ánh lên cấp trên không? Cụ Vận Bạch thử hỏi, cô muốn xem Triệu Quốc Đống nghĩ như thế nào? Không tác dụng, thông qua con đường đó thì không đủ thời gian, trình tự quá chậm. Chờ chính thức chạm tới vấn đề thì khu khai phát Giang Khẩu đã bị xóa sổ. Mà Long Đàm nhiều nhất là bỏ hạng mục đó đi mà thôi. Chẳng lẽ lúc ấy còn xóa sổ khu khai phát Long Đàm, khôi phục Giang Khẩu? Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Ý của cậu là... Cụ Vận Bạch đang mong Triệu Quốc Đống nói tiếp. Ha ha, cụ tỷ, bọn họ có nhiều biện pháp hơn chúng ta mà. Triệu Quốc Đống nhìn sang bên và không nói nữa. Cụ Vận Bạch do dự một chút rồi nói. Quốc Đống, tôi sợ lãnh đạo không đồng ý làm việc này. Chị yên tâm. Lãnh đạo có cấp độ khác chúng ta, xử lý việc này đối với bọn họ là đơn giản, bọn họ có đủ phương pháp mà giải quyết. Hơn nữa còn có phương pháp đường đường chính chính. Chị yên tâm, chúng ta cung cấp tin tức cho bọn họ là được. Triệu Quốc Đống cười cười xấu xa mà nói. Cậu đừng kéo cụ tỷ này vào. Cụ Vận Bạch nhìn Triệu Quốc Đống đầy quyến rũ rồi nói. Cậu đã là phó bí thư đảng ủy, nói chuyện cũng phải chú ý ảnh hưởng. Ha ha. Không phải là chúng ta nói chuyện riêng sao? Con người sống mà lo lắng nhiều sẽ khổ, suối ngày nghiêm mặt, tính kế với người có phải rất mệt không? Thả lỏng mình cũng tốt mà. Triệu Quốc Đống bắt đầu nói linh tinh. Đảng viên cũng là người, cũng có yêu thích, cũng muốn có cuộc sống nghệ thuật. Phụ nữ nghĩ quá nhiều sẽ nhanh già, cô tỷ phải bảo vệ mình đó. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm Cụ Vận Bạch vô thức sờ sờ má mình, giống như muốn xem mình có phải thật sự già đi hay không. Triệu Quốc Đống thấy thế không khỏi cười thầm trong lòng, xem ra phụ nữ chú ý sắc đẹp của mình hơn bất cứ thứ gì khác. Triệu Quốc Đống không muốn quan tâm Cụ Vận Bạch nói chuyện với ba vị lãnh đạo như thế nào. Theo hắn thấy có vấn đề này thì kéo Long Đàm ngã ngựa cũng không có gì khó khăn, vấn đề nằm ở việc làm thế nào tránh ra. Nếu làm người ta rõ ràng cảm thấy đây là do Giang Khẩu làm, lãnh đạo nhất định có cái nhìn với Giang Khẩu. Chẳng qua hắn tin rằng Lô Vệ Hồng và Mao Đạo Lâm đủ khả năng xử lý tốt. Một tuần sau trên báo Hoàn cảnh Trung Quốc đăng bài cảnh giác ngành sản xuất gây ô nhiễm ở Duyên Hải đang tiến dần vào khu vực Trung Tây được xuất hiện. Trong đó cũng nói về tin tức khu khai phát Long Đàm, thành phố An Đô có vài nhà máy ô nhiễm đến đầu tư. Chúng tôi chào đón công ty Duyên Hải tới đầu tư, nhưng không có nghĩa chúng tôi cũng mở rộng hai tay chào đón các công ty ảnh hưởng đến cuộc sống của con cái chúng ta tới đầu tư. Có lẽ những người này sẽ nói phát triển là đạo lý, tất cả phải đặt phát triển kinh tế lên hàng đầu. Nhưng tôi muốn nói tư tưởng này là rất không bình thường, có nhiều lúc là do quan chức muốn thành thích mà làm. Bí thư Ninh, chuyện này tôi đã báo cáo với thị trưởng Nguyên Thịnh. Bọn họ đã vòng qua phó thị trưởng phụ trách là tôi mà còn được bên Cục Bảo vệ Môi trường bật đèn xanh. Tôi rất tức giận với cách làm này. Các công ty gia công gây ô nhiễm như vậy thậm chí đã bị khống chế ở các huyện ở vùng Duyên Hải, bây giờ không ngờ đường Hoàng xuất hiện tại một quận ở An Đô. Long Đàm là nơi nào? Nằm ở hướng gió của thành phố An Đô.
Khi mùa đông tới thì các thứ ô nhiễm sẽ bay thẳng vào thành phố. Ninh Pháp kiên nhẫn nghe vị phó thị trưởng này nói. Có lẽ trong tất cả cán bộ chính quyền chỉ có vị phó thị trưởng Khang này dám tỏ thái độ như vậy với y. Không bởi vì gì khác, y trước đó làm ở một đại học khoa học kỹ thuật phía Nam được điều tới Ando làm phó thị trưởng. Chỉ cần trong phạm vi công việc của y, vị phó thị trưởng này không hề e ngại phát biểu, bên chính quyền thành phố có vẻ xa lánh, nhưng y vẫn tôi làm việc của tôi. Vị phó thị trưởng này nói dù làm hết khóa thôi cũng được, y quay về trường dạy học. Tôi biết các công ty này đều đưa ra thứ gì đó bảo đảm, không ngoài chính là hứa hẹn tăng cường đầu tư tài chính, khoa học kỹ thuật, hoàn toàn giải quyết vấn đề ô nhiễm, đảm phải phù hợp yêu cầu bảo vệ môi trường, sau đó hứa với chính quyền địa phương là sẽ kéo tăng trưởng GDP lên bao nhiêu. Hừ, ngay cả các công ty phương Tây cũng không giải quyết được vấn đề này, chẳng lẽ nói bọn họ có thể giải quyết? Tôi không phải là trụ ngoại, mà là phải đối mặt thực tế. Trên thực tế trước khi Khang Nhất Minh phản ánh vấn đề thì Ninh Pháp cũng đã chú ý bài viết trên báo Hoàn Cảnh Trung Quốc. Nhưng việc cơ quan bảo vệ môi trường tỉnh, thành phố đều im tiếng trong vấn đề này là rất quái dị. Khang Nhất Minh nói có người vòng qua y là phó thị trưởng phụ trách mà được Cục Bảo vệ Môi trường bật đèn xanh, Hoàng Nguyên Thịnh không thể không rõ vấn đề này. Thái Chánh Dương phụ trách công nghiệp, thu hút đầu tư, lại là thường vụ, nhìn qua có thể nhất. Nhưng Thái Chánh Dương lại là người thông báo tin tức với y nên tất nhiên không thể. Như vậy người đứng sau màn đã được lộ ra. Chẳng qua chuyện lớn như thế này thì Sở Bảo vệ Môi trường tỉnh không thể mặc kệ. Nhất là quy mô của hai công ty gia công này khá lớn, nhưng sao Sở Bảo vệ Môi trường lại im lặng không lên tiếng. Trong này có vấn đề khó hiểu. Bây giờ cha ai lộ tin ra không có tác dụng, bây giờ các tờ báo lớn đều có chi nhánh ở từng tỉnh, hơn nữa tố chất của phóng viên cũng khá nhau. Chẳng qua ở vấn đề này phóng viên không sai, đây chính là làm khó chính quyền địa phương. Ninh Pháp suy nghĩ một chút rồi nói. Lão Khang, chuyện này tôi đã biết, anh yêu cầu Cục Bảo vệ Môi trường lập tức điều tra, hơn nữa yêu cầu bọn họ phải giải thích rõ sao trước đó các công ty kia được thông qua. Đúng như anh nói, chúng ta chào đón các công ty đến Ando đầu tư, nhưng quyết không thể trả giá bằng sức khỏe dân chúng. Sau khi điều tra xong anh báo cáo việc này với thị trưởng Nguyên Thịnh. Tôi tin chính quyền thành phố có thể xử lý tốt việc này. Quyển 3, chương 70, Giao Phong. Báo Hoàn Cảnh Trung Quốc không có ảnh hưởng quá lớn đối với xã hội, dư luận xã hội sẽ không bị kích động. Nhưng nếu chính quyền mà không chú ý, một khi chuyện bị đẩy mạnh thì sẽ mang tiếng không có trách nhiệm với xã hội. Theo lệnh của Khang Nhất Minh, Cục Bảo vệ Môi trường thành phố kéo dài một tuần cũng phải phái tổ công tác tới khu khai phát quận Long Đàm điều tra. Bốn công ty này đều cùng đưa ra phương án về biện pháp bảo vệ môi trường tiên tiến, đều nói sẽ mua thiết bị lọc nước và không khí của Nhật Bản, Đức về. Hơn nữa còn lắp đặt xong trước khi nhà máy đi vào hoạt động, hoàn toàn không có gì phải nghi ngờ. Tổ công tác chỉ dùng 2 ngày đã hoàn thành việc điều tra hạng mục của bốn công ty, sau đó báo cáo với chính quyền thành phố. Đây là báo cáo điều tra mà Cục Bảo vệ Môi trường đưa ra sao? Khang Nhất Minh giơ tờ báo cáo lên, tức giận nói. Tôi không biết các người dựa vào cái gì mà làm như vậy. Đúng, công ty còn chưa xây dựng, chúng ta không thể phán đoán bọn họ được, nhưng đây là lý do. Bọn họ tại sao phải rời khỏi Giang Tô? Tình hình của bọn họ ở đó như thế nào? Các anh có điều tra không? Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường, Cố Minh Sinh không hề sợ hãi, y ghi chép từng câu hỏi của Khang Nhất Minh. Chính quyền thành phố đã tiến hành tổ chức hội nghị thảo luận vấn đề này, y thấy đây là chuyện bé xé ra to. Mấy công ty còn chưa chính thức xây dựng thì dựa vào cái gì mà khẳng định bọn họ sẽ gây ô nhiễm môi trường? Có lẽ người ta có thiết bị bảo vệ môi trường tiên tiến thì sao? Thấy thái độ này của Cố Minh Sinh, Khang Nhất Minh càng thêm tức giận. Bốn công ty này có hai bị Cục Bảo vệ Môi trường Quốc gia nhiều lần phê bình là công ty ô nhiễm, cũng bị Sở Bảo vệ Môi trường Giang Tô giám sát. Bọn họ không đứng được ở Giang Tô nên mới chuyển vào nội địa, không ngờ đến Ando chúng ta lại thành miếng bánh thơm. Chẳng lẽ nói vì GDP mà không để ý đến an toàn của dân chúng Ando? Phó thị trưởng Khang, phát triển đang là điều quan trọng nhất, chúng ta không thể nào quả quyết đối phương sẽ gây ô nhiễm môi trường. Bọn họ đã đặt mua thiết bị bảo vệ môi trường của Nhật Bản, Mỹ, chẳng lẽ nói đây không phải là thái độ chịu trách nhiệm sao? Nếu như nói chúng ta vì mấy nguyên nhân không rõ ràng mà từ chối bọn họ tới đầu tư vào Ando, tôi cho rằng nhiều nơi vỗ tay chờ bọn họ tới. Chẳng lẽ chúng ta chấp nhận cho hiện tượng này xảy ra sao? Cố Minh Sinh đã lăn lộn ở thành phố hơn 10 năm, khó khăn lắm mới lên làm cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường,
đương nhiên không muốn làm mất lòng lãnh đạo phụ trách. Nhưng chuyện này y phải làm như vậy, không thể khác. Hừ, cục trưởng Cố, tôi đã xem mấy thiết bị bảo vệ môi trường của các công ty này. Trước không nói các thiết bị này đạt tiêu chuẩn không, chỉ riêng một bộ thiết bị đã mất 5-6 triệu USD, mà mấy công ty này có ai đầu tư hơn 30 triệu tệ không? Nực cười, đầu tư không đến 30 triệu mà lại đầu tư thiết bị bảo vệ môi trường mất hơn 5 triệu USD. Anh cảm thấy việc này có thể xảy ra sao? Khang Nhất Minh cười lạnh một tiếng. Phó thị trưởng Khang, anh nói một bộ thiết bị này có giá 5-6 triệu USD là dựa vào đâu? Thái Chánh Dương nói xen vào. Mặc dù y biết vào lúc này tỏ thái độ là không ổn, nhưng Bí thư Ninh yêu cầu y phải quan tâm việc này, mà thu hút đầu tư là công việc y phụ trách, y quan tâm cũng là có lý. Đương nhiên là có, bạn học của tôi công tác ở Bộ Thương mại, tôi nhờ anh ta giúp xem giá cả các loại thiết bị nước ngoài, đều trên 5-6 triệu USD. Dù là của Nhật Bản hay Đức thì chênh nhau không nhiều. Khang Nhất Minh nhìn Thái Chánh Dương rồi trầm giọng nói. Thiết bị phải nguyên bộ mới phát huy được tác dụng. Hơn nữa dù như vậy cũng chỉ có thể giảm ô nhiễm môi trường đến mức thấp nhất không ngăn chặn hoàn toàn. Các công ty đó không thích hợp thành lập ở nội thành, nhất là tỉnh thành như Ando. Ừ, tôi cũng đã nghiên cứu vấn đề này với giám đốc các công ty. Bọn họ nói nhập khẩu thiết bị mới sẽ đắt, bọn họ định mua đồ cũ, nhưng bọn họ cam đoan đồ cũ vẫn có thể phát huy tác dụng. Cố Minh Sinh không ngờ Khang Nhất Minh lại chú ý như vậy, lại nói về giá thiết bị. Vì thế y đành phải lấy lý do này ra mà nói. Đồ cũ, trước không nói quốc gia nghiêm khắc hạn chế nhập khẩu đồ cũ, hơn nữa thiết bị bảo vệ môi trường này ở nước ngoài mới có vài năm, thị trường quốc tế lấy đâu ra đồ cũ. Chẳng lẽ công ty nước ngoài đang sử dụng rồi chủ động bán khi chúng ta muốn mua sao? Nếu là như vậy thì công ty nước ngoài điên rồi. Cục trưởng Cố, anh cảm thấy hai khả năng này có thể sao? Khang Nhất Minh lạnh lùng nói. Y vốn rất khó chịu với tên cục trưởng cục bảo vệ môi trường này, không có chút năng lực nghiệp vụ nào cả, nhờ nịnh bợ lãnh đạo mà lên. Cố Minh Sinh mặt không chút thay đổi mà nói. Có lẽ khoa học kỹ thuật quốc tế phát triển nhanh hơn, nước ngoài coi trọng bảo vệ môi trường hơn chúng ta, thiết bị bọn họ phải đổi mới. Dù sao chúng ta cũng không đi nước ngoài, nếu chúng tôi có cơ hội đi khảo sát sẽ có kết luận chính xác hơn. Khang Nhất Minh không biết nói gì nữa. Đối phó đám này muốn bọn chúng ngậm miệng là không thể. Chỉ có một cách duy nhất là quyền lực. Ai nắm mũ bọn chúng thì kẻ đó sẽ cúi đầu. Khang Nhất Minh mặc dù trên danh nghĩa phụ trách cục bảo vệ môi trường, nhưng lại không có quyền lên tiếng về cái mũ của cục trưởng. Huống chi Cố Minh Sinh tự nhận mình là người lão thành ở chính quyền thành phố, có thể đi đến bước này cũng có lý do. Thái Chánh Dương mặc dù không ủng hộ cách làm việc của Khang Nhất Minh, nhưng lại khá kính trọng đối phương. Dù sao bây giờ không còn bao lãnh đạo quyết tâm làm tốt công việc, không sợ làm mất lòng người khác. Lão Cố, đừng nói như vậy. Tôi thấy Phó Thị trưởng Khang nói có lý. Các công ty này phần lớn đều phát triển từ xí nghiệp xã, Chiết Giang đi đầu về cải cách, nói cách khác các công ty này sau khi cải cách đã thành công ty tư nhân, điều này khiến bọn họ chú trọng lợi ích kinh tế mà bỏ qua trách nhiệm với xã hội. Nói cách khác bọn họ đầu tư vào bảo vệ môi trường hay không là điều đáng để nghi ngờ. Điều này cần chúng ta phải tăng cường giám sát. Phó Thị trưởng Thái nói đúng. Cục bảo vệ môi trường chúng tôi cũng đã thành lập cơ chế thường xuyên liên lạc với các ngành sản xuất ô nhiễm môi trường, ngoài việc nghe bọn họ báo cáo về việc bảo vệ môi trường, chúng tôi còn thường xuyên đi kiểm tra. Nhưng mấy công ty này vừa bắt đầu xây dựng, bọn họ cũng có phương án bảo vệ môi trường. Từ lý thuyết đã phù hợp chính sách bảo vệ môi trường của quốc gia. Cục bảo vệ môi trường chúng tôi không thể tự nhiên gây rối ảnh hưởng tới việc đầu tư, xây dựng của công ty chứ. Cố Minh Sinh có thái độ với Thái Chánh Dương khác hẳn với Khang Nhất Minh. Thái Chánh Dương có thể đánh bại Phó Thị trưởng Duẫn Triệu Cơ được Thị trưởng Hoàng Nguyên Thịnh ủng hộ để vào Thường vụ Thị ủy, nói cách khác đã nằm trong những lãnh đạo quyết định chính sách thành phố Ando. Mặc dù không phải Phó Thị trưởng thường trực nhưng lại có quan hệ mật thiết với Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Bí thư Thị ủy Ninh Pháp. Điều này có nghĩa Thái Chánh Dương là người phát ngôn của Ninh Pháp ở chính quyền thành phố. Thái Chánh Dương trực tiếp nói: "Thị trưởng Hoàng, cá nhân tôi cần coi trọng việc này. Quận Long Đàm ở trên hướng gió của thành phố Ando, mấy công ty này mới ở trong giai đoạn lập hạng mục, chưa bắt đầu xây dựng. Một khi xây dựng mà có biến hóa thì sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh chính quyền, hơn nữa sẽ mang tới nhiều hiệu ứng như bồi thường kinh tế. Ý kiến của tôi là có thể tạm dừng việc phê duyệt hạng mục của 4 công ty này. Do chính quyền tổ chức tổ công tác, mời các chuyên gia bên bảo vệ môi trường, khoa học đến nghiên cứu,
xem hạng mục này có thể tạo ảnh hưởng tới thành phố An Đô chúng ta hay không. Nếu có kiên quyết dừng lại, nếu không thì tổ công tác đưa ra ý kiến, chuyên gia ký tên và phải chịu trách nhiệm. Phó thị trưởng Thái, làm như vậy sợ rằng không ổn. Các nơi toàn tâm toàn lực phát triển kinh tế, bốn công ty này có tác dụng lớn thúc đẩy kinh tế quận Long Đàm phát triển, đột nhiên dừng lại có ảnh hưởng tới tính cực của các nhà đầu tư không? Nếu như nhà đầu tư vì thế mà đến nơi khác đầu tư, như vậy sẽ ra sao? Kiều Ba lạnh nhạt nói. Nhưng nếu cứ để mấy hạng mục này triển khai, đến cuối cùng kết luận ảnh hưởng tới hoàn cảnh của thành phố An Đô rồi không thể ngừng, như vậy mang tới tổn thất càng lớn hơn. Thái Chánh Dương lạnh nhạt nói. Ngay khi Hoàng Nguyên Thịnh, Thái Chánh Dương và Khang Nhất Minh rời khỏi phòng hội nghị, Kiều Ba lau kính rồi hừ một tiếng. Lo đâu đâu, lão Cố, làm gì cứ làm, nghe thị trưởng Hoàng nói rồi chứ. Tận dụng thời gian, tăng hiệu suất, thời gian không đợi người, nhà đầu tư rất chú ý thời gian đó. Quyển 3, chương 71, Cao Minh. Đỗ Nhuận Thắng hai hôm nay thấy rất khó chịu, khi thấy tóc mình sắp bạc hết. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh chuyển thư phản ánh về việc khu khai phát quận Long Đàm nhận các công ty gây ô nhiễm môi trường vào. Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Trương Nghiễm Lan cũng xa sầm mặt đưa ý kiến. Đỗ Nhuận Thắng đương nhiên biết tình hình mấy công ty này. Trên thực tế Sở Bảo vệ Môi trường tỉnh sớm nhận được phản ánh, cũng đã điều tra nhưng rất nhanh im ắng. Chủ tịch tỉnh Tần rất chú ý mấy công ty này, điều này đủ để Sở Bảo vệ Môi trường phải suy nghĩ. Cho nên việc điều tra cũng chuyển xuống cho Cục Bảo vệ Môi trường thành phố An Đô. Chờ Cục Bảo vệ Môi trường An Đô báo cáo lên là được. Ai ngờ được bây giờ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh lại chuyển bức thư như vậy. Trong đó Phó Chủ tịch Thường trực Trương Nghiễm Lan tự mình ghi ý kiến yêu cầu Sở Bảo vệ Môi trường phải vào cuộc điều tra. Đỗ Nhuận Thắng thở dài một tiếng nhìn chữ như rồng bay phượng múa trên bức thư. Mời Phó Giám đốc Sở Bảo vệ Môi trường, Đỗ Nhuận Thắng phái người điều tra rõ ràng, báo cáo tình hình lên với tôi. Trương Nghiễm Lan. Điều tra thì đơn giản nhưng vấn đề là câu nói phía sau. Báo cáo với tôi. Điều này có nghĩa Trương Nghiễm Lan chú ý tới, muốn qua loa cũng không được. Đỗ Nhuận Thắng thầm than trong lòng, Hạ Bình đi châu Âu khảo sát nên vứt việc này cho mình. Thần tiên đánh nhau con người gặp nạn, ai cũng biết Phó Chủ tịch Trương và Phó Chủ tịch Tần mâu thuẫn với nhau. Đen quá, chỉ chủ trì công việc có một tháng mà, đừng xảy ra chuyện gì đó. Đỗ Nhuận Thắng mặc dù rất lo lắng nhưng biết không thể coi đây là việc nhỏ. Tiểu Cổ, cậu dẫn người đi điều tra, chuyện này Chủ tịch Trương đã đưa ý kiến thì nhất định phải có kết quả. Giám đốc Đỗ. Cục Bảo vệ Môi trường An Đô không phải đã có kết luận sao? Có cần không? Tiểu Cổ có chút khó hiểu nói. Đỗ Nhuận Thắng trầm ngâm một chút, hai bên đều không thể đắc tội. Y biết Chủ tịch Tần phụ trách công tác rút lui các khu khai phát. Quận Long Đàm thoáng cái kéo được nhiều công ty như vậy sợ có liên quan. Nhưng Chủ tịch Trương đã tự phê ý kiến vào đó cơ mà. Làm thế nào mới tốt nhất? Đỗ Nhuận Thắng suy nghĩ một chút và biết chỉ có thể kéo dài. Bây giờ việc rút lui khu khai phát đã đến giai đoạn quan trọng nhất, nói cách khác rút hay không được quyết định trong 1-2 tuần. Chủ tịch Tần nếu tìm nhiều công sức đưa các công ty vào khu khai phát quận Long Đàm như vậy thì nhất định có lý. Đợi việc rút lui, xóa bỏ các khu khai phát có quyết định, đến lúc đó mấy công ty kia có vào khu khai phát quận Long Đàm hay không cũng không quan trọng. Mấy công ty này phải bị đẩy khỏi An Đô, đến lúc đó đưa ra một kết luận mơ hồ nhưng khách quan là được. Sau khi có quyết định, Đỗ Nhuận Thắng liền nói. Tiểu Cổ, tôi thấy mấy công ty này có thể đầu tư vào khu khai phát quận Long Đàm hay không chủ yếu do năng lực bảo vệ môi trường. Cục Bảo vệ Môi trường thành phố An Đô không phải nói bọn họ muốn mua thiết bị ở nước ngoài sao? Tôi thấy tỉnh An Nguyên chúng ta khó có thể phán đoán các thiết bị chưa tới có tác dụng không, cho nên cậu bảo mấy người Tiểu Hồ đi tiếp xúc với các công ty, điều tra thực tế, phải cẩn thận. Ở đây cậu dẫn người lên Bắc Kinh tìm hiểu tốt mấy thiết bị đó. Nhất là xem việc vận hành và hiệu quả của các thiết bị đó. Ngoài ra cũng tìm hiểu giá cả các thiết bị, cùng với việc sản xuất mấy thiết bị này. Nhất định phải tra xét cẩn thận, phải có sức thuyết phục. Việc này phải báo cáo với lãnh đạo tỉnh, biết không? Tiểu Cổ gãi gãi đầu nói. Giám đốc Đỗ, có cần phải lên Bắc Kinh không? Chúng ta có thể. Đỗ Nhuận Thắng xa sầm mặt nói. Tiểu Cổ, thái độ công việc của cậu rất không được. Việc lớn như vậy ngồi ở văn phòng mà xem tài liệu là được sao? Tôi bảo cậu lên Bắc Kinh chính là muốn cậu tìm hiểu thêm, hỏi các chuyên gia ở Tổng cục Bảo vệ Môi trường, để bọn họ đưa ra ý kiến. Không gấp, cho cậu 2 tuần, nhất định hoàn thành như vậy, biết không? Tiểu Cổ gãi đầu đi ra ngoài,
y không hiểu ý của giám đốc. Chẳng qua lãnh đạo bảo đi làm thì đi làm. Trong hội nghị bế mạc của tổ công tác về việc rút lui các khu khai phát đã nổ ra cuộc tranh luận lớn. 4 nhà máy gia công của quận Long Đàm có giữ lại hay không? Cùng với việc 3 khu khai phát Giang Khẩu, quận Long Đàm, Lộc Sơn, cái nào nên giữ lại? Trước khi Sở Bảo vệ Môi trường lên Bắc Kinh xác minh có kết quả, kết luận của Cục Bảo vệ Môi trường An Đô có hiệu lực không cũng được tranh chấp. Nếu như không tính thêm 4 nhà máy gia công này, như vậy khu khai phát Giang Khẩu nhất định phải được giữ lại. Nhưng nếu như 4 công ty này được giữ lại thì khu khai phát quận Long Đàm sẽ hơn khu khai phát Giang Khẩu một bậc. Kết quả lại làm mọi người không đờ đoán nổi. Ngay khi mọi người nghĩ sẽ có một khu khai phát bị rút thì tỉnh lại có thông báo. Do tình hình thực tế của thành phố An Đô, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đồng ý thêm một khu khai phát của An Đô vào trong danh sách. 5 khu khai phát của thành phố, Bích Trì, Hoa Dương, Vọng Đường, Lộc Sơn, quận Long Đàm, Giang Khẩu được giữ lại, 5 khu khai phát còn lại bị xóa sổ. Triệu Quốc Đống ngồi trong văn phòng Thái Chánh Dương rồi giơ ngón cái lên nói. Cao, quá cao, lãnh đạo tỉnh mâu thuẫn, thành phố An Đô chúng ta được lợi, tự nhiên có thêm một khu khai phát. Ha ha, Thái ca quá tuyệt. Đừng có đội mũ cho Thái ca này. Anh không có bản lĩnh đó, vẫn là bí thư Ninh lợi hại, một lời giữ được mặt mũi của Phó Chủ tịch Trương Nghiễm Lan, lại làm cho Phó Chủ tịch Tần có bậc thang đi xuống. Thái Chánh Dương lúc này mới thấy sự cao minh của Ninh Pháp. Trai cò đánh nhau, ngựa ông được lợi, hơn nữa trai cò đều cảm ơn ngựa ông. Vậy mấy công ty gây ô nhiễm môi trường kia thì sao anh? Cái này không có gì quan trọng cả, dù thiết bị bảo vệ môi trường của các công ty có tác dụng thì cũng không thể ở lại khu khai phát quận Long Đàm, bây giờ chẳng qua để tạm đó, chờ mọi thứ yên thì đến lúc bọn chúng biến mất. Ở việc này bí thư Ninh sẽ không lấy sức khỏe của mấy triệu dân thành phố An Đô mà giao dịch. Vậy Phó Chủ tịch Tần, Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu nói. Hừ, chú nghĩ lãnh đạo ngu sao? Dù giúp chú cũng phải phân rõ phải trái. 4 công ty này chẳng qua chỉ là quân cờ mà thôi, nghĩ rằng có thể ở lại quận Long Đàm sao? Nếu như không có việc này thì cái chức phó bí thư, phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát của chú đã đến cuối. Chú quá may mắn. Thái Chánh Dương cười cười nhìn Triệu Quốc Đống, thấy Triệu Quốc Đống còn có vẻ không hiểu nên nói thêm. Chú nhìn thái độ mấy công ty này là biết. Triệu Quốc Đống lúc này mới có phản ứng, 4 công ty này không hề phản ứng gì với chính quyền. Đây là vở kịch, có lẽ lãnh đạo đã sớm bố trí bọn họ đi chỗ khác. Chẳng qua Thái Chánh Dương còn không biết việc này có liên quan tới mình, Triệu Quốc Đống cười thầm trong lòng. Anh thấy việc này do huyện Giang Khẩu gây ra, hơn phân nửa là như vậy. Thái Chánh Dương nói như vậy làm Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng. Cũng may thịt đều ở trong nồi, không ai truy xét. Nếu thật sự liên quan tới lợi ích lớn thì không chừng sẽ điều tra xem tại sao phóng viên báo Hoàn Cảnh Trung Quốc lại có tài liệu chi tiết như vậy. Triệu Quốc Đống thầm hít sâu một hơi, có thể làm đến vị trí này thì ai cũng nhìn chuẩn tình hình. Thái Chánh Dương có thể làm bí thư huyện ủy, còn có thể lên làm phó thị trưởng thì nếu chỉ là người bình thường, tâm tư không nhạy bén sao được. Được rồi, chú đừng ngồi đó mà suy nghĩ nhiều. Khu khai phát Giang Khẩu đã được giữ lại, ban quản lý cũng có công. Anh nghĩ huyện sẽ luận công khen thưởng, nếu Lương Kiến Hoàng rút khỏi khu khai phát, đây là cơ hội tốt của chú. Thái Chánh Dương trầm ngâm một chút rồi nói. Hơn nữa theo xu thế này thì khu khai phát được giữ hơn phân nửa sẽ lên thành cấp phó huyện, chú phải suy xét đó. Triệu Quốc Đống không khỏi động tâm, cấp phó huyện. Lương Kiến Hoàng nếu không làm bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát, Cù Vận Bạch thay vị trí là tất nhiên, như vậy ai làm chủ nhiệm? Mình sao? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút thì thấy kinh nghiệm của hắn còn ít, có thể làm phó bí thư kiêm phó chủ nhiệm là may lắm rồi. Nếu trong thời gian ngắn muốn lên là không thể. Quốc Đống, đây chỉ là xu thế nhưng không phải bây giờ. Cho nên tốt nhất là Cù Vận Bạch kiêm chức chủ nhiệm tầm nửa năm là được. Thái Chánh Dương thản nhiên nói. Cù Vận Bạch kiêm chức chủ nhiệm nửa năm. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút liền hiểu ngay. Hắn thiếu gì, thời gian và kinh nghiệm, cao. Quyển 3 Chương 72, Lạc Bụi Trần Ai. Huyện Giang Khẩu tổ chức lễ chúc mừng long trọng khu khai phát đã có số vốn đầu tư trên 100 triệu. Lãnh đạo của 4 bộ máy đều có mặt chúc mừng, trưởng các phòng trong huyện đều tới tham gia. Ngoài ra bí thư đảng ủy, chủ tịch các xã, thị trấn đều được mời tới. Hội nghị do thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực Phùng Đông Hoa chủ trì. Phó Chủ tịch huyện kiêm bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát Lương Kiến Hoàng đại biểu khu khai phát tiến hành báo cáo công việc trong hơn nửa năm qua.
Chủ tịch huyện Mao Đạo Lâm thay mặt huyện ủy, ủy ban tiến hành khen thưởng các cán bộ, tập thể của khu khai phát đã có cống hiến. Cuối cùng bí thư huyện ủy Lưu Vệ Hồng phát biểu các lời quan trọng. Đây mặt ngoài là chúc mừng khu khai phát có vốn đầu tư trên 100 triệu, nhưng thực tế mọi người đều biết đó là chắc mừng khu khai phát Giang Khẩu được giữ lại. Mà Giang Khẩu cũng thành công bảo vệ động cơ phát triển kinh tế. Bây giờ huyện ủy, ủy ban Giang Khẩu có thể tự hào nói với toàn bộ quần chúng nhân dân trong huyện, lãnh đạo bọn họ không phụ lòng kỳ vọng của mọi người. Triệu Quốc Đống lại không quá hứng thú, trên thực tế thấy được nhiều thứ khiến Triệu Quốc Đống càng lúc càng thấy những điều mình thấy chưa chắc đã là thật. Khu khai phát Giang Khẩu được giữ lại chẳng qua chỉ là sản phẩm các nhân vật lớn thỏa thuận với nhau mà thôi, nghĩ đến đây Triệu Quốc Đống lại không vui. Nhưng nghĩ nếu không có mọi người liều mạng cố gắng, như vậy dù có thỏa thuận cũng không rơi xuống đầu mình. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Triệu Quốc Đống đúng là không thể kích động. So sánh với khu khai phát thì thành công của nước suối Thương Lãng ở tỉnh An Nguyên lại làm cho Triệu Quốc Đống có chút tự hào. Nước suối Thương Lãng quét ngang An Nguyên, thậm chí là các tỉnh lân cận như Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu. Đài truyền hình An Nguyên có sóng sang mấy tỉnh lân cận. Quảng cáo đẹp mắt cũng tạo được hiệu quả ở các tỉnh thành xung quanh. Một vài nhà kinh doanh tỉnh ngoài đã chủ động liên lạc với công ty kinh doanh nước suối, chỉ là bây giờ năng lực sản xuất của công ty có hạn, khó có thể suy nghĩ đến thị trường bên ngoài. Bây giờ phải đợi dây chuyền thứ hai lắp đặt xong thì mới có thể cải thiện. Cũng may trước đó Triệu Quốc Đống đã yêu cầu Trường Xuyên xây dựng thêm nhà máy, bây giờ chỉ cần lắp đặt thiết bị là có thể sản xuất. Lưu Thành đàm phán ở Bắc Kinh khá thuận lợi, mặc dù giá cả đắt nhưng quy mô sản xuất hơn dây chuyền đầu gấp 3 lần. Cũng may bây giờ nước suối Thương Lãng làm ăn rất tốt, mặc dù Trung ương ra lệnh khống chế quy mô vốn vay nhưng công ty ưu thế như nước suối Thương Lãng luôn được hệ thống ngân hàng ưu ái. Nhất là chính quyền địa phương gây áp lực thì không cần phải nói. Triệu Quốc Đống cũng dặn Trường Xuyên có thể thích hợp chọn một hai đại lý kinh doanh ở các tỉnh lân cận, cung cấp một bộ phận. Mặc dù không thể cung cấp nhiều nhưng ít nhất có thể tạo sức ảnh hưởng ở tỉnh thành. Có lẽ qua đó khiến nước suối Thương Lãng tiến vào thị trường này nhanh hơn. Bây giờ nước suối Thương Lãng đúng như một máy hút tiền. Dây chuyền thứ hai lắp đặt xong, chiếc máy này càng tiến thêm một bước. Giờ phút này đám Trường Xuyên cũng thấy tiền không ngừng tiến về. Mặc dù còn nhiều khoản nợ nhưng bây giờ xem ra cũng không vấn đề gì. Chỉ tiền lãi 2-3 tháng đã có thể triệt tiêu tất cả khoản nợ. Đương nhiên nợ là phải đòi. Trường Xuyên cũng nói với Triệu Quốc Đống về việc mở rộng bộ phận tài chính của công ty. Hơn nữa yêu cầu nghiêm khắc hoạt động theo chế độ công ty hiện đại, tránh xảy ra sai lầm. Điều này Triệu Quốc Đống khá hài lòng. Khu khai phát Giang Khẩu thành công đã thể hiện sự kiên trì ủng hộ của huyện ủy, ủy ban, cũng là thành quả phấn đấu của cán bộ, quần chúng khu khai phát. Tôi tin dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, ủy ban, khu khai phát Giang Khẩu nhất định sẽ chào đón thời kỳ huy hoàng hơn nữa. Lô Vệ Hồng nói xong liền có một tràng vỗ tay vang dội, điều này làm Triệu Quốc Đống tỉnh lại và vỗ theo. Mọi người dần dần tản đi, mọi thứ trở lại bình tĩnh. Triệu Quốc Đống cũng không cho rằng sẽ có thay đổi mấy, nhưng có một điều dám khẳng định là bộ máy lãnh đạo của ban quản lý sẽ thay đổi. Một tuần sau huyện ủy miễn chức bí thư đảng ủy khu khai phát của Lương Kiến Hoàng, bổ nhiệm Cù Vận Bạch kiêm chức bí thư đảng ủy. Cùng lúc đó công an huyện cũng có văn bản miễn chức trưởng đồn công an khu khai phát của Triệu Quốc Đống, do chỉ đạo viên Khúc Quân chủ trì công việc đồn công an. Xếp Chu, hôm nay tôi phải mời sếp vài chén. Không có sếp chỉ dạy, tôi không thể đi được tới ngày hôm nay. Bây giờ tôi bị công an huyện đá khỏi cửa, sếp Chu chẳng lẽ không có chút bồi thường sao? Triệu Quốc Đống giơ chén lên mời Chu Tinh Văn. Cậu đó, cậu mời tôi một chén thì không sao, nhân tài từ phòng đi ra, tôi là trưởng phòng cũng tự hào mà. Còn đòi bồi thường gì, chẳng lẽ muốn phòng cho cậu một cô bé đó chứ? Chu Tinh Văn nở nụ cười. Triệu Quốc Đống này đúng là có bản lĩnh. Ở trong công an huyện không đầy 3 năm đã tạo được mưa gió lớn như vậy, ngay cả Vương Đức Hòa muốn ngăn cản cũng không thể. Trong này mặc dù do mình giúp nhưng Triệu Quốc Đống cũng có thủ đoạn. Sếp Chu nói đúng, tôi thấy có phải Quốc Đống thích cô bé nào trong phòng không nên định có ý đồ. Là Đồng Mạn hay Tiêu Chỉ? Tiêu Chỉ là cảnh sát của đồn công an khu khai phát, mới tốt nghiệp chưa đầy năm, trông cũng đẹp. Chẳng qua Triệu Quốc Đống ở đồn công an khu khai phát không lâu. Cô bé này cũng chăm chỉ và làm Triệu Quốc Đống có ấn tượng tốt. Sếp Khâu, sếp đừng ngậm máu phun người, hai cô gái này trong sạch, sau này còn muốn lấy chồng mà. Triệu Quốc Đống cười nói. Tôi thấy sếp Khâu thấy tôi mời sếp Chu, không mời sếp là lão lãnh đạo. Không vấn đề gì,
Sếp Khâu, sếp nói tôi nên mời sếp mấy chén, 3 hay 5. Ừ, Quốc Đống, thế mới đúng. Lão Khâu, đừng làm mất khí thế công an huyện chúng ta, tiếp chiêu. Chu Tinh Văn cười ha hả nói. Sếp Chu, sếp không được nói chuyện không lo đau như vậy chứ. 3, 5 chén, Quốc Đống đã uống với tôi không ít hơn 3 chén, tôi từng này tuổi sao có thể so sánh. Khâu Nguyên Phong bực tức nhìn Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống, cậu vừa ra khỏi cổng công an huyện đã định làm loạn hả? Ha ha, sếp Chu, sếp thấy sếp Khâu nói chuyện kia. Tôi dù sao cũng từ công an huyện đi ra, dù sao tôi đến cơ quan nào cũng không quen, mình đã từng làm ở đội cảnh sát hình sự, đồn công an Giang Miếu và khu khai phát. 3 năm ở phòng là 3 năm cả đời tôi không thể quên, là 3 năm khiến tôi trưởng thành và đi xa. Quốc Đống nói đúng, công an huyện đối mặt rất nhiều hấp dẫn, chỉ có đứng vững thì mới đi được xa. Quốc Đống, cậu còn trẻ, đường còn dài nên cần nắm chắc, không nên phụ lòng anh em, bạn bè kỳ vọng vào cậu. Đến bây giờ cậu chính là người đi nhanh nhất của công an huyện Giang Khẩu, nhưng nhất định phải tiến chắc. Chu Tinh Văn nói làm Triệu Quốc Đống có chút cảm động. Vị trưởng phòng này mặc dù mới đầu có cái nhìn với hắn, nhưng rất nhanh đã thay đổi. Người này rất thẳng thắn, đáng quan hệ. Quốc Đống, cậu mặc dù rời đi nhưng bên đồn công an khu khai phát cậu cũng nên giúp đỡ nhiều. Khúc Quân vừa chủ trì công việc nên có nhiều thứ không quen. Năng lực nghiệp vụ của cậu ta thì không sao, tôi chỉ lo về quan hệ của cậu ta với ban quản lý. Cậu phải để ý, có gì cần phê bình cứ mạnh mẽ phê bình. Chu Tinh Văn suy nghĩ một chút rồi nói. Sếp Chu yên tâm, chỉ cần tôi còn ở ban quản lý khu khai phát, đồn công an nhất định cũng sẽ như ban quản lý. Dù từ kinh phí, trang bị hay đãi ngộ cảnh sát, cần tranh thủ tôi sẽ tranh thủ. Triệu Quốc Đống vỗ ngực nói. Có cậu ở đó tôi cũng yên tâm, Cù Vận Bạch làm bí thư đảng ủy, vậy chủ nhiệm ban quản lý do ai làm? Chu Tinh Văn thuận miệng nói, y không nghĩ đến Triệu Quốc Đống, chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát là vị trí làm mọi người nóng mắt. Cù Vận Bạch lên làm bí thư đảng ủy, như vậy có nhiều người nhìn chằm chằm vào vị trí chủ nhiệm. Không rõ, xem ra bí thư Cù có thể kiêm nhiệm một thời gian, cuối cùng xem ý của huyện. Quyển 3, chương 73, phòng 31. Theo tôi biết thì có chủ tịch thị trấn Vĩnh Hòa, hướng Đông Lai, phó trưởng phòng văn hóa, Tiếu Bân, còn có phó bí thư đảng ủy khu Hoa Liên, Du Liên đều có ý cạnh tranh vị trí này. Chu Tinh Văn nói, nhiều người chú trọng vị trí này như vậy sao? Triệu Quốc Đống run lên nói. Ha ha, cậu đừng coi nhẹ địa bàn khu khai phát không lớn, dân cư ít, nhưng đây là đầu mối kinh tế của huyện. Nửa năm đã thu hút đầu tư được hơn 80 triệu, các công ty cũng lục tục tiến vào mà. Khu khai phát khác hẳn các xã, thị trấn, sao không muốn tới? Nói khó nghe một chút đây là lúc tốt nhất để hái đào, ai chẳng biết tiền đầu tư tăng, tiền thuế tăng. Chỉ cần báo cáo lên là lãnh đạo vui vẻ. Hơn nữa xa một chút là không chừng ở đây cái nôi tạo lãnh đạo huyện. Không cần biết là ai, có thể hợp thì tôi ra sức, còn không hợp thì tôi chỉ cần làm tốt công việc. Triệu Quốc Đống cười nói. Ừ, tâm tư chính xác là rất quan trọng, cậu còn trẻ, công việc không nên chọn này chọn kia, làm nhiều cũng không có hại. Đừng nghĩ lãnh đạo không thấy, lãnh đạo thấy rõ ràng đó. Chu Tinh Văn uống hơi nhiều nên nói chuyện khá từ từ. Triệu Quốc Đống gật đầu không nói nhiều. Bữa này ăn khá được, đến khi Chu Tinh Văn lên xe, Khâu Nguyên Phong mới vui vẻ lên xe. Quốc Đống, nghe nói sếp Lưu sẽ làm cục trưởng. Hả, sao tôi không nghe nói tới? Triệu Quốc Đống giật mình nói. Chẳng qua không kiêm nhiệm chức bí thư đảng ủy mà thôi. Nghe nói chức bí thư đảng ủy do bí thư huyện ủy Vọng Đường đảm nhiệm. Khâu Nguyên Phong gật đầu nói. Sếp Lưu đi được thêm như vậy là tốt rồi, bao người nhìn chằm chằm vào nó. Nghe nói phó bí thư Cửu Bình Chánh cũng nhìn tới. Đợt Tết mọi người đã có dự cảm, Ninh Pháp không có mấy ấn tượng đối với Lưu Triệu Quốc, điều này có nghĩa Lưu Triệu Quốc muốn vào thị ủy là rất khó khăn. Lưu Triệu Quốc có thể lên làm cục trưởng đã khó khăn rồi. Cục công an vẫn có tiếng nói lớn trong hệ thống hành chính. Tuy nói trong ngành còn có bên tòa án, viện kiểm sát nhưng từ quyền lực hành chính thì không thể bằng cục công an. Một cơ quan quan trọng như vậy thì làm cả bí thư, cục trưởng là rất bắt mắt. Lưu Triệu Quốc có quan hệ khá tốt với Hoàng Nguyên Thịnh, lại có Dương Tử Minh ở trên, đây có lẽ là do thỏa thuận. Anh lên cục trưởng, chức bí thư đảng ủy không thể do anh làm. Cù Vận Bạch sau khi lên làm bí thư đảng ủy ban quản lý cũng không thay đổi mấy. Lúc này khu khai phát Giang Khẩu được giữ lại khiến nhiều công ty chú ý tới,
công tác thu hút đầu tư cũng bận hơn. Từng hạng mục được phê duyệt, được khởi công, số công ty tiến vào khu khai phát như nấm sau mưa. Hoàng Trung Kiệt và Lâu Phương cũng cố gắng công tác, nhất là có lời đồn ban quản lý sẽ thêm một phó chủ nhiệm, hai người vốn hòa thuận lại chuyển sang cạnh tranh. Lâu Phương càng lúc càng đi lại gần hơn với Cù Vận Bạch, Triệu Quốc Đống cũng thấy điều này. Tên này xem ra muốn tiến lên, chẳng qua Cù Vận Bạch không có quyền quyết định, nhưng đề cử của chị ta là rất quan trọng. Cù tỷ, xem ra ban quản lý khu khai phát chúng ta muốn tăng thêm một phó chủ nhiệm cũng không phải lời đồn. Triệu Quốc Đống nhìn Lâu Phương rời đi mà cười nói. Thời gian này Hoàng Trung Kiệt, Lâu Phương và Lão Mai làm việc rất chăm chỉ, còn cố gắng hơn 6 tháng trước làm tôi có chút kinh ngạc. Xem ra hai chữ danh lợi không ai có thể nhìn thấu. Tôi còn tưởng Lão Mai là loại người không tranh lợi với đời chứ. Không tranh với đời không có nghĩ là không muốn tiến lên. Cù Vận Bạch dọn văn bản trên bàn rồi nói. Tăng hay không thì tôi không rõ, nhưng tôi hy vọng có thể thêm một người. Quy mô khu khai phát càng lúc càng lớn, công ty tiến vào càng lúc càng nhiều. Tôi đã xem báo cáo thống kê và phân loại, đã không giới hạn là các công ty sản xuất thiết bị ô tô. Mặc dù vẫn chiếm ưu thế nhưng cũng có các công ty điện tử, hậu cần tiến vào. Đây là dấu hiệu tốt nhưng cũng có nghĩa công việc của chúng ta thêm nặng nề. Quan hệ của hai người càng lúc càng thân thiết, nhưng chỉ là trong công việc mà thôi. Ít nhất Cù Vận Bạch là như vậy. Tối nay công ty điện tử Cẩm Hồng mời 3 vị lãnh đạo của ban quản lý, giấy mời đã đưa tới, còn gọi cho tôi. Tôi từ chối không được. Đây là công ty điện tử đầu tiên tiến vào khu khai phát, giám đốc là người Đài Loan. Tôi thấy chúng ta nên tham gia. Cù Vận Bạch đưa cho Triệu Quốc Đống giấy mời rồi nói. Mời cả Tiểu Bạch theo. Điện tử Cẩm Hồng, còn tổ chức ở thành phố An Đô. Đây là muốn mấy người nhà quê chúng ta đi mở rộng tầm mắt, khách sạn Lam Loan. Cậu đã tới đó sao? Cù Vận Bạch kinh ngạc nói. Đi đến đó uống nước 2 lần, cũng được. Được, hôm nay cậu lái xe dẫn đường, tôi và Tiểu Bạch ngồi sau. Cù Vận Bạch cười nói. Khi ba người Triệu Quốc Đống tới khách sạn thì đã là 6 giờ 30 chiều. Giám đốc điện tử Cẩm Hồng, Mao Hữu Phúc có đầu chọc, mắt hơi thũng xuống, nhìn qua là biết kẻ rượu và gái quá độ. Thấy đoàn người Triệu Quốc Đống tới, y vội vàng đi lên đón. Điện tử Cẩm Hồng cũng không có nhiều người tiếp khách, ngoài một người phụ nữ Đài Loan xinh đẹp ra thì còn đâu là người phụ trách kỹ thuật, tài chính, lái xe. Tháng 3. Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đã thông qua chính sách để đồng bào Đài Loan vào đầu tư ở đại lục, một vài nhà đầu tư Đài Loan khôn khéo đã không chỉ đầu tư ở Duyên Hải mà tiến dần vào thị trường nội địa. Trong nội địa có giá đất và công nhân rẻ nên được các nhà đầu tư chú ý. Mao Hữu Phúc mới đầu mở nhà máy ở Phúc Kiến, sau đó mới dần tìm kiếm cơ hội trong nội địa, cuối cùng đầu tư vào khu khai phát Giang Khẩu. Điện tử Cẩm Hồng chủ yếu sản xuất mấy thiết bị trong TV. Theo thị trường TV phát triển, hiệu quả kinh doanh của công ty điện tử An Đô khá tốt, TV thịnh thế cũng khá nổi tiếng ở khu vực Trung Nam. Điện tử Cẩm Hồng cũng chính là sản xuất thiết bị cho công ty điện tử An Đô. Bữa ăn khá vui vẻ, người Đài Loan rất nhiệt tình. Cù Vận Bạch uống mấy chén rượu làm hai má đỏ bừng lên. Ăn xong, người Đài Loan lại bố trí mọi người đi hát, bọn họ rất nhiệt tình nên không thể từ chối, đoàn người cũng chỉ có thể nghe theo. Phòng karaoke này có thiết bị hàng đầu. Nhập khẩu từ Nhật Bản tới. Mao Hữu Phúc này hát nghe cũng được, tiếng mặc dù không hiểu nhưng nhìn từ chữ trên màn hình cũng nghe ra. Có lẽ do men rượu nên Cù Vận Bạch cũng tự nhiên hơn, cô hát bài Bắc Quốc Chi Xuân làm mọi người không ngừng vỗ tay cổ vũ. Cù Vận Bạch lại hát Ti Hem bài Mồng Tỉnh Thì Phân. Chủ nhiệm Triệu, thật không ngờ bí thư Cù lại hát hay như vậy. Bài Bắc Quốc Chi Xuân không phải ai cũng hát được như vậy. Bạc Viễn năm nay hơn 30 tuổi. Quan hệ khá tốt với Triệu Quốc Đống. Ha ha, ngứa giọng phải không? Nếu không tôi giúp anh chọn hát một bài với bí thư Cù. Triệu Quốc Đống không hay hát nên không đứng lên. Đừng, tôi nhiều năm không hát rồi. Bạc Phiến cũng hơi động tâm nhưng lại có chút lo lắng. Sợ gì chứ, tôi chọn bài Bình Tụ cho anh, không khó gì cả. Sau đó thêm một bài Phiến Phiến Phong Diệp Tình. Chính xác mà nói Cù Vận Bạch và Bạc Phiến hát chung không quá thành công. Cù Vận Bạch có hơi men nên hát rất su dương, nhưng Bạc Viễn có chút lo lắng nên giọng hơi khô cứng. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, Bạc Viễn này đúng là, sao hát cùng Cù Vận Bạch lại mất tự nhiên như vậy? Do Cù Vận Bạch là lãnh đạo hay do đối phương đẹp? Bí thư Cù, uống cốc nước cho nhuận giọng, không ngờ bí thư Cù hát hay như vậy.
Dương Ngọc Oánh cũng không bằng chị. Triệu Quốc Đống trêu chọc. Không biết lớn nhỏ gì cả. Cù Vận Bạch trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống, đôi mắt cô trông khá mê ly đầy quyến rũ. Ha ha, đâu dám. Triệu Quốc Đống có thể thấy không có Cù Vận Bạch, Bạc Viễn rất nhanh bình tĩnh lại, hát bài Tiểu Phương cũng được. Cù Vận Bạch cảm thấy đầu hơi mơ hồ, không ngờ rượu trắng và rượu vang kết hợp lại có tác dụng như vậy. Cù tỷ, không sao chứ? Triệu Quốc Đống nói. Không sao, tôi đi nhà vệ sinh một chút. Cù Vận Bạch đứng lên, người hơi lảo đảo một chút. Tôi đưa chị đi. Triệu Quốc Đống đứng lên. Không cần, chỉ hơi đau đầu thôi. Cù Vận Bạch xua tay rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Quyển 3, chương 74, phòng 32. Triệu Quốc Đống có dự cảm không ổn, đêm nay nhất định có việc. Triệu Quốc Đống do dự một chút rồi chào mọi người và đi ra ngoài. Lúc này Bạc Viễn đang hát rất vui vẻ. Khách sạn Lam Loan này nghe nói có chỗ dựa rất mạnh, tòa nhà 22 tầng này do công ty đầu tư tỉnh xây dựng, nhưng sau đó tranh cãi về quyền sở hữu, không biết sao lại thành khách sạn Lam Loan. Tầng 18 là quán cà phê, tầng 17 là chỗ dành để uống trà, tầng 16 là nơi hát. Triệu Quốc Đống nhìn xung quanh thấy không có gì lạ, hắn cũng yên tâm hơn một chút. Nhưng hắn đang đi tới khoảng giữa thì nghe thấy tiếng huyên náo. Hắn hơi giật mình rồi vội vàng đi tới nó. Đúng là có tiếng khó vang lên từ chỗ nhà vệ sinh. Mẹ nó chứ, con điếm, mày giỏi nhỉ, bảo mày hát với ông là may cho mày. Ngay cả ông chủ mày cũng không dám từ chối ông, mày dám chạy sao? Mẹ nó chứ, có tin là làm tức tao, tao cho mày một trận không? Triệu Quốc Đống chưa tới nơi đã nghe thấy có thằng đầy kiêu căng nói. Hoa ca, bỏ đi, sao phải so đo với con bé làm gì? Anh muốn ai thì tìm đâu chả được, bỏ đi. Một giọng khác khuyên. Cút, mày biết mẹ gì? Con này không nể mặt tao, tao sao có thể bỏ qua cho nó? Không phải là bảo nó hát, sờ một chút thôi sao? Ha ha, ông chủ bọn mày còn phải cúi đầu tới tao, nó dám hát rượu vào mặt tao, mẹ nó chứ muốn chết à? Tao hôm nay không cho nó một trận không được. Không thấy Cù Vận Bạch, Triệu Quốc Đống có chút yên tâm. Xem ra không phải Cù Vận Bạch xung đột. Triệu Quốc Đống không muốn gây chuyện. Vào được đây cũng là người có quyền thế. Mình và Cù Vận Bạch chẳng qua chỉ là người nông thôn mà thôi, lên giang khẩu còn được nhưng ở An Đô thì sợ không khác gì người bán rong dọc đường. Triệu Quốc Đống dán sát vào tường rồi cẩn thận tới gần. Có mấy bảo vệ đứng bên nhưng không ai đi lên can thiệp, có vẻ đám kia là khách quan. Hai thằng như đàn em đang kéo cô gái đang khóc. Triệu Quốc Đống cẩn thận nhìn mấy người này. Một thằng thanh niên hơi say đang vịn tay vào tường, có hai thằng bạn của y ở bên. Một người có lẽ vừa khuyên, một thằng khác khoanh tay không nói gì. Triệu Quốc Đống thấy cô gái kia khá quen nhưng không có thời gian nghĩ ra thì đã thấy Cù Vận Bạch từ nhà vệ sinh đi ra. Các người làm gì, buông ra. Cù Vận Bạch muốn vào nhà vệ sinh nôn nhưng bên ngoài quá ồn, mấy người đàn ông kia lớn tiếng quá làm cô rất khó chịu. Cô ra ngoài thấy một cô gái bị hai tên hung ác giữ nên tức giận kêu lên. Bỏ ra ư. Thằng thanh niên trừng mắt nhìn Cù Vận Bạch. Cù Vận Bạch hôm nay mặc rất đơn giản, tham gia mấy bữa tiệc này nên Cù Vận Bạch cố ăn mặc bình thường một chút. Cô mặc một chiếc áo trắng ngắn tay, bên dưới là váy dài, trông cô không khác gì nhân viên phục vụ. Cô nói buông nó ra. Thằng thanh niên bị hơi men kích thích nên mất lý trí. Hắn dựa lưng vào tường rồi nói. Thả nó mày thay nhé, tao thấy nó còn trinh, mày thì có bao thằng chơi rồi. Lời này vậy mà xuất phát từ miệng một thằng thanh niên. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng ngẩn ra, Cù Vận Bạch bị sỉ nhục đến độ hai má nóng lên, cô quát lớn. Súc sinh, chẳng lẽ nhà các người không có phụ nữ? Súc sinh, mắng hay, mẹ nó chứ, tao lâu rồi không nghe ai mắng mình như vậy. Tao làm súc sinh cho mày xem. Thằng thanh niên vung tay kéo áo của Cù Vận Bạch không kịp đề phòng nên ngã. Thằng thanh niên cười lạnh một tiếng rồi túm váy của Cù Vận Bạch mà xé. À, không ai ngờ lại thành như vậy. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng không kịp có phản ứng. Khi thằng kia động thì Triệu Quốc Đống biết không ổn, thằng này xem ra cũng có võ, mặc dù lảo đảo nhưng hành động vẫn nhanh. Triệu Quốc Đống vội vàng lao ra nhưng hai tên kia đã sớm chú ý. Bọn chúng lao ra định chặn Triệu Quốc Đống lại, Triệu Quốc Đống vung tay đánh mạnh vào đối phương kêu lên và bay ra ngoài. Thằng thanh niên kia chưa nhào được lên người Cù Vận Bạch thì đã bị Triệu Quốc Đống đánh vào eo, thằng này ngã bay vào tường, kêu thảm một tiếng. Ngay khi Triệu Quốc Đống ra tay, người đàn ông vẫn khuyên tên thanh niên thấy không ổn.
y vừa định ra tay lại thấy Triệu Quốc Đống mạnh như vậy nên không dám động. Lúc này cô gái kia cũng thấy có cơ hội nên vùng vẫy. Triệu Quốc Đống đột nhiên nhận ra cô là ai. Đồng Úc, cô gái kinh ngạc ngẩng đầu lên nói. Triệu ca, cứu em. Hừ, không ai có thể cứu mày đâu, đừng thằng nào mong thoát. Thằng thanh niên cố gượng dậy rồi nói. Dũng tử, mày còn ngẩn ra làm gì, còn không gọi người cho tao. Triệu Quốc Đống hừ lạnh một tiếng, hai tay đẩy hai thằng thanh niên đang sợ hãi. Cút cho tao. Đồng Úc vội vàng trốn ra sau lưng Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống không để ý tới đối phương. Cù Vận Bạch uống hơi nhiều, Triệu Quốc Đống liền ngồi xuống muốn nâng cô dậy. Cù Vận Bạch đột nhiên kêu lên như muốn đẩy hắn ra. Triệu Quốc Đống ngẩn ra mà nhìn, mũi hắn nóng lên. Thì ra thằng thanh niên kia kéo khiến dây áo lót bị kéo xuống. Triệu Quốc Đống vừa ngồi xuống thì đập ngay vào mặt là phân nửa bộ ngực trắng nõn, nửa chiếc áo lót màu đen che lấy bên vú. Triệu Quốc Đống thậm chí thấy một màu đỏ hồng, bảo sao Cù Vận Bạch muốn đẩy hắn ra. Bí thư Cù, chị không sao chứ? Triệu Quốc Đống ngừng lại một chút, chờ Cù Vận Bạch che ngực rồi mới hỏi. Không sao, Quốc Đống, cậu biết cô gái kia? Ừ, cô ấy là Đồng Úc, sinh viên Đại học An Nguyên. Triệu Quốc Đống nhìn Đồng Úc đang đầy sợ hãi trốn sau lưng mình. Lúc này Đồng Úc đang thấy mấy tên kia đang gọi điện. Triệu Quốc Đống vừa ra tay làm thằng thanh niên thấy khó đối phó, hắn biết phải gọi nhiều người tới mới được. Bí thư Cù, xem ra mấy thằng này có lai lịch, đã lâu như vậy mà bảo vệ cũng không tới can thiệp. Triệu Quốc Đống vẫn quan sát đám bảo vệ trốn ở hành lang, bọn họ không muốn tham gia vào. Cù Vận Bạch nghe vậy thì có chút lo lắng. Lúc này cô mới nghĩ ra đây là An Đô, không phải Giang Khẩu. Ở khách sạn này thì người bình thường sao có thể tới, mình mặc dù được mời tới nhưng nếu có phiền phức thì sao? Quốc Đống, vậy chúng ta mau mang bạn cậu đi thôi. Cù Vận Bạch muốn đứng lên nhưng lại vội vàng ngồi xuống, mặt cô đầy xấu hổ. Sao thế? Triệu Quốc Đống cũng ý thức được váy của Cù Vận Bạch có vấn đề. Thằng kia vừa nãy xé đã khiến nửa váy của Cù Vận Bạch bị rách. Váy tôi bị rách rồi. Cù Vận Bạch rất xấu hổ, một tay che ngực, một tay giữ váy cũng không biện pháp, nhưng nếu đi mà đối phương ngăn lại, hai tay cô không thể dùng thì không lưu ý chút là mất mặt. Mẹ nó chứ. Triệu Quốc Đống mắng. Như vậy đi bí thư Cù, để Đồng Úc đi sau che cho chị tránh trước. Tiểu Úc, em đi theo sau bí thư Cù, cẩn thận một chút. Cù Vận Bạch xấu hổ gật đầu, vừa nãy bị ngã làm chân cô hơi đau, biết vậy đừng đi giày cao gót. Cù Vận Bạch miễn cưỡng đứng dậy. Triệu Quốc Đống liếc mắt cái là thấy váy của Cù Vận Bạch bị xé mạnh, tất chân màu trắng lộ ra, quần lót màu đen và mông đầy đặn cũng lộ ra. Triệu Quốc Đống vội vàng thuận tay kéo áo của cô xuống che đi. Triệu Quốc Đống thấy tay Cù Vận Bạch hơi động, cô quay người lại liền biết vấn đề. Một tay cô che ngực, tay kia che đằng sau đúng là không tiện. Đồng Úc không chú ý đến điểm này, cô đang rất sợ hãi nhìn một đám người từ thang máy đi ra. Triệu ca, bọn chúng có người tới. Thằng chó, mày muốn đi ư, phải xem người của tao có đồng ý không. Thằng thanh niên thấy một đám người lao ra thì cười phá lên. Chính là bọn nó, ngăn lại cho tao. Triệu Quốc Đống thấy tình hình không ổn liền ngăn Đồng Úc và Cù Vận Bạch ở sau mình. Thằng danh mày bị như vậy chưa đủ sao, muốn tự chuốc khổ hả? Mẹ nó chứ, ông không tin mày là người sắt, đánh nó cho tao. Có việc tao chịu. Mấy thằng kia liền vung gậy lên đánh tới. Chỗ này vốn rộng nhưng nhiều người đứng nên không có nhiều không gian. Hơn nữa sau lưng còn có Đồng Úc và Cù Vận Bạch, Triệu Quốc Đống không thể lui. Hắn lúc nãy ở ngoài đã gọi cho cảnh sát, ở đây thuộc đồn công an Lưỡng Hà Khẩu quản lý, không biết có đến nhanh hay không. Triệu Quốc Đống nhanh như điện giải quyết được một tên, sau đó vung chân đá vào cổ tay một thằng khác, cây gậy trong tay đối phương bắn lên trúng vào đèn trên trần. Tên này chưa lấy lại tinh thần, Triệu Quốc Đống đã đi lên đẩy mạnh. Đối phương bị Triệu Quốc Đống đẩy ra ngoài 3 mét, mặc dù có thảm nhưng cũng ngã đau không dậy nổi. Một gậy đánh tới, Triệu Quốc Đống không kịp nghĩ nhiều mà giơ tay lên. Cây gậy đánh mạnh vào tay hắn, Cù Vận Bạch và Đồng Úc sợ hãi kêu lên. Triệu Quốc Đống đau đến độ hít sâu một hơi. Hắn vung tay trái chém vào cổ đối phương. Đối phương lập tức ngã xuống. Hai thằng đằng sau liền dừng lại, biểu hiện của Triệu Quốc Đống làm mọi người sợ hãi. Dừng tay, xảy ra chuyện gì? Một loạt tiếng bước chân vang lên, mấy tên cảnh sát xuất hiện ở đầu hành lang. Quyển 3, chương 75, cảnh đặc sắc. Cảnh sát tới, qua đúng, thằng này đánh bạn của tôi,
mau đưa bọn chúng về đồn công an xử lý. Thằng thanh niên không hề vì cảnh sát xuất hiện mà sợ hãi, hơn nữa còn kiêu căng hơn. Mau bắt đám chó chết này về. Xảy ra chuyện gì? Cảnh sát dẫn đội nhìn quanh rồi nói. Người khách sạn đâu? Sở Kiện Tường, cậu dẫn người gọi bảo vệ của khách sạn tới đây. Xảy ra chuyện gì thế này? Hồ Quảng, Tần Cát Hữu, hai cậu đi ghi chép, xác minh thân phận xem có bị thương gì không. Triệu Quốc Đống nhìn vị cảnh sát này liền biết có nhiều kinh nghiệm. Thằng danh này đánh bạn tôi bị thương, vì sao các người không bắt? Thanh niên thấy lời mình không được tôn trọng nên rất tức giận. Y lao tới, cũng may có một tên bên cạnh y đã giữ lại. Bắt hay không cũng không cần anh hướng dẫn, biết không? Cảnh sát dẫn đội trừng mắt nhìn rồi lạnh lùng nói. Mấy thứ trên mặt đất ai mang tới? Không biết, ai biết được, có lẽ do thằng này mang tới. Thằng thanh niên nói. Là bọn họ, hắn kêu bọn chúng tới. Đồng Úc không nhịn được mà đứng ra nói. Vậy ư, rất đơn giản, Liễu Minh, cậu cầm mấy ống tuyếp lên, về lấy dấu vân tay là xong. Cảnh sát dẫn đầu thản nhiên nói. Thanh niên hơi tái mặt nhưng lập tức không thèm để ý. Y trừng mắt nhìn sang bên này rồi chửi thề. Y lại đứng sang bên gọi điện. Triệu Quốc Đống và Cù Vận Bạch cũng không để ý tới đối phương. Bọn họ kể qua về tình hình với cảnh sát. Lúc này tên thanh niên dũng tử cũng giải thích với cảnh sát. Cũng không có ai bị thương nặng, xem có thể hòa giải hay không. Lúc này đội trưởng bảo vệ của khách sạn cũng tới. Thấy cảnh sát liền vội vàng mời thuốc, một bên kéo cảnh sát dẫn đầu sang bên nói nhỏ gì đó. Triệu Quốc Đống thấy tình hình có vẻ không ổn. Mặt cảnh sát dẫn đầu không ngừng thay đổi giống như đang suy nghĩ gì đó. Chờ ghi chép xong, Cù Vận Bạch càng lúc càng xấu hổ, một tay che ngực, một tay giữ váy, cô rất nhục. Nhưng thái độ của cảnh sát rất cứng, không cho phép đi. Đưa hết đến đồn công an. Cảnh sát dẫn đầu có lẽ nhận được điện nên rất miễn cưỡng nói. Ông anh, lãnh đạo của tôi là nữ, quần áo bị đối phương xé có thể cho cô ấy đi thay bộ khác không? Tôi đi với các anh. Chị ấy thay xong sẽ lập tức tới. Triệu Quốc Đống nói với cảnh sát dẫn đầu. Không được, phải đi cùng, phải đối xử công bằng. Thằng thanh niên nhảy dựng lên nói. Chẳng lẽ bọn mày có đặc quyền gì sao? Đối xử công bằng, chẳng lẽ nói bị hại và tội phạm đối xử như nhau? Nực cười. Triệu Quốc Đống không thèm để ý tới đối phương, hắn nhìn cảnh sát dẫn đầu rồi nói. Tôi ở đây, tất cả tôi đều tham gia, chẳng lẽ còn sợ các cô ấy chạy? Có thể, cho các người một tiếng sau hai cô này nhất định phải tới đồn công an lưỡng lộ khẩu trình diện. Không được, phải đưa đến đồn công an, chuyện do hai con đó gây ra, sao có thể thả? Bọn nó chạy thì sao? Lúc này một người đàn ông béo, mặt đỏ ửng vì rượu chạy tới nói. Quảng Minh, anh làm gì vậy hả? Tôi vừa gọi cho anh cơ mà. Sếp Khương, theo tình hình tôi biết hai cô này là bị hại. Cảnh sát dẫn đầu miễn cưỡng nói. Theo tình hình anh biết, anh rõ ràng đã nghe chỉ thị rồi cơ mà. Đám này lai lịch không rõ, rõ ràng đến đây gây chuyện, bây giờ bạn tôi bị đánh, xem ra phải vào bệnh viện, tiền thuốc men, chữa trị nhất định phải trả cho tôi. Ngoài ra phải xử lý bọn chúng. Thằng thanh niên hung dữ nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống. Muốn chạy, không dễ đâu. Mang về rồi nói. Người đàn ông lùn vung tay nói. Quảng Minh, anh đưa bọn họ về, tôi lập tức đi theo xử lý. Chuyện này do tôi xử lý. Sếp Khương, chúng tôi mang mấy người này về, vậy còn bọn họ? Triệu Quốc Đống nhìn mấy tên thanh niên mà nói. Bọn họ bị thương phải đưa đi bảo vệ. Tên đàn ông lùn trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống rồi nói. Đây là chuyện của tao, cần mày xen vào à? Bọn họ phạm pháp mà có thể không tới đồn công an ngay, chúng tôi là kẻ bị hại chẳng lẽ không được đổi bộ quần áo sao, lý lẽ gì vậy? Triệu Quốc Đống lạnh lùng nói. Thằng danh, nói chuyện giỏi nhỉ. Tên đàn ông lùn tức giận nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống. Mày nói bọn họ phạm pháp, mày nói mày là bị hại. Có chứng cứ không, bọn mày đánh nhau, gây rối, cũng là đối tượng phải điều tra. Tao có quyền xử lý linh hoạt. Triệu Quốc Đống lần đầu ngồi xe bắt tội phạm đưa về đồn công an. Đồng Úc và Cù Vận Bạch cũng lần đầu bị như vậy. Đồng Úc có chút sợ hãi ngồi thu lu một chỗ, chẳng qua Triệu Quốc Đống lại thấy rất bình thường. Không gian phía sau khá chật hẹp, nhất là Triệu Quốc Đống cao 1m8 nên ngồi rất khó chịu. Mà thêm cả Đồng Úc và Cù Vận Bạch nên chỉ có thể ngồi sát vào nhau. Cù Vận Bạch rất giận và xấu hổ, nhưng rượu vẫn chưa hết,
hơn nữa lần đầu cô gặp chuyện như vậy nên có chút lo lắng. Cô định gọi điện cho lãnh đạo huyện hoặc Chu Tinh Văn, nhưng lại thấy mình làm vậy là mất hình ảnh. Ánh đèn đường sáng rực chiếu vào trong xe, Triệu Quốc Đống nhìn ra ngoài, đến khi Cù Vận Bạch hơi bị nghiêng người va vào thành xe kêu lên thì mới khiến hắn nhìn lại. Chẳng qua hắn thấy một cảnh đẹp cả đời khó quên. Hai chân Cù Vận Bạch bởi vì co lên khiến chiếc váy bị rách càng lộ rõ. Chiếc quần lót đen hình ren cứ thế lộ ra trước mắt hắn. Đám lông đen như ẩn như hiện từ trong những khe hở, thật quyến rũ. Đồng thời ngay bên cạnh cũng có một cảnh đẹp không thể bỏ qua. Đôi chân thon dài của Đồng Úc bởi vì ở đây khá chật nên không thể không co lên. Chiếc sườn xám cô mặc để biểu diễn được kéo lên, cặp đùi trắng nõn lộ ra làm người ta động lòng. Đồng Úc cũng không ý thức được bởi vì mình ngồi như vậy khiến nửa bờ mông đầy đặn lộ ra, chiếc quần lót màu trắng sữa đúng là quá nhỏ, chỗ giữa hai chân giao nhau làm Triệu Quốc Đống muốn điên lên. Triệu Quốc Đống cố gắng khiến mình nhìn sang chỗ khác, hắn nuốt ực một tiếng. Nhưng chỉ vài giây là hắn phát hiện mình không thể khuất phục sinh lý và tâm lý, ánh mắt lại quay về mấy chỗ đẹp mắt kia. Một đen một trắng in sâu vào trong lòng Triệu Quốc Đống. Quãng đường không đầy 3 km làm Triệu Quốc Đống hận không thể kéo dài thật lâu. Lúc này Triệu Quốc Đống chỉ thấy đêm nay đến đồn công an đúng là không tệ. Vừa đến đồn công an, ba người được đưa vào một căn phòng. Triệu Quốc Đống thấy chuyện này không ổn, Cù Vận Bạch tất nhiên không muốn làm phiền huyện ủy, ủy ban. Chẳng qua phân cục Hoa Khê được xưng là phân cục lớn nhất tỉnh. Mấy trụ sở tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh, đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đều ở đây. Hơn nữa còn là khu vực tài chính và buôn bán sầm uất. Tên lùn kia có thể làm trưởng đồn ở đây thì nhất định không đơn giản. Hơn nữa tên thanh niên kia cũng rất có lai lịch. Khương ca, chuyện này anh phải xử lý cho tôi. Mấy thằng bạn tôi bị thằng chó kia đánh, xem ra mấy bọn này là đồ nhà quê. Phải đánh cho chúng một trận. Hừ hừ, còn cả thằng quản lý khách sạn nữa chứ. Bảo nó tìm mấy con bé đến uống rượu mà đùn đẩy. Nếu không phải tôi mang cậu ra dọa, hắn đúng là không nể mặt. Hơn nữa còn phái người canh cửa nữa chứ, sợ tôi làm gì con bé kia sao? Tôi muốn làm thì nó có thể làm gì? Mẹ nó chứ, 2 hôm nữa tôi dẫn người xử lý khách sạn này. Thằng thanh niên gác chân lên bàn làm việc, Khương ca kia không khỏi tức tối. Thằng này quá kiêu căng, tuy có cục trưởng Trần gánh cho nó nhưng không ngừng gây chuyện, sớm muộn cũng có vấn đề. Chú em, khách sạn Lam Loan cũng có chỗ dựa đó. Cậu nghĩ xem có thể mở khách sạn lớn như vậy ở Hoa Khê, nếu không có chỗ dựa thì có thể sao? Khương ca cười ha hả nói. Ồ, thằng thanh niên ngẩn ra. Khương ca, anh nói khách sạn Lam Loan có chỗ dựa như thế nào? Là gì thì tôi không rõ. Khách sạn này vốn là tài sản của ngân hàng đầu tư tỉnh, bây giờ chuyển cho họ Cao kinh doanh, nhưng tôi thấy tên này quen biết với thị trưởng Thái. Khương ca đảo đảo mắt rồi nói. Thái Chánh Dương. Thanh niên do dự một chút rồi nói. Thái Chánh Dương thì sao chứ, hắn có thể xen vào việc này sao? Cùng lắm là gọi cho cục công an một chút mà thôi. Tôi không xả giận không được. Chú em, không cần như vậy đâu. Nghĩ xem, cậu của cậu và thị trưởng Thái là người quen. Cậu làm như vậy chính làm khó chúng tôi. Không phải cục trưởng Trần cũng mất mặt sao? Khương ca biết đối phương dựa vào gì? Nếu không phải có Lãnh Thiết Phong và Trần Dân thì dựa vào cái gì mà ra vẻ? Thằng thanh niên suy nghĩ một chút thì thấy nếu làm lớn cũng không ổn. Y do dự một chút rồi nói. Được, Khương ca, lần này tôi nghe anh, không gây chuyện với khách sạn nữa. Nhưng hôm nay anh nhất định phải xả giận cho tôi. Bọn chó kia chứ? Nhất là con danh con dám hát rượu vào mặt tôi. Tôi thấy quan hệ của bọn chúng không bình thường, anh phải thẩm vấn chúng. Được, được. Khương ca thở dài một tiếng. Người này đúng là chuyên gây họa, toàn gây rối ở địa bàn của mình, mỗi lần xử lý mấy việc này đều tốn công sức. Triệu Quốc Đống đầu tiên gọi điện cho Chu Tinh Văn, nhưng Chu Tinh Văn không nghe máy, người nhà cũng không ai nghe. Cù Vận Bạch cũng rất buồn bực, mặc dù Đồng Úc dùng 2 chiếc châm gắn lại áo và váy cho cô. Nhưng Cù Vận Bạch vẫn phải dùng tay che ngực. Anh đánh người là sự thật, mà bên các người không ai bị thương. Tôi đề nghị các người trả tiền thuốc men, thiếu một việc là được mà. Sao phải khổ chứ? Khương ca lúc này bớt men say nên nói chuyện cũng khách khí hơn. Tôi đây là phòng vệ chính đáng. Triệu Quốc Đống biết đối phương đã yêu cầu mình bồi thường viện phí thì tin rằng thằng thanh niên kia có lai lịch. Tự vệ có thể, nhưng các người có ai bị thương không? Không có.
Đối phương cũng nói do uống nhiều rượu nên lảo đảo và vô thức xé rách áo. Về phần cô gái này, cô lúc đầu không phải uống rượu cùng bọn họ sao? Đối phương không ép cô làm gì, cô tự nguyện uống với bọn họ, cho dù là xung đột về lời nói cũng không có vấn đề gì. Các người sao có thể ra tay đánh người? Triệu Quốc Đống thấy tên Khương Ca này nói giỏi như vậy. Nói chuyện đầy lý lẽ, đây là cái bẫy gài hắn vào. Sếp Khương, có phải đối phương có quan hệ đúng không? Triệu Quốc Đống lúc này cũng thấy tên trưởng đồn này không đơn giản, cũng không yêu cầu nhiều, chỉ khuyên hắn dùng tiền mua bình yên. Cậu hiểu như thế nào là việc của cậu, tôi chỉ luận việc nói việc mà thôi. Cậu đánh người, cậu nói mình tự vệ, đối phương phủ nhận, bảo vệ ở khách sạn cũng không phát hiện, cậu nói tôi xử lý như thế nào. Quyển 3, chương 76, ám đấu. Cù Vận Bạch lặng lẽ kéo áo Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống biết Cù Vận Bạch không muốn làm lớn chuyện. Nếu chuyện truyền ra sẽ ảnh hưởng không tốt tới hình tượng của Cù Vận Bạch, Đồng Úc và Triệu Quốc Đống. Nhất là nữ cán bộ như Cù Vận Bạch càng đáng sợ hơn. Triệu Quốc Đống mặc dù rất khó chịu nhưng vẫn phải đồng ý. Được, anh nói bọn họ đòi bao tiền. Đơn giản, bọn họ không bị thương nặng, theo tôi đoán cũng chỉ là đi chụp CT một chút mà thôi, sau đó kê chút đơn thuốc là được. Tôi thấy các anh trả 3.000 đi. Trưởng đồn Khương nói. 3.000, Triệu Quốc Đống và Cù Vận Bạch ngẩn ra, Đồng Úc há hốc mồm đầy sợ hãi. 3.000. Triệu Quốc Đống chưa nói chuyện, Cù Vận Bạch đã nói. Bọn họ đây là muốn lừa tiền sao? Chúng tôi không trả, sao phải cho bọn chúng? Còn có công lý không? Kẻ phi pháp được bảo vệ, người bị hại còn phải bù tiền. Vậy không còn cách nào rồi, mời ba vị ở đây. Mai điều tra rõ tôi sẽ thông báo về nhà và lãnh đạo đơn vị của các người tìm hiểu. Trưởng đồn Khương xua tay nói như xác định đối phương không dám chống đối với mình. Nghe trưởng đồn Khương nói như vậy, cơn tức trong lòng Cù Vận Bạch lập tức biến mất. Báo về đơn vị và người nhà, đây đúng là đòn quá hiểm. Chuyện mình và phó chủ nhiệm bị bắt ở khách sạn và đưa tới đồn công an, như vậy nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Hơn nữa cô mới làm bí thư khu khai phát chưa lâu, lãnh đạo huyện sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng phải trả đối phương 3.000 thì cô không thể chấp nhận. Trưởng đồn Khương không nói gì mà đi ra ngoài, trước khi ra còn cười nói. Nghĩ thông thì gọi. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, hắn thấy Đồng Úc bất lực ngồi đó, Cù Vận Bạch lại quay đầu lại nhìn cửa sổ, nhất định là cô uất ức mà khóc. Triệu Quốc Đống vào một góc gọi cho Lưu Triệu Quốc, hắn vốn không muốn làm phiền Lưu Triệu Quốc, Lưu Triệu Quốc mới nhận chức nên cần một thời gian tiến vào. Nhưng bây giờ hắn không thể không gọi điện nói chuyện. Lưu Triệu Quốc kiên nhẫn nghe Triệu Quốc Đống nói, y tin Triệu Quốc Đống nói là thật, không thêm mắm thêm muối. Triệu Quốc Đống cũng nói đối phương nhất định có chút lai lịch. Nếu không trưởng đồn công an Lưỡng Nhị Khẩu nhất định sẽ không như vậy. Lưu Triệu Quốc đã đến Lưỡng Nhị Khẩu một lần, tên trưởng đồn này rất linh hoạt, nhưng không nhớ tên là gì. Chẳng qua đó không có gì là quan trọng. Chú chờ 10 phút, anh gọi lại. Lưu Triệu Quốc không nói nhiều, nói xong liền trực tiếp gọi cho phân cục trưởng, phân cục Hoa Khê Triệu Ứng Trung. Triệu Ứng Trung nhận được điện của Lưu Triệu Quốc mà có chút giật mình. Lưu Triệu Quốc nhận chức xong, tâm trạng rất không vui, thái độ khác lạ. Sao muộn như vậy còn gọi cho mình? Lão Triều, anh điều tra hộ tôi. Bạn tôi bị nhốt ở đồn công an Lưỡng Nhị Khẩu là như thế nào? Cậu ta phản ánh với tôi bọn họ là người bị hại còn phải bồi thường tiền cho đối phương. Đồn công an đây là làm loạn, trưởng đồn công an làm ăn thế nào vậy hả? Anh là phân cục trưởng quản đội ngũ vậy sao? Tôi cho anh 5 phút, anh hiểu rõ tình hình rồi báo cáo cho tôi. Lưu Triệu Quốc nói xong liền lập tức dập máy. Triều Ứng Trung đúng là rất buồn bực. Theo lý Khương Bách Toàn này rất khôn, sao lại làm ăn lung tung như vậy? Có phải là bạn của cục trưởng Lưu nói sai không? Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Triều Ứng Trung vẫn phải vội vàng gọi điện tìm hiểu. Khương Bách Toàn ngồi trên ghế mà hút thuốc, điện thoại di động trên bàn vang lên, y vừa nghe điện đã bị đầu bên kia mắng cho một trận. Khương Bách Toàn, anh không cần giải thích, tôi chỉ hỏi anh chuyện có phải như tôi nói không? Khương Bách Toàn lần đầu thấy Triều Ứng Trung tức như vậy. Y có quan hệ khá tốt với Triệu Ứng Trung, đây là lần đầu Triệu Ứng Trung nói với Y bằng giọng như vậy. Sếp Triều, tôi. Không cần giải thích, tôi chỉ hỏi anh có thật không? Gần như vậy, chẳng qua. Láo toét, chuyện này anh cũng làm được sao? Mẹ nó chứ, anh chán sống hả? Anh còn muốn làm trưởng đồn công an không? Anh có tin trong hội nghị đảng ủy ngày mai tôi cách chức anh không? Triệu Ứng Trung rất tức giận.
y vốn nghĩ chuyện không đúng như vậy, không ngờ đối phương lại nói đúng. Khương Bách Toàn nghe vậy là biết Triệu Ứng Trung rất tức giận nên có chút sợ hãi. Xem ra lần này mình gây họa rồi, mấy tên giang khẩu kia sao lại có chỗ dựa, nếu không đã sớm gọi rồi chứ. Còn cần vào đồn công an bị hỏi 2-3 tiếng không? Khương Bách Toàn cẩn thận nói. Xếp Triều, bên kia là cháu ngoại của Cục trưởng Trần. Cháu của Cục trưởng Trần, Cục trưởng Trần nào? Triệu Ứng Trung lúc này mới có phản ứng rồi nói. Là Cục trưởng Trần. Không phải thì là ai? Cục trưởng Trần gọi tới, tôi có thể làm gì? Khương Bách Toàn cười khổ nói. Cục trưởng Trần nói gì? Triệu Ứng Trung lạnh nhạt nói. Muốn tôi xử lý một cách thỏa đáng. Khương Bách Toàn đúng là muốn chết, xem ra bên kia lai lịch còn hơn cả Cục trưởng Trần. Hừ, thế nào là xử lý thỏa đáng? Khiến người ta bồi thường tiền sao? Triệu Ứng Trung có chút tức giận. Cháu ngoại Trần Dân đã gây rất nhiều vụ việc ở khu vực, nhưng lần nào cũng do Trần Dân ra mặt. Trong thời gian này thằng kia cứ sang Hoa Khê gây rối, chuyện lớn, chuyện nhỏ không ít, đúng là đau đầu. Sếp Triều, vậy sếp nói tôi nên làm gì? Anh hỏi tôi cần anh làm trưởng đồn công an làm gì? Triệu Ứng Trung suy nghĩ một chút rồi nói. Cái khác tôi không biết, bên này lập tức thả người. Bên kia phải xử phạt mấy tên đánh người và gây mất an ninh trật tự, bồi thường tiền quần áo của đối phương. Hả? Khương Bách Toàn sợ hãi kêu lên. Sếp, cái này sợ là... Sợ hả? Triệu Ứng Trung lạnh lùng nói. Tôi nói với anh, bây giờ Cục trưởng Lưu đang đợi điện của tôi, mai tôi phải tới văn phòng Cục trưởng Lưu giải thích chuyện này. Có phải anh muốn tôi dẫn theo cả anh đi giải thích với Cục trưởng Lưu không? Khương Bách Toàn run lên. Cục trưởng Lưu sao? Nhưng còn Cục trưởng Trần thì sao? Khương Bách Toàn do dự một chút mà nói. Tôi thì không sao, chẳng qua chỉ là phó trưởng phòng mà thôi, cùng lắm đi xuống, nhưng còn sếp. Hừ, Cục trưởng Lưu vừa nhận chức nên đừng chọc vào. Nếu hỏi thì cũng không đến lượt tôi, chuyện này có thể giấu người sao? Tôi thấy Cục trưởng Lưu cũng chưa chắc muốn giấu người. Nói không chừng Cục trưởng Lưu đã sớm biết tình hình, bây giờ Cục trưởng Lưu đang muốn xem chúng ta xử lý. Cứ làm theo tôi nói đi. Tài liệu cho đầy đủ. Triệu Ứng Trung trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Nếu Cục trưởng Trần gọi tới thì đẩy sang cho tôi. Nói là tôi yêu cầu anh nhất định phải xử lý như vậy. Sếp Triều, sếp sẽ giải thích với Cục trưởng Trần. Khương Bách Toàn biết rõ lời này hỏi không ổn, nhưng vẫn không nhịn được mà nói. Tôi tin y sẽ không gọi cho tôi. Triệu Ứng Trung nói. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng không ngờ chuyện thay đổi lớn như vậy. Đối phương chẳng những trả 200 tệ tiền quần áo, hơn nữa tên trưởng đồn Khương Bách Toàn kia còn hứa sẽ xử lý tốt đám gây rối an ninh trật tự. Đương nhiên đối phương cũng không nói xử lý như thế nào. Đưa Đồng Úc về tường, Triệu Quốc Đống và Cù Vận Bạch lại đến khách sạn Lam Loan. Khi Triệu Quốc Đống và Cù Vận Bạch bị mang đi thì đám người Bạc Viễn không biết, bọn họ còn hỏi Cù Vận Bạch và Triệu Quốc Đống đi đâu. Triệu Quốc Đống chỉ có thể nói Cù Vận Bạch không khỏe nên đưa Cù Vận Bạch về Giang Khẩu. Sau đó nhờ bọn họ đưa Bạc Viễn về Giang Khẩu. Trên đường Cù Vận Bạch hỏi Triệu Quốc Đống gọi cho ai. Cô mơ hồ cảm nhận lai lịch đối phương không nhỏ, nhất là tên thanh niên kia còn chạy tới phòng thẩm vấn nói cho các cô đẹp mắt, há mồm nói ra lãnh đạo thành phố Cù Vận Bạch rất lo lắng. Nhưng chuyện thay đổi quá nhanh làm Cù Vận Bạch không thể tin. Tất cả nhất định do Triệu Quốc Đống trốn vào góc gọi điện là được. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không nói rõ gọi cho ai. Quyển 3, chương 77, mê. Triệu Quốc Đống ngồi trong văn phòng của Lưu Triệu Quốc, Tạ Kỳ Tường cuối cùng đã đến Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc làm phó chủ nhiệm, qua đó lưu lại 2 vị trí. Một thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy do Lưu Nhược Ngu đạt được, một là cục trưởng cục công an do Lưu Triệu Quốc đạt được. Lưu Triệu Quốc vẫn rất trầm ổn, ngồi đọc văn bản, một bên xem lịch. Có lẽ là xem hôm nay có lịch gì không? Hôm qua cảm ơn Lưu ca. Em vốn không muốn làm phiền nhưng không tìm được cách nào khác. Triệu Quốc Đống gãi đầu nói. Không có gì, lúc cần nhờ người thì phải nhờ. Chủ trương của anh là không nhờ người. Nhưng nếu có thể để chú mở miệng nhờ, như vậy đã coi là bạn bè. Nhờ bạn làm thì cũng không vấn đề gì. Quan điểm của Lưu Triệu Quốc khá đặc biệt, Triệu Quốc Đống thầm than thấy có lý. Tên kia có thể gây phiền phức cho Lưu ca không? Triệu Quốc Đống hôm nay tới là để điều tra một chút. Nước An Đô quá sâu, lực lượng của hắn còn quá nhỏ, thoáng cái khiến hắn chết đuối. Cũng may còn có Thái Chánh Dương và Lưu Triệu Quốc. Không có gì, chính xác mà nói đây là cơ hội đối với anh.
Lưu Triệu Quốc cười cười một tiếng, sáng nay Trần Dân đã đến xin lỗi y về việc tối qua. Triệu Ứng Trung xử lý quá giỏi, bề ngoài thì trông kiên quyết làm theo ý Lưu Triệu Quốc, nhưng lại lưu đường lui. Ví dụ như xử phạt chỉ là phạt tiền và cảnh cáo, cũng không tạm giam. Đương nhiên Lưu Triệu Quốc cũng không có ý tạm giữ. Trần Dân tốt xấu cũng là phó cục trưởng, sau lưng còn Lãnh Thiết Phong. Đối phương không muốn mất lòng Lưu Triệu Quốc, Lưu Triệu Quốc cũng tương tự như vậy. Triệu Quốc Đống mặc dù không rõ chi tiết nhưng thấy Lưu Triệu Quốc không muốn nói nhiều liền thầm nghĩ chủ yếu là do tranh đấu trong nội bộ cục công an thành phố. Hắn đã ra khỏi cơ quan công an thì không nên quan tâm nữa. Huống hồ cấp độ này thì hắn còn xa mới có tư cách chạm vào. Lưu ca, anh tiếp nhận chức cục trưởng thì thấy sao? Triệu Quốc Đống đổi đề tài. Ừ, cũng không quá thần bí như tưởng tượng. Lưu Triệu Quốc cười nói. Không ngoài chính là theo đúng phương hướng, dùng tốt cán bộ mà thôi. Nói thì đơn giản nhưng sợ thực hiện không đơn giản. Triệu Quốc Đống cũng cười nói. Mấy điều này thì đơn giản, nghiệp vụ cảnh sát cũng chỉ có mấy khối lớn như phá án, đề phòng tội phạm. Bây giờ lý luận phục vụ còn kém, nguyên tắc cũng là như vậy. Công tác chuyên môn cũng bắt đầu thay đổi hình dạng, cái gì mà cảnh sát khoa học kỹ thuật, cảnh sát có tố chất tốt đều là hư vô. Thực ra lật đi lật lại chỉ có vài thứ mà thôi. Nhưng việc dùng tốt cán bộ lại không hề thay đổi, nhưng lại là thứ khó có thể vận dụng và nắm bắt nhất. Cán bộ lãnh đạo làm tốt thì rất có thể sẽ thành công tiến bước. Triệu Quốc Đống nói. Lưu Triệu Quốc cũng quen việc Triệu Quốc Đống nói xa vời, chẳng qua y không thể không thừa nhận Triệu Quốc Đống nói nhiều điều mới mẻ, chưa chắc có thể áp dụng nhưng cũng có thể suy nghĩ một chút. Quốc Đống, chú rời khỏi hệ thống công an thì anh đúng là đáng tiếc. Văn phòng cục công an thành phố chính là thiếu thanh niên có tư tưởng mới như chú. Nếu công tác cứ tiến từng bước thì anh thấy công tác của cục công an thành phố An Đô vĩnh viễn chỉ xếp loại 2 mà thôi. Lưu Triệu Quốc nói. Ha ha, Lưu ca, anh lúc này mới nhận chức mà không tin tưởng như vậy sao? Chẳng qua việc cải cách hệ thống công an thì em thấy là tất nhiên. Mặc dù có nhiều thứ là hư vô, nhưng nó cũng sẽ thay đổi theo chính sách quốc gia. Ví dụ như nói tăng thêm quan niệm phục vụ nhân dân, điều này có nghĩa công an không chỉ xuất hiện với bộ mặt là cơ quan bạo lực của chính quyền, còn có thể tạo hình ảnh mới. Triệu Quốc Đống nói. Tại sao lại thấy như vậy? Lưu Triệu Quốc có chút tò mò. Trung Quốc cũng không phải xã hội hoàn toàn pháp trị, ít nhất trong một thời gian dài nữa là không thực tế. Tư tưởng phong kiến mấy ngàn năm còn lưu lại quá sâu, mà cảnh sát nếu muốn đi trước thời đại thì phải trả giá rất đắt, hơn nữa chưa chắc kinh nghiệm thành công của nước ngoài có thể áp dụng hoàn toàn ở Trung Quốc. Em cho rằng nên thăm dò ở trong nước, tìm kinh nghiệm thích hợp với hệ thống công an, mà không phải dựa vào phương Tây. Lưu Triệu Quốc gật đầu, y đã thăm dò và nghiên cứu kinh nghiệm của nước ngoài, nhưng cũng chưa biết cách nào mới có thể thay đổi hệ thống công an, khiến nó phát triển mạnh. Lưu Triệu Quốc mới nhận chức nên rất bận. Triệu Quốc Đống ngồi có nửa tiếng mà thư ký đã vào 2 lần. Triệu Quốc Đống cũng biết điều rời đi. Công tác khu khai phát đã đi vào quỹ đạo, Hoàng Trung Kiệt và Lâu Phương đều cố gắng làm việc. Triệu Quốc Đống là lãnh đạo phụ trách cũng nhàn hơn nhiều. Triệu Quốc Đống lái xe chạy không mục đích trong nội thành. Từ Tết đến giờ giữa hắn và Khổng Nguyệt đang có chiến tranh lạnh, thái độ của cô cũng khó biết. Có lúc thì tốt, có lúc lại lạnh nhạt, nhưng cô không còn có quan hệ kia với hắn, giống như hắn bị HIV vậy. Triệu Quốc Đống biết Khổng Nguyệt là một cô gái khá bảo thủ và cố chấp, muốn hóa giải ngăn cách trong lòng cô là không dễ. Thời gian có lẽ là một phương thức, nhưng có lẽ nhiều lúc càng không xong, điều này làm cho hắn có chút khó xử. Đường Cần sau khi xuất hiện liền không có tin tức gì, Triệu Quốc Đống cũng không đi hỏi thăm. Chẳng qua khi đám bạn học gặp nhau cũng lộ ra một chút. Có một người trông khá quen mắt ở đằng trước, Triệu Quốc Đống liền vội vàng rẽ xe sang phải. Hồ Duyên! Tên cảnh sát kia quay đầu lại giống như muốn xem ai gọi mình. Một lúc lâu mới thấy Triệu Quốc Đống ngồi trong xe Santana. Quốc Đống! Cảnh sát liền vội vàng nhảy xuống, không khách khí ngồi lên ghế phụ. Sau khi vào, y liền kêu lên. Thằng danh này được đó. Chạy Santana sao? Mẹ nó chứ, đồn công an khu khai phát có tiền vậy sao? Đây là của ban quản lý khu khai phát, tôi không còn công tác ở đồn công an nữa. Triệu Quốc Đống nói. Điều ra đồn công an rồi ư? Hồ Duyên Cường có chút kinh ngạc nói. Quốc Đống, đang làm tốt sao lại ra khỏi ngành? Thời này ngành công an rất được mà, người bình thường muốn chui vào đều khó, vậy mà còn rời đi. Công tác cần mà, tôi bây giờ phụ trách công tác thu hút đầu tư.
Triệu Quốc Đống cười nói. Như vậy cũng tốt, ít nhất trưa nay mời cơm tôi có thể lấy danh nghĩa tiếp khách, không cần tự bỏ tiền. Thằng danh này coi như cũng là quan rồi đó. Chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát sao? Hồ Duyên Cường đấm Triệu Quốc Đống một cái rồi cười hì hì nói. Vậy trưa hôm nay bọn này phải gõ ông một trận mới được. Tôi gọi thêm mấy tên nữa. Không vấn đề gì. Triệu Quốc Đống rút điện thoại di động ra rồi nói. Gọi cho bọn họ đi. Mẹ nó chứ, làm lãnh đạo đúng là tốt, dùng tiền nhà nước mua điện thoại di động, còn được thanh toán tiền gọi. Quốc Đống, sợ ông là người đầu tiên dùng điện thoại di động trong đám bạn rồi đó. Đồn công an Hồ Tây chúng tôi mới có một máy điện thoại di động đó. Hồ Duyên Cường rất hâm mộ mà nhìn điện thoại di động. Lúc nào tôi mới có thứ này nhỉ? Hồ Duyên Cường là bạn học ở trường cảnh sát của Triệu Quốc Đống, tự xưng là con cháu của Hồ Duyên trước, hai tay rất mạnh, ở trong trường thường so sức lực với Triệu Quốc Đống. Chẳng qua y thua nhiều hơn. Hồ Duyên, thứ này mới xuất hiện thì còn mới mẻ, tầm 2 năm nữa thông dụng thì không đáng bao tiền. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Nói thì dễ nhưng cũng phải vài ngàn mà, còn tiền cước phí, tư nhân ai có thể dùng được. Hồ Duyên Cường gọi điện ra ngoài. Ông ở đồn công an Hồ Tây mệt lắm à? Đồn công an Hồ Tây là một trong 3 đồn lớn nhất của phân cục Liên Hồ. Hồ Đông, Hồ Tây, Song Tháp là 3 đồn công an có nhiều việc nhất của phân cục, số lượng công việc bằng hơn nửa của cả phân cục. 8 đồn công an còn lại chỉ chiếm non nửa. Sao không mệt chứ? Hồ Duyên Cường gọi một hơi 5-6 cuộc rồi nói. Tối qua tôi trực ban, 8 giờ 30 sáng mới giao ban. Một đám uống rượu đánh nhau phải xử lý đến tận 6 giờ sáng, mắt díp lại. Sau khi giao ban tôi liền về phòng ngủ, bây giờ định về nhà ăn cơm thì gặp ông. Triệu Quốc Đống biết đó là điều tất nhiên, công việc của các đồn công an trong thành phố là rất bận. Bây giờ hắn đã thoát khỏi hệ thống công an nhưng vẫn có tình cảm sâu. Thấy bạn học mệt như vậy, hắn đúng là phải suy nghĩ. Có người gọi tới, Hồ Duyên Cường không khách khí nói Triệu Quốc Đống mời bạn học ở Ando dùng bữa. Sau khi thông báo một loạt thằng, Hồ Duyên Cường mới có chút cẩn thận nói với Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, có báo đường cần không? Muốn ăn đòn à? Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn Hồ Duyên Cường. Quyển 3, chương 78, tình nghĩa bạn học. Có 3 tên làm việc ở nội thành, thêm Hồ Duyên Cường và Triệu Quốc Đống, tổng cộng 5 người. Mấy người kia đều giật mình vì việc Triệu Quốc Đống rời khỏi hệ thống công an. Nhưng khi nghe nói Triệu Quốc Đống làm phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát thì đều rất hâm mộ. Khu khai phát ở đâu đều được ưu ái. Giang Khẩu mặc dù là huyện nhưng bước một bước là tới thành phố. So sánh với đám bạn học còn đang cố gắng phấn đấu vì phó trưởng đồn công an, Triệu Quốc Đống biểu hiện rất đáng chú ý. Mọi người đừng nhìn tôi, phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát cũng không dễ làm. Suốt ngày như con cháu chạy khắp nơi tìm nhà đầu tư, chuẩn bị tài liệu, người khác hỏi gì phải lập tức trả lời, chỗ không rõ cũng phải làm rõ, nếu nhà đầu tư không có ấn tượng thì anh cứ chờ lãnh đạo mắng đi. Quốc Đống, ông đứng nói có sợ đau lưng không? Cả ngày tiếp khách ăn uống không sướng sao? Chúng tôi mà so với ông thì không các gì ăn mày. La Khánh Sinh trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống rồi nói. Ông nhìn chúng tôi đi, 1 tháng chỉ được vài trăm tệ tiền lương, làm việc lại nhiều thì ông cũng biết, có chút sai lầm thì lãnh đạo mắng cho như chó. Bây giờ xem ông đi. Khánh Sinh, đồn công an Cổ Kiều của ông cũng không nhiều việc mà. Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên, đồn công an Cổ Kiều nằm ở tận cùng phân cục Thanh Giang, chuyện sao có thể nhiều được. Đúng là không bằng của mấy tên Trình Giao, Hồ Duyên, nhưng đồn công an tôi ít người, có 20 người, rất nhiều đều là phụ huynh về hưu đẩy vào. Mẹ nó chứ, chuyện cũng chỉ có chúng tôi làm. La Khánh Sinh có chút buồn bực nói. Ở trường La Khánh Sinh có làm ở hội sinh viên nên có chút đắc ý. Chẳng qua tên này cũng có năng lực, giỏi viết bài, biết cách quan hệ với bạn bè, đầu óc linh hoạt, chẳng qua hơi đen nên bị điều về đồn công an Cổ Kiều xa xôi. Quận Thanh Giang là một quận có kinh tế hơi kém so với các quận khác. So sánh với Hoa Khê, Thiên Hà và Liên Hồ thì kém nhiều. Mà đồn công an Cổ Kiều lại nằm sâu trong quận, ở đám bạn học còn công tác ở nội thành, La Khánh Sinh, Trình Giao cùng với Hồ Duyên Cường có quan hệ khá tốt với Triệu Quốc Đống. Nhất là La Khánh Sinh và Trình Giao. Khánh Sinh, trưởng phòng quận ông là ai? Triệu Quốc Đống nói. Lôi Thành Phương, cũng học ở trường ta. Chúng ta coi như lớp đàn em của y. La Khánh Sinh thở dài một tiếng rồi nói. Chẳng qua trưởng phòng Lôi lại không chiếu cố gì đám sinh viên tốt nghiệp trường cảnh sát,
hàng năm từ học viện cảnh sát cũng có người mới tiến vào, hơn nữa tốt nghiệp càng lúc càng nhiều mà. Phòng chỗ ông có chính ủy không? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Ừ, chính ủy cổ năm trước vừa lui về, vẫn chưa có ai thay. Mấy phó trưởng phòng chỗ tôi tranh rất mạnh, nghe nói cục công an thành phố cố ý điều một cán bộ tới. La Khánh Sinh như nghe ra gì đó nên nói. Quốc Đống, ông hỏi làm gì? Ông nghe được vấn đề gì sao? Không có gì, tôi chỉ là nghĩ đến năm đó chỗ tôi cũng tranh đoạt chức này rất mạnh, muốn xem bên ông có như vậy không? Triệu Quốc Đống lắc đầu. Khâu Nguyên Phong sẽ được điều đi, nghe Khâu Nguyên Phong nói thì có thể tới quận nội thành và lên chức. Nội thành bây giờ thiếu một trưởng phòng, một chính ủy. Trưởng phòng là của phân cục Thiên Hà, chính ủy bên phân cục Thanh Giang. Khâu Nguyên Phong muốn lên làm phân cục trưởng tương đương trưởng phòng là rất khó khăn. Lưu Triệu Quốc cũng có ấn tượng tốt đối với Khâu Nguyên Phong, hơn nữa là cục trưởng nên y cũng muốn bố trí người của mình vào nội thành. Có gì khác nhau chứ? Bên chỗ tôi còn kịch liệt hơn bên ông. La Khánh Sinh nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống rồi nghĩ tới gì đó. Nhưng thấy mặt Triệu Quốc Đống không chút thay đổi nên y không thấy gì. Kiểu gì chẳng có cơ hội. Chúng ta tốt nghiệp trường cảnh sát thành phố, học ngành này, muốn làm phải làm ra thành tích. Bây giờ nhân lúc còn trẻ phải vất vả một chút. Dù lãnh đạo nghĩ như thế nào thì bọn họ cũng cần người làm được việc mà. Bên hệ thống công an thì ông không được là không được, không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm mà sống cả đời. Quốc Đống nói đúng, mỗi ngày tôi mệt như chó, về nhà là muốn nằm. Ngay cả bạn gái nhắn tin cũng không muốn nhắn lại, nhưng chuyện đến không thể không làm. Trình Giao nói, đồn công an có việc thì mọi người sao có thể ngồi im. 3 năm không phải khoe khoang nhưng có vụ án gì chưa gặp. Vụ án giao vào tay tôi thì lãnh đạo cũng yên tâm. Ông có bạn gái à? Ha ha, sao không mang đi vậy? Có phải là quá xấu không hả? Công tác ở đâu? Triệu Quốc Đống cười nói. Cút, nhất định là ngoan hiền rồi, hơn nữa còn rất đẹp, hơn nữa còn không thua Đường Cẩn. Trình Giao có chút khó hiểu nói. Đúng, lần trước nghe nói ông đón một cô gái, có phải bạn gái của ông bây giờ không? Nhà Đường Cẩn có vẻ cũng không thích Tương Vĩ Tài kia nữa. Triệu Quốc Đống không khỏi động tâm, ở trường Trình Giao và Đường Cẩn học cùng lớp, quan hệ khá được, cũng hay liên lạc. Sau khi hắn và Đường Cẩn chia tay, Đường Cẩn biết tin về hắn cũng là nhờ Trình Giao. Hôm nay chúng ta không nhắc tới Đường Cẩn. Triệu Quốc Đống cười khổ nói. Quá khứ rồi, nhắc lại cũng không có tác dụng. Ừ, Trình Giao, chuyện đã qua, Quốc Đống bây giờ đã có bạn gái mà. Đường Cẩn bây giờ không thể quay lại với Quốc Đống nữa mà. La Khánh Sinh nói, Đường Cẩn và Tương Vĩ Tài kia không có quan hệ gì, chỉ là do nhà cô ấy ép mà thôi, Đường Cẩn không muốn nên kéo mấy tháng mà thôi, đợt Tết đến bây giờ không hề qua lại. Trình Giao hy vọng Triệu Quốc Đống và Đường Cẩn quay lại với nhau. Hồ Duyên, sao ông không gọi điện bảo Đường Cẩn tới? Hồ Duyên cường gãi đầu nói, Quốc Đống không cho tôi gọi. Quốc Đống, ông quyết tâm cắt đứt với Đường Cẩn sao? Tôi thấy Đường Cẩn hợp với ông nhất đó. Trình Giao nhíu mày nói. Thích hợp nhất với tôi vẫn còn ở chỗ mẹ vợ. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Thời buổi này không ai có thể nói rõ, tình cảm luôn thay đổi. Lòng phụ nữ như kim đáy biển. Hừ, ông đừng nói người khác. Ông vừa chia tay Đường Cẩn chưa lâu đã đi tán em khác, có phải là vừa thấy đã yêu? La Khánh Sinh nói một câu. Ôi, tuần trước tôi gặp Đường Cẩn, cô ấy gầy đi nhiều, cũng buồn bã. Tôi thấy đều do ông. Trình Giao lắc đầu, nếu Triệu Quốc Đống có bạn gái khác thì khuyên cũng vô ích. Đường Cẩn mặc dù không nói rõ nhưng y có thể nhìn ra trong lòng Đường Cẩn vẫn còn Triệu Quốc Đống. Nhưng tâm tư của Triệu Quốc Đống bây giờ thì y không rõ. Người này 2 năm qua thay đổi quá nhiều, thậm chí không còn làm cảnh sát nữa. Triệu Quốc Đống thấy Trình Giao như vậy thì biết y đang nghĩ gì. Tính tên này luôn muốn giúp bạn bè. Điện thoại di động của Triệu Quốc Đống đột nhiên vang lên. Quốc Đống, chú ở đâu đó? Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ thấy là 12 giờ kém 15 phút. Lưu Triệu Quốc gọi mình đi ăn sao? Lưu ca, em đang ăn với mấy bạn ở thành phố. Ở thành phố à? Vậy lại đây uống hộ anh vài chén. Chiều anh còn phải họp, uống nữa là không được. Chỗ cũ, phòng Tiêu Tương, nhà hàng Gia Hòa. Lưu Triệu Quốc vui vẻ nói. Nói với bạn của chú một câu. Vâng. Triệu Quốc Đống đành phải đồng ý. Theo lý thuyết hắn không nên rời đi, nhưng Lưu Triệu Quốc gọi thì hắn không thể không đi. Bị đám bạn học mắng,
Triệu Quốc Đống chỉ có thể gật đầu cúi người nói không phải, một bên đưa từng tên một bao hồng sơn, sau đó vội vàng đi thanh toán. Vào phòng, Triệu Quốc Đống chỉ nghe thấy một giọng nói hào sảng vang lên. Lão lãnh đạo, hôm nay anh không uống rượu là không cho tôi mặt mũi. Anh nhận chức, tôi còn không chúc mừng anh. Lão Tần, hôm nay có thể mời hay không là do anh. Lão Thiết, gánh nặng này đừng đặt lên người tôi. Cục trưởng Lưu là lão lãnh đạo của anh, bây giờ lại là lãnh đạo trực tiếp của tôi. Anh không mời được, tôi dám chúc sao? Một giọng khác nói. Cục trưởng Lưu, anh thấy Lão Thiết là cấp dưới cũ của anh, một chén không uống sao có thể được. Chiều 4 giờ mới họp, bây giờ mới 12 giờ mà, không ảnh hưởng gì đâu. Tần Huân, phải bắn súng ra ngoài chứ, anh lại gác tôi lên giá lửa sao? Lưu Triệu Quốc vui vẻ nói. Triệu Quốc Đống gõ cửa và đi vào, Lưu Triệu Quốc thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm. Lại đây Quốc Đống, ngồi cạnh anh, mấy tên này muốn hại anh. Ngay cả tên Tần Huân này cũng định làm phản. Triệu Quốc Đống vào thì thấy có 4 người, ngoài họ Thiết thì có một người xem ra đi cùng y. Ngoài ra còn có Tần Huân kia cũng nghe quen quen, giống như là phân cục trưởng phân cục ga xe lửa. Quyển 3, chương 79, một vòng tròn. Tần Huân thì Triệu Quốc Đống đã nghe Lưu Triệu Quốc nhắc tới. Vị Thiết Sơn kia là phân cục trưởng, phân cục đường sắt An Đô. Triệu Quốc Đống khi còn ở bộ đội là thủ trưởng của Thiết Sơn. Phân cục ga xe lửa trực thuộc Cục Công an thành phố trực tiếp quản lý, nhưng công việc lại có liên quan tới đường sắt. Sau một phen nói chuyện, Triệu Quốc Đống có thể nhìn ra Tần Huân và Lưu Triệu Quốc có quan hệ mật thiết. Mà Thiết Sơn xem ra cũng có quan hệ cá nhân tốt với Lưu Triệu Quốc. Người còn lại là phó của Thiết Sơn. Tần Huân và Thiết Sơn cũng đang quan sát Triệu Quốc Đống. Lưu Triệu Quốc ngoài công việc ra thì bình thường ít xuất hiện, xuất đầu lộ diện khi trước đều là Tạ Kỳ Tường cùng mấy phó cục trưởng khác. Thiết Sơn thì thôi, nhưng Tần Huân đi lại khá gần với Lưu Triệu Quốc, nhưng y chưa bao giờ thấy Lưu Triệu Quốc mang ai đi. Nhìn tên này thấy cũng quen, có vẻ là cảnh sát. Hơn nữa Tần Huân thấy có quan hệ không bình thường với Lưu Triệu Quốc. Quốc Đống, mấy người bọn họ chú cũng biết, chú tự giới thiệu mình đi. Triệu Quốc Đống làm việc ở Ban Quản lý Khu Khai phát Giang Khẩu, trước đây là cấp dưới của Cục trưởng Lưu, cũng đã công tác ở Công an huyện Giang Khẩu vài năm. Ha ha, Quốc Đống, vậy chúng ta là người một nhà, nào, cạn chén. Xem ra Cục trưởng Lưu gọi cậu tới để uống thay hả? Tần Huân cười cười một tiếng rồi nói tiếp. Lão Thiết, lần này tôi không tiện nói nhiều. Tôi và Quốc Đống lần đầu gặp, Cục trưởng Lưu muốn cậu ta đến tiếp chiêu đó. Tần Huân, tôi biết anh định bán đứng tôi. Hôm nay chúng ta ở đây có 5 người, nếu hôm nay phân cục đường sắt An Đô mà đánh ngã tôi thì chỉ có thể nói Cục Công an thành phố An Đô không có sức chiến đấu. Nhất là anh, đồ hai mặt. Lưu Triệu Quốc tuy mắng nhưng vẫn lộ rõ vẻ thân thiết. Lão lãnh đạo, anh nói như vậy là không được rồi, ngồi trên bàn là anh em mà, còn chia gì Cục Công an và đường sắt. Lão Tần nói đúng không? Chỉ bằng lời này, Lão Tần cũng phải mời lão lãnh đạo một chén. Thiết Sơn, đừng có đội mũ cho tôi. Ở trong quân đội anh luôn kích động quần chúng, lần nào cũng chuốc tôi ngã, bây giờ vẫn định dùng chiêu này ư, không có cửa đâu. Lưu Triệu Quốc cười nói. Quốc Đống, chú mời phân cục trưởng Thiết vài chén. Phân cục trưởng Thiết là cấp dưới cũ của anh, bây giờ là phân cục trưởng phân cục đường sắt An Đô. Ngày sau có việc gì bên đường sắt thì dù là việc công hay tư cũng cứ tìm anh ta. Anh ta nếu không làm thì chú nói với anh phải đưa ra xử bắn. Ha ha, cục trưởng Lưu đã nói như vậy, tôi có thể ngồi được sao? Triệu Quốc Đống giơ chén rót mấy chén nhỏ vào một chén to rồi nói. Phân cục trưởng Thiết, hôm nay lần đầu gặp, cục trưởng Lưu lại là lão lãnh đạo của anh, cũng từng là lãnh đạo của tôi. Tứ Xuyên có câu chúng ta cùng có chung lãnh đạo, vậy anh là quan anh của tôi. Người Tứ Xuyên nói đúng, tình cảm sâu, một ngụm hết. Ba chén này tôi xin hết, mời anh. Ba chén nhỏ cho vào chén to, Triệu Quốc Đống một hơi hết sạch. Thiết Sơn vốn thấy thân thiết vì Triệu Quốc Đống gọi là cùng chung lãnh đạo, bây giờ y không khỏi hít sâu một hơi. Vài chén không sao, nhưng Triệu Quốc Đống làm như vậy đúng là. Tần Huân cũng khiếp sợ, người uống giỏi thì nhiều nhưng khiêu chiến như vậy thì không thấy mấy. Thiết Sơn bị chiêu này của Triệu Quốc Đống làm ngẩn ra. Đối phương mặc dù nói mình tùy ý, nhưng lúc này có thể uống bao nhiêu thì tùy sao. Vậy sẽ bị người xem thường, Thiết Sơn cũng rót ba chén vào cốc rồi uống cạn. Triệu Quốc Đống liền cười thầm trong lòng, Thiết Sơn này đúng là được. Đương nhiên nếu không có Lưu Triệu Quốc ở đây thì hắn không đủ tư cách mời rượu.
phân cục đường sắt An Đô quản lý gần như tất cả hệ thống đường sắt tỉnh An Nguyên. Nhà ga huyện Thương Lãng cũng thuộc phân cục đường sắt này. Nếu ngày sau nước suối Thương Lãng muốn phát triển ra ngoài thì nhất định phải giao lưu với đường sắt. Phân cục trưởng Thiết, anh là quan anh, cương trực như vậy thì Triệu Quốc Đống xin mời anh một chén. Triệu Quốc Đống rót cho mình một chén uống cạn. Thiết Sơn cười nói. Lão lãnh đạo, chú em này được, hào sảng. Tôi thích nhất quen biết với người như vậy. Lão lãnh đạo đã nói ngày sau có việc bên đường sắt thì cậu cứ nói. Tôi nếu không có đó thì tìm lão cung, đó cũng là quan anh của cậu. Người đàn ông trung niên ngồi cạnh Thiết Sơn vẫn im lặng. Triệu Quốc Đống biểu hiện thế làm y cũng hơi khiếp hãi. Triệu Quốc Đống này đúng là uống giỏi, một chén đối một chén, có sức uống như vậy không có gì phải ngại, nhưng tự tin như vậy thì lại khác. Phân cục trưởng cung, phân cục trưởng Thiết đã lên tiếng, anh xem thế nào. Triệu Quốc Đống không nói nhiều mà trực tiếp cầm chai tới mà nói. Ha ha, Quốc Đống, tôi uống được ít, cậu thấy như thế này được không? Chúng ta cùng uống một chén. Cung Đức Huy vội vàng đứng lên nói. Được, anh nói như thế nào thì làm như vậy. Nghe quan anh. Triệu Quốc Đống lập tức đồng ý. Triệu Quốc Đống vốn không thích ép rượu, nhất là khi người ta không giỏi uống thì hắn không ép. Nhưng kẻ dám khiêu khích thì hắn nhất định không nương tay. Được, hai anh em chúng ta làm một chén. Cung Đức Huy thở phào nhẹ nhõm rồi không đợi Thiết Sơn nói mà vội vàng rót đầy chén của mình, cùng chén với Triệu Quốc Đống rồi cạn sạch. Sau này chú em có gì cần bọn tôi giúp, phân cục trưởng Thiết không có đó thì cậu có thể tìm tôi. Lão cung gì cũng được, chỉ riêng điểm này không được. Nghe thấy uống rượu là được, tôi nói lão cung, càng sợ thì uống rượu sẽ càng kém, phải say vài lần mới uống giỏi lên được. Thiết Sơn vội vàng lắc đầu. Phân cục trưởng Thiết, tôi đâu dám so sánh với anh. Người tứ xuyên trời sinh đã ngâm mình trong rượu, sức của tôi làm sao chịu được. Cung Đức Huy là người Thượng Hải, y vốn uống kém và nổi tiếng trong cả ngành. Nhưng nếu gặp bạn bên ngoài mà không uống cũng không được. Nhưng uống nhiều thêm vài chén là lại choáng váng đầu óc. Rượu qua vài lượt, mọi người bắt đầu nói chuyện rộng ra. Tần Huân, Thiết Sơn cùng với Lưu Triệu Quốc khá quen thuộc, chỉ có Triệu Quốc Đống và Cung Đức Huy hơi lạ. Đây cũng là lần đầu Triệu Quốc Đống tiến vào một vòng tròn khác của Lưu Triệu Quốc ngoài mấy người Thái Chánh Dương. Cung Đức Huy thấy Triệu Quốc Đống không ngừng mời Thiết Sơn và Tần Huân thì thầm nghĩ tên này đúng là giỏi uống. Uống rượu trắng mà như uống bia, ngay cả Thiết Sơn uống rất giỏi cũng bị Triệu Quốc Đống ép không thở nổi. Lão lãnh đạo, chú em này quá lợi hại, tôi phục rồi. Thiết Sơn không chống đỡ được nữa mà xin tha, Tần Huân cũng đang choáng váng đầu óc. Ha ha, đừng cho là cục công an thành phố chúng tôi không có người, nếu chọn ra vài người thì phân cục đường sắt An Đô chỉ có thể cúi đầu. Lưu Triệu Quốc cười nói. Ngày sau đừng khoe khoang giỏi uống trước mặt tôi. Được rồi. Coi như lão lãnh đạo giỏi, hôm nào tôi phải chọn vài người trong phân cục mà bồi dưỡng, sau đó cho mấy người biết mặt. Anh đúng là cua vào nước sôi cũng cứng miệng, không chịu phục. Lưu Triệu Quốc không thèm để ý mà nói. Lão Thiết, anh ngồi ở vị trí phân cục trưởng này lâu rồi, cũng nên động một chút đi, cũng tiện cho lão cung vị trí. Ha ha, lão lãnh đạo tai dài thật, tin trong đường sắt mà cũng có thể nghe nhanh như vậy sao? Thiết Sơn có chút ngạc nhiên. Chuyện y phải đi đã được xác minh, chẳng qua ngay cả người của phân cục cũng không mấy người biết mà. Hôm trước ngồi ăn cơm với lão lang và nghe thấy tin này. Sao, đi đến phân cục đường sắt phía Tây hay ở đâu? Lưu Triệu Quốc nói. Ôi, trong phân cục chỉ có vài người biết, thì ra là lão lang nói với anh. Thiết Sơn trầm ngâm một chút rồi nói. Có thể là tháng sau, nghe nói là phân cục đường sắt nội thành, cũng không biết có biến hóa không. Dù sao cũng chưa có văn bản mà, tôi đi thì lão cung sẽ thay, lúc ấy mời lão lãnh đạo đến ngồi một chút. Triệu Quốc Đống lúc này mới biết thì ra Thiết Sơn sẽ được điều đi, vậy là lên chức rồi. Phân cục trưởng Thiết, phân cục trưởng cung, tôi mời hai vị một chén, chúc mừng hai vị từng bước lên cao. Uống xong, Thiết Sơn nói. Lão lãnh đạo, lão Tần có thành tích xuất sắc như vậy, anh cũng nên lo lắng một chút chứ. Anh sao biết tôi không suy nghĩ cho lão Tần? Lưu Triệu Quốc cười cười một tiếng. Chuyện ở địa phương chúng tôi khác với ngành dọc đường sắt các anh. Triệu Quốc Đống liền nghe ra ý trong lời của Lưu Triệu Quốc, chẳng lẽ Tần Huân sẽ được điều động sao? Vừa nãy hắn đang cân nhắc nói tới trình giao với Tần Huân. Nếu Tần Huân phải đi thì tiếc quá. Phân cục trưởng Tần, anh sẽ điều đi sao? Triệu Quốc Đống nhỏ giọng nói.
Tần Huân nhìn Triệu Quốc Đống một chút và thầm cân nhắc việc này. Cục trưởng Lưu lên chức đã được nửa tháng, điều chỉnh nhân sự là tất nhiên, nhất là lãnh đạo mấy phân cục nội thành vẫn chưa đầy đủ. Tạ Kỳ Tường năm trước vốn muốn điều người của mình điền vào đó, nhưng cục trưởng Lưu lại phản đối trong hội nghị đảng ủy. Đừng nhìn Lưu Triệu Quốc bình thường luôn nhẫn nhịn, nhưng lúc quan trọng cũng rất mạnh, cho nên cũng làm một đám người thấy phong cách của vị phó cục trưởng thường trực này. Hơn nữa ban tổ chức cán bộ thị ủy cũng không đồng ý điều chỉnh nhân sự trước Tết, cho nên việc này cứ để lại. Sau Tết Tạ Kỳ Tường còn kéo việc đến Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc một thời gian, nhưng nửa tháng trước Tạ Kỳ Tường đã bị điều đi. Ha ha, Quốc Đống, việc này cậu phải hỏi cục trưởng Lưu mới biết được. Tần Huân cười cười không trả lời trực tiếp. Phân cục Thiên Hà thiếu một phân cục trưởng, chẳng lẽ anh sẽ tới Thiên Hà? Phân cục ga xe lửa chẳng qua chỉ là một phân cục nhỏ trực thuộc cục công an, chủ yếu được thành lập quanh nhà ga An Đô. Chuyện nhiều, công việc nhiều nhưng quyền lực không có mấy, sao có thể sánh bằng phân cục Thiên Hà? Tần Huân không khỏi giật mình, tên Triệu Quốc Đống này thính thật, không phải nói người này không còn trong hệ thống công an sao? Sao lại hiểu rõ việc điều chỉnh nhân sự ở nội thành như vậy? Chẳng lẽ cục trưởng Lưu nói cho hắn? Nhưng Tần Huân lập tức phủ nhận khả năng này. Tính cách của Lưu Triệu Quốc sẽ không lộ gì trước khi việc được quyết định. Phân cục trưởng phân cục Thiên Hà bây giờ đã được điều đến Đảng ủy cục công an thành phố, vị trí này có không ít người nhìn vào. Ngay cả Tần Huân cũng không biết Lưu Triệu Quốc nghĩ gì. Mặc dù y và Lưu Triệu Quốc có quan hệ mật thiết, nhưng dù sao chênh lệch giữa đơn vị bây giờ và Thiên Hà là quá lớn. Vì thế Tần Huân không rõ Lưu Triệu Quốc có thể trực tiếp đưa y lên không, hay là một người khác tiếp vị trí, mình thay vị trí của người kia. Đây chuyện tổ chức bố trí, không phải do tôi và cậu quyết định được, việc này phải xem tổ chức có tin mình hay không. Tần Huân cười cười nhìn Triệu Quốc Đống. Tôi thấy có thể, anh lần này sẽ được điều chỉnh, cụ thể ở đâu thì tôi không rõ. Với thành tích của anh thì đến phân cục nào cũng thừa sức. Triệu Quốc Đống cười nói. Ha ha, Quốc Đống cậu đừng khen tôi quá, tôi không có bản lĩnh như vậy đâu. Đây đều là anh em làm tốt công việc, dù là ai cũng có thể. Tần Huân lắc đầu nói. Đây không phải tôi khen đâu, bạn học của tôi cũng làm ở phân cục ga xe lửa, cậu ta ở đó làm việc cũng được. Triệu Quốc Đống đã tìm được cơ hội. Ồ, bạn học của cậu là ai? Tần Huân nói. Trình Giao, làm ở đồn công an phía Tây, học cùng trường cảnh sát với tôi. Lúc trưa chúng tôi ăn cùng nhau. Triệu Quốc Đống biết chỉ nên nói như vậy là đủ. Trình Giao, ừ, tôi cũng có chút ấn tượng, cậu này cũng cố gắng. Phá án cũng tốt. Tần Huân biết rõ ý đồ của Triệu Quốc Đống. Y cũng có ấn tượng với Trình Giao kia, Lão Đào, trưởng đồn công an phía Tây cũng khen không ít. Quyển 3, chương 80, bắt đầu cải cách. Ăn một bữa mà Triệu Quốc Đống bị chuốc cả bụng rượu nhưng cũng đáng. Hai nhân vật trong đường sắt coi như tạo được quan hệ. Bây giờ quan trọng nhất đối với Triệu Quốc Đống là mở rộng quan hệ. Mà Lưu Triệu Quốc làm như vậy chính là giúp hắn. Có những quan hệ bây giờ không dùng. Hoặc hắn chưa có tư cách dùng. Nhưng khi tiến lên, anh sẽ phát hiện được mình sẽ rất tự nhiên tiến vào các quan hệ này. Tác dụng của quan hệ là lợi dụng lẫn nhau, chỉ khi anh đến một cấp bậc thì anh mới được tán thành. Thực lực được tạo ra từ nhiều nguồn khác nhau, bản thân phải có đủ quyền lực, tiền, quan hệ. Ba thứ này liên quan chặt chẽ với nhau, nhất là vế sau cùng và hai vế trước không thể tách rời. Nếu nói hai thứ trước là thực lực cứng, vậy thứ sau là thực lực mềm. Mà có những lúc thực lực cứng có tác dụng hơn thực lực mềm. Cơn gió nóng làm Triệu Quốc Đống càng khó chịu trong người. Hắn kéo cửa xe lên, điều hòa xe Santana cũng được, không khí mát mẻ làm hắn bình tĩnh lại. Hắn biết biểu hiện của mình hôm nay hơi gấp. Lần đầu gặp người như Tần Huân thì không nên lộ ra gì cả. Nhưng Tần Huân sẽ điều khỏi phân cục ga xe lửa, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội giúp Trình Giao, không ngờ Tần Huân lại điều đi. Vì thế Triệu Quốc Đống quyết định mặt dày nói một phen, cũng không uống tình cảm của hắn đối với Trình Giao. Nếu không được nữa thì hắn chỉ có thể nhân cơ hội nói với Lưu Triệu Quốc. Về phần La Khánh Sinh, chỉ có thể xem Khâu Nguyên Phong có thực sự đến Thanh Giang không, nếu Khâu Nguyên Phong đến đó làm chính ủy thì hắn sẽ giúp được. Mình thì sao? Triệu Quốc Đống đột nhiên nghĩ đến bản thân. Tiền đồ của hắn tuy rộng lớn nhưng đúng như Chu Tinh Văn nói thì chỉ sợ chức chủ nhiệm ban quản lý sợ rằng sẽ xuất hiện trước khi hắn đủ điều kiện. Triệu Quốc Đống hiểu rõ tuổi của hắn mà làm phó chủ nhiệm đã làm nhiều người đỏ mắt, vậy mình có thể mãn nguyện không tiến thêm không? Tất nhiên là không rồi. Nếu thỏa mãn với lúc này thì không bằng vứt chức vụ đi mà kinh doanh.
nếu đã ở lại thì phải phấn đấu một phen. Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ thấy đã là 4 giờ chiều. Làm lãnh đạo đúng là tiện, tìm lý do là đi được, không ai hỏi tới. Chỉ cần anh làm được việc thì không ai nói gì anh. Quốc Đống, chú ở đâu? Dương Thiên Bồi gọi điện và nói rất gấp. Sao vậy anh? Triệu Quốc Đống run lên, chẳng lẽ là... Đã có quyết định, kiểm kê tài chính, tính toán tài sản cùng với phương án đã được phê duyệt, yêu cầu nhanh chóng cải cách. Xem ra lần này huyện sẽ làm mạnh tay. Chú mau về bàn, lão cổ thì anh cũng đã gọi, chúng ta gặp ở nhà lão cổ. Dương Thiên Bồi cố nhịn cơn hưng phấn trong lòng. Sau khi nhận được thông báo thì y lập tức gọi cho Triệu Quốc Đống. Lúc trước y vẫn làm thuê cho chính quyền, bây giờ thật sự cải cách thì y có thể tự mình làm. Được, em lập tức về. Triệu Quốc Đống rất vui vẻ. Huyện Giang Khẩu cuối cùng đã tiến hành cải cách các xí nghiệp, chẳng qua cũng tương đương như hắn đoán. Thành phố đẩy mạnh cải cách quyền sử dụng đất, đồng thời lựa chọn tiến hành cải cách ở các công ty xã, thị trấn và công ty tập thể. Ít nhất bọn họ không thuộc tài sản quốc gia mà là sở hữu của tập thể. Sau khi định giá tài sản sẽ tiến hành cổ phần hóa, vì chẳng những khiến chính quyền địa phương thu được một khoản tài chính lớn, cũng có thể kích thích hoạt động kinh doanh của các công ty, đồng thời cũng phù hợp với lời kêu gọi cải cách. Đây là phương thức mà Triệu Quốc Đống đã nói với Thái Chánh Dương, cũng là phương thức tốt nhất bây giờ. Việc cải cách công ty tập thể ở Chiết Giang cùng với Tô Nam đều dùng cách này. Chẳng qua đây là một vũng bùn, trên dưới đều có tay, việc định giá tài sản thì mọi người sẽ tìm đủ cách kiếm chút lợi ích trong đó. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không nghĩ như vậy, theo hắn thấy nếu mình biết trước tương lai thì sao không lợi dụng cách này kiếm một khoản lớn. Huống chi đây cũng không phải là khoản tiền đầu tiên hắn kiếm mà. Nói thật nếu không phải công ty xây dựng số 2 có công nhân và nhân viên kỹ thuật giỏi thì Triệu Quốc Đống thậm chí sẽ bỏ tiền rồi cũng Dương Thiên Bồi lập công ty riêng. Nhưng hắn muốn làm điểm đồng thời cũng bồi dưỡng một số công nhân và nhân viên kỹ thuật thì không dễ. Triệu Quốc Đống cảm thấy dùng cách này là quá khó khăn. Bây giờ là năm 94, theo hắn biết thì ngành xây dựng đến năm 98 bắt đầu phát triển rất mạnh. Năm 98, các thành phố hủy bỏ chế độ nhà tập thể, đây tất cả khiến các tập đoàn lớn đều nhìn vào thị trường bất động sản, chỉ có thể thông qua tiền mặt mà đổi lấy nhà. Việc này duy trì mười mấy năm chưa hề giảm nhiệt. Nói cách khác còn 4 năm để tích trữ lực lượng. Triệu Quốc Đống hy vọng sau khi công ty xây dựng số 2 cải cách có thể nhanh chóng mở rộng dưới sự lãnh đạo của Dương Thiên Bồi. Có mình chỉ điểm một cách chiến lược, Dương Thiên Bồi cần chỉ là áp dụng, không ngừng mở rộng khiến công ty xây dựng số 2 biến thành công ty khổng lồ trong ngành xây dựng, sau đó nhanh chóng thẳng tiến vào thị trường bất động sản. Triệu Quốc Đống không hy vọng xa vời có thể tạo ra một công ty khổng lồ, chiếm toàn bộ thị trường bất động sản, nhưng hắn rất hứng thú với cơn sóng này. Nhất là hắn suy nghĩ có thể ẩn thân sau lưng mà chỉ huy, cảm giác này rất tuyệt. Không cần Bồi ca, tỷ lệ của nhân viên quản lý đúng là hơi thấp. Giống như cổ phần của nhân viên bình thường. Chính quyền cũng nghĩ ra nhưng bây giờ mà điều chỉnh sẽ mất thời gian. Em thấy anh không bằng đi làm công tác tư tưởng với ban quản lý và nhân viên kỹ thuật, để bọn họ bỏ qua chút tranh chấp lợi nhỏ này. Trong tay chính quyền thị trấn không phải còn cổ phần hơn 2 triệu muốn bán sao? Bọn họ đi mua là được mà. Dương Thiên Bồi lắc đầu nói. Quốc Đống, chú nghĩ bọn họ giống chú sao? Nhân viên kỹ thuật và nhân viên quản lý cũng không kiếm nhiều hơn nhân viên bình thường bao nhiêu. Tất cả nhân viên đều đối xử như nhau là được 5.000. Nếu như chú còn muốn nhiều hơn thì bỏ tiền ra đi mua thẳng của chính quyền hoặc của nhân viên. Không ai tự tin vào tương lai của công ty, đã có không ít nhân viên bình thường còn chưa cầm cổ phần vào tay đã muốn bán, không ai muốn.